Tiêu chuẩn kiếm vợ em sao? Chỉ cần thông minh, hài hước, giúp giống như Harry Potter vậy chị. Tật xấu của em trai đẹp thôi. Cỡ Captain America cũng được. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em. Bạn ơi, giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Đình Khoa. Năm nay 29 tuổi. Hồi trước học nhiệt lạnh trường đại học công nghiệp. Nhưng mà giờ chuyển qua kinh doanh rồi. Kinh doanh gì? Quán trà sữa và cua, tôm khô. Bán trà sữa và cua hả? Trời ơi. Quê ở đâu? Quê em ở Hồ Chí Minh City chị. Rồi, vậy ha. Bạn nữ giới thiệu đi. Dạ, em xin giới thiệu là em tên Huân. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm vị trí tiếp tân ở spa với lại thẩm mỹ viện. Tiếp tân ở đâu em? Dạ, ở quận Phú Nhuận. Ồ, gần nhà, gần em, gần em. Thẩm mỹ viện. Gần nhà em á chị. Anh làm ở trên Gò Vấp á, chắc cũng giáp với anh Phú Nhuận á em. Dạ, em làm ở Nguyễn Văn Chổi anh. Nguyễn Văn Chổi là gần chỗ anh rồi đó, cách có chừng 5 số cây à. Hỏi ai đưa đón em đi về? Ai đưa đón em đi về vậy? Có cần xe ôm không? Không biết nữa. Thích ăn cua không? Dạ. Yên tâm. Nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn? 25 tuổi chưa có mối tình nào hết. Chắc chị không tình quá à. Thiệt mà. Tại sao cũng không ai để ý? Một phần cũng do em ít tiếp xúc với nam giới á. Ngày xưa đi học thì còn có gặp một hai thằng bạn. Sau này ra làm toàn là nữ không à. Gặp hai thằng nào? Cô này giọng của men ghê luôn á. Ê... Gặp hai thằng bạn chắc không yêu được rồi. Không. Không yêu. Không yêu rồi. Là sao? Cũng nhiều người nói em hơi dữ chút. Bây giờ bạn trai, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em nên nói thật thì nói dối anh. Không, nói thật. Ở đây không có nói dối nha. Chắc mấy chục. Trời ơi. Dữ vậy trời. Nhưng mà em thương có một người à. Người yêu đã được bao lâu? Quen được 2 năm mấy mà chia tay chắc cũng gần 10 năm rồi vậy. Là 10 năm nay là toàn là coi như là thế thân không thôi phải không? Dạ, có bồ chứ không có người yêu. Có bồ là sao? Bồ là sao? Người yêu là sao? Nghĩa là không có người mình yêu, có bồ thôi. Từ bồ cách tới, nó cách tới người yêu xa không? Xa lắm đó chị. Bây giờ lên đây kiếm bồ hay kiếm người yêu? Kiếm vợ chị ơi. Trả lời dữ thiệt. Được. Hài hước ha. Rồi, tiêu chuẩn kiếm vợ em sao? Biết bán cua. À, chỉ cần thông minh, hài hước, giúp giống như Harry Potter vậy chị. Ý em nói em Trấn Thành nữa hả? Bốc dáng. Dạ, bốc dáng cao trên 1m6 là được rồi chị. Đừng cao hơn em. Rồi em, bản thân em thì đòi hỏi cũng hơi cao ha, Harry Potter rồi ha. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em là em biết lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Điểm yếu? Điểm yếu của em á là em rất là bề bộn. Nghĩa là em về nhà em quăng đồ tùm lum á. Đồ nhà em giống như bãi rác vậy á. Ai dọn dẹp? Em đang kiếm người dọn giùm em. Bán trà sữa mà để chuột hamster rồi đuôi. Mà đã vậy còn ở dơ nữa, bề bộn nữa. Ủa rồi người mình có ở dơ không? Dạ không, người em sạch lắm. Chắc không? Chị qua hửi thử rồi chị. Trời ơi, mắc mớ gì tôi hửi thử trời. Qua hửi. Mắc mớ gì không hửi. Thơm mùi thơm nhân tạo hay là mùi thơm tự tạo? Mùi thơm tự nhiên á chị. Mùi cua đó. Quá đi tượng. Tự nhiên nó muốn rối loạn tiền đình rồi anh ơi. Hỏi cô này đã. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu của em chắc là do thích trai đẹp thôi. Giống ai? Dạ cỡ Captain America cũng được. Captain America mới được. Em thích người đó nhưng mà không cần thiết phải y chang như vậy. Cái chuẩn em sao? Cụ thể cao mập ốm? Dạ, chuẩn của em thì cũng phải cao hơn em. Nếu mà cao cho 1m7 thì tốt. Thân hình thì đừng có mập quá. Em làm thẩm mỹ anh này mặt mụn rồi nám rổ rồi tàn nhang rồi được không? Dạ không. Phải láng mới được hả? Dạ phải láng. Em sợ mấy người bị mặt này nọ. Sao bạn trai cười mỉm mỉm hoài vậy? Em thấy là em cũng tạm tạm được đó anh. Tạm tạm được hả? Được. Sở thích của bạn là gì? Em là thích thua. Thua rồi. Sở thích của em á là thích chở chó đi dạo, là thích đá banh. Chở chó đi dạo? Cái gì vậy? Không có gấu thì chở chó chứ sao anh? Ngộ nha. Sở thích gì lạ vậy? Sở thích bỏ cua vô lòng á, rồi nuôi chuột, rồi chở chó đi dạo á. Cao 1m7 thôi hả? Dạ. Có ăn gian không? Rồi đứng lên coi thử coi.
Này 1m7 đúng không anh Linh? Đúng đúng á, 7-7-1 gì đó. Nhưng cái bụng hơi bự nha. Do là mấy tháng nay em bị chấn thương không đá banh á, nó mới mập. Lại đây coi. Hên quá, này nhạt mũi. Bây giờ mình đã tính gì tới chuyện kết hôn chưa? Dạ tính rồi chị. Bao lâu mình kết hôn được? Khoảng 6 tháng tới 1 năm. Chuẩn bị được những gì rồi? Em giờ chắc cái gì em cũng gần có rồi. Gần là sao? Thì giờ em chỉ cần mua thôi. Chuẩn bị mua gì? Chuẩn bị chắc mua nhà. Định mua khu vực nào? Theo tình hình hiện tại chắc mua quận 8 mới có tiền mua. Vậy cũng được rồi, miễn có nhà là được rồi. Thí dụ mai mốt về lấy nhau tiền ai giữ? À, nhất vợ gì trời. Vậy hả? Dạ. À, vậy được, thôi vậy đó được rồi. Cũng thoải mái ha. Được. Nói chung cũng ca lăng. Ây da, cũng được đó mà không biết cái mặt có cải thiện được không chứ mặt cũng không được đẹp lắm. Qua coi giùm coi đàn gái sao. Coi đi rồi. Thôi thôi dễ thương quá. Làm gì giật mình. Hú hồn hả? Dạ. Bạn trai bên đây tính hài hước, vui vẻ. Em có yêu cầu gì bên đây không? Ảnh có thích nhậu không? Thích nhậu không? Ảnh? Ảnh không có thích nhậu em. Nó uống mà hai lon là gân anh về rồi. Anh có hút thuốc không anh? Không luôn. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Dạ. Được không em? Mấy cái yếu tố đó thì được. Được à hả? Dạ. Dễ thương lắm nha. À, hôm nay mình đi có đi với người thân không? Dạ có, em đi với má. Dạ có Cát Tường, dạ, chú Đường Linh. Dạ chào cô. Dạ cô nhận xét bạn trai bên đó là sao cô? Thì cô cũng thấy nó vui tính. Mà không biết con gái, con thương con gái cô có đồng ý không thôi. Gái cô khó hả? Sao 25 tuổi chưa có mối tình nào? Từ xưa anh học thì đi học rồi về, về xong học. Chương trình này chơi là bà ngoại nó kêu lên kiếm bạn. Cũng muốn có tấm chồng. Thế ngoại có đặt ra tiêu chuẩn gì, gia đình có đặt ra tiêu chuẩn kiếm con rể như thế nào không cô? Nếu nó biết trên nhìn dưới, biết người lớn này nọ. Chứ con sẽ đừng có gia trưởng nữa. Bé hồi đó giờ chưa biết nấu ăn gì chưa. Đi học xong mẹ làm, về là người nhà làm hết. Chiên trứng kia được không cô? Nó chưa đụng, hồi xưa giờ chưa đụng tấm bếp nút. Trời đất ơi, nấu mì được không? Mì gói chút nấu được. Ủa vậy rồi mai mốt về rồi là ăn uống làm sao? Cứ luộc cua ăn suốt thôi gì đâu. Không uống trà sữa, trời ngon lắm. Giờ mình về đi học được không cưng? Dạ học được. Sơ thôi. Rồi, bạn trai có đi với ai không? Dạ, mọi người tưởng em đi đám hỏi nên đi đông lắm anh ơi. Có mẹ em, sếp em, bạn bè. Đâu, cho gặp. Chào cô Cát Tường, chào chú Quỳnh Linh. Dạ, chào cô. Tôi là mẹ của Khoa. Dạ, anh chào bác. Mẹ thấy là bạn gái bên đây là dễ thương, thấy nói chuyện cũng hiền. Thì từ xưa tới giờ mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con. Rồi nếu mà sau này có tiến tới với Khoa thì tập cho nó cái thói quen nó phải biết dọn dẹp. Ở nhà toàn là mẹ dọn dẹp không à. Mẹ cũng quải lắm rồi. Dạ, không biết là bác có chịu được con dâu mà không biết nấu ăn không. Dọn dẹp thì con làm được. Cô cũng dễ lắm. Tại vì từ xưa đến giờ là nhà có mình cô là hoa hậu à. Cô đi dậy từ sáng tới chiều cho cha con ăn cơm bụi luôn. Thứ bảy với chủ nhật thì mới ở nhà nấu cơm. Đồ ăn cứ mua để sẵn tủ lạnh đó, rồi tự chế biến tự ăn. Nói chung là nó cũng biết tự lập. Với Khoa thì nó có trách nhiệm. Thành ra cái đó để từ từ mình tập cũng được. Rồi đó giờ là quyền quyết định lại là ở hai bạn. Kéo màn lên. Cua chuột gì đó tặng đi. Cái này anh tặng em để khi nào em nuôi em. Dạ mấy cô, mấy cô. Còn cái này á là em đừng nuôi nha, mày để ăn. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Khi nào em ăn mà thấy ngon thì nói anh ship cho trọn đời. Dạ. Cái này đặc biệt các em xưa giờ bà muốn hẹn hò đây là lần đầu tiên luôn đó. Tưởng ông nói tặng hai cua này em nuôi đừng ăn nha. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, nhìn hiền. Dạ. Còn em thấy anh sao? Thấy anh cũng được. Anh nghĩ sao nếu mà em không thích làm dâu? Ủa anh cũng không thích làm dâu nữa. Làm dâu chi? Không làm dâu ai chịu không? Ý là em không thích vợ về làm dâu. Em không thích làm dâu. Anh có gì hỏi em không? Con anh muốn mấy đứa? Chỉ một hoặc hai thôi. Một hoặc hai. Em anh có xăm mình không? Có hả? Em không biết xăm mình. Giờ lỡ xăm rồi giờ sao? Giờ tao tốt hết trơn rồi, lỡ xăm có chút xíu bỏ. Có lẽ giờ cái thời anh còn nhỏ anh xăm này. Lúc anh còn trẻ trâu quá. Sao em không thích người con trai xăm mình? Em không có đánh đồng nhưng mà những người mà xăm hình á thường hay thể hiện mình là dân
chất chơi kiểu mà làm màu á. Anh đâu có xăm mấy cái hình đó đâu. Dạ. Với lại anh xăm trong người không ai thấy á. Vậy hả? Sau này chỉ có vợ anh thấy thôi đúng không? Ừ. Nhưng bây giờ hiện tại là xăm hình gì hay là xăm hình bạn gái cũ? Trời, chị nói vàng gái chứ không dám quen em luôn rồi. Vậy là có thiệt luôn hả? Rồi xong luôn. Không cần biết anh là ai. Không cần biết. Trời ơi, mà xăm hình là xăm cái mặt người hay xăm tên? Xăm mặt người vậy? Sao em? Cái gái cũ hả? Mình về mình xăm cái mặt em, dậm lên cái mặt đó. Chị thấy nhiều người rồi. Anh nghĩ là cái chuyện xăm hình á là không phải quá khứ đi. Quá khứ. Dĩ vãng. Chứ anh cũng không có thích thể hiện gì hết. Đúng rồi. Chỉ là hồi đó còn nhỏ nên suy nghĩ không chín chắn thôi. Đúng rồi. Chứng minh một cái điều là khi yêu người ta quyết liệt lắm. Đã yêu là yêu quyết liệt. Và khi cái chuyện đó qua đi rồi giờ còn nhớ gì nữa không? Cũng lâu quá rồi nên... 10 năm rồi đúng không? Dạ. Ừ, coi nó hết rồi. Bây giờ nè, em nhìn bạn gái đi, cảm nhận thế nào? Đa tim đập thình thịch rồi nè anh. Chứ hồi đó đến giờ em nhìn mấy người khác em không có... Em hãy suy nghĩ thật kỹ và nói cái gì đó thật thuyết phục với bạn người, bạn nữ. Anh thì chắc cái chuyện này anh đang nói không có hay. Nhưng mà anh thật sự là muốn cùng em tìm hiểu. Rồi từ từ em có thể quyết định có quen anh hay không. Dạ. Yeah. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuột cua dẹp qua bên. Xem đối tượng này có thể đi cùng ta một đoạn đường dài hay không. Bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Em có bấm không? À, có bóng. Mình có chứng kiến của mình. Yeah. Anh biết rằng tuổi trẻ thì nông nổi ha. Còn cô gái chị cảm thấy cái cảm giác của em không có miễn cưỡng cũng không hạnh phúc. Đúng rồi. Yeah. Chính xác là như vậy. Chúng tôi cũng không khuyến khích mà các bạn phải bấm nút. Nói chung là chúng ta có duyên mình rung động thì mình mới bấm nút. Hả? Mình không rung động thì thôi. À, chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tuy rằng không bấm nút nhưng cua thì vẫn cứ luộc và chuột thì vẫn cứ nuôi. Dạ, cảm ơn. Đó là món quà có thể các bạn sẽ là bạn với nhau. Mình sẽ nhớ nhau ngày hôm nay. Chúng ta có thêm một người bạn. Yeah. Rồi. Chúc thành công nha đàn trai nha. Bạn nữ thì có nghề là bác sĩ hay là y tá cũng được. Tại vì một phần đó là ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, cho nên thì sau này lỡ mà có bệnh hoạn gì đó thì mình cũng có thể là... Quan điểm rất rõ ràng. Không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm tiếng nói chung của cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Chào chú Quyền Linh. Chú chào con. Dạ em tên là Nguyễn Thị Phương Yến. Năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Cần Thơ. Em đang làm bác sĩ ạ. Làm bác sĩ hả? Dạ. Bác sĩ ở Cần Thơ hay ở thành... Dạ em làm ở Cần Thơ. À mà lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Em bác sĩ chuyên khoa gì? Dạ em chuyên khoa sản ạ. Wow, mình làm việc bao nhiêu năm ở bệnh viện rồi? Dạ em mới tốt nghiệp được 1 năm ạ. Mới được 1 năm. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn cùng chơi ạ. Em tên là Nhân, năm nay em 28 tuổi, hiện là giáo viên trung học phổ thông. Một bên là giáo viên, một bên là bác sĩ. Được đấy. Em quê ở đâu? Dạ em quê Hậu Giang chị. Ồ, ngày xưa chung tỉnh, bây giờ tách ra. À hỏi kỹ công việc bạn nữ một chút xíu. Một năm nay vậy là mình trực tiếp đỡ đẻ luôn đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Bên cạnh ngoài là bác sĩ làm ở bệnh viện. Dạ thì hiện tại em cũng đang là giảng viên của trường Đại học Y Dược Cần Thơ luôn. Wow, giỏi quá ta. Ủa vậy là thời gian mình phân bổ được cho hai bên luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Ban ngày buổi sáng thì mình đi bệnh viện. Buổi chiều có tiết dạy thì dạy, còn buổi tối thì có lịch trực thì trực. Dạ. Bên kia cũng bác sĩ thấy sao? Dạ cũng hợp anh. Hợp đúng không? Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn nữ thì có nghề là bác sĩ hoặc là y tá cũng được. Tại vì một phần là ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, cho nên thì sau này lỡ mà có bệnh hoạn gì đó thì mình cũng có thể là lợi dụng kiếm người vợ lo cho ba mẹ. Dạ một phần thôi anh. Dạ.
Rồi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được, nếu mà nói mà đơn phương thì nhiều. Còn mối tình chính thức thì chỉ có một thôi. Một thôi? Dạ. Kéo lâu dài không bạn? Cũng được một năm. Một năm, vậy cũng chưa có sâu đậm lắm đúng không? Còn bạn nữ thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em cũng có một mối tình ạ. Cũng hồi đi học luôn hả? Dạ đúng rồi, hồi em học năm cuối đại học. Bạn nam thì cũng học cùng ngành nhưng mà trước em một khóa. Dạ rồi, nên khi mà em còn học thì bạn đó đã đi làm rồi mà làm ở Sài Gòn. Nên hai người ở hai nơi rồi cái thời gian để tìm hiểu nhau cũng không có nhiều. Xa mặt cách lòng, chia tay luôn. Dạ. Ồ, hiện giờ mình làm trong bệnh viện rồi cũng mấy bác sĩ rồi cũng nhiều, không ai đeo đuổi mình sao? Dạ, thứ nhất là tại vì môi trường là bệnh nhân của em đó là đều là các bà bầu hoặc là những phụ nữ hết. Thêm cái nữa là những đồng nghiệp thì đã có gia đình hết rồi. Mình đi dạy nữa chi, môi trường mình nhiều mà. À đúng rồi, thì cũng là các em là mới ra trường nên là nhỏ nhất trong trường luôn. Nên hầu như là các thầy cô, anh chị thì cũng có gia đình. Rồi còn nhỏ hơn thì lại là sinh viên. Ưu điểm với khuyết điểm của mình? Mọi người đều nhận xét em đó là nói chuyện thì nhẹ nhàng. Em thích lắng nghe người ta nói chuyện, tức là mình muốn nghe người ta chia sẻ nhiều hơn. Nhưng đó lại là nhược điểm của mình, đó là mình thích nghe nhiều hơn thích nói. Đôi khi mình không bày tỏ, không chia sẻ những cái suy nghĩ của mình ra. Ta không hiểu được mình. Dạ đúng rồi. Nó giống em đó anh. Sao bạn trai? Em cũng thích lắng nghe hơn là thích nói. Vậy hai người nghe không là ai nói? Bạn từng là giảng viên đại học đúng không? Dạ, hiện tại thì em đang học lên. Lên thạc sĩ? Dạ. Thạc sĩ xong tiến sĩ? Đó em cũng dự định thôi anh, dự định tương lai chắc lấy vợ trước rồi mới học tiếp. Ủa, giảng viên đại học sao nãy nghe nói là dạy phổ thông? Dạ, trước đó thôi chị, còn hiện tại thì em vẫn dạy phổ thông chị. À, ủa sao từ dạy đại học mà xuống dạy phổ thông? Tại hồi xưa em dạy ở Sài Gòn á, xong rồi nhà em không có ai hết. Rồi mẹ mới nói là thôi về quê đi, cho nó gần rồi em về quê. À, dạ. Cái về quê thì hồi dạy xuống cấp. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì vậy bạn? Em có thể chơi thể thao, biết lắng nghe, nói chung là giao tiếp tốt, kỹ tính. Và điểm yếu thì có thể là hơi nóng tính. Bạn nam muốn mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn em thì cao khoảng chừng 1m6 trở lên, cân đối. Có phải làm dâu không? Cũng không cần đâu chị. Ủa rồi ba mẹ lớn tuổi rồi mà nếu mà không làm dâu thì ai ở với ba mẹ, ai chăm thì sóc ba mẹ? Thì nếu vậy em phải đi về thường xuyên. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ có rồi hết rồi chị. Nhà cửa gì có chưa? Thì về thì ở với ba mẹ. Mới nói không làm dâu. Các bạn không thích nhất điều gì ở người phụ nữ? Ở với không? Bác sĩ làm coi chứ. Hai cần nhận. Hôm nay ít nói không nói chuyện. Bác sĩ em không có nói, không em có cũng, nói nhiều em đâu. Em cũng ít nói lắm. Rồi ok, để coi sao. Bác sĩ làm dâu được không? Đi học không là biết làm việc nhà không? Dạ làm việc nhà thì em có thể quán xuyến đảm đương được. Nhưng mà còn cái việc nấu ăn thì em không bảo đảm. Nhưng mà vẫn làm được đúng không? Dạ. Chú chào con. Dạ con chào chú. Chú con cháu làm bác sĩ đã quá ta. Dạ. Nãy giờ nghe tiếng nói anh bên đó rồi nghề nghiệp của anh đó thấy cảm nhận thế nào? Anh cũng có cảm tình chút xíu rồi. Anh này dễ thương hiền. Dạ. Trí thức. Một lần hộ đối đấy. Mình nhớ nha. Ok nha. Dạ. Mình có cái điều gì không thích ở người đàn bạn trai không? Đối với em thì yêu thì sẽ có một số nguyên tắc. Rồi, nguyên tắc. Nè, nghe bác sĩ ra nguyên tắc nè. Dạ. Thứ nhất là phải 5T, tôn trọng, phải thành thật, phải tin tưởng, phải thông cảm, rồi phải thẳng thắn. Cho nên đó là nếu như mà bạn nam mà vi phạm vào 5T đó thì đương nhiên là em không thích rồi. Bạn đảm bảo được mấy T? Dạ, chắc có thể là hết năm luôn á chị. Phải không? Em thẳng thắn lắm chị. Bạn nữ thì làm bác sĩ hay đi trực đêm, thầy giáo có đồng ý không? Dạ cái đó không sao chị, đó là làm nhiệm vụ chị ơi. Đang đêm, đang ngủ mà có ca đẻ cấp cứu là đứng dậy đi là phải vấn đề gì không? Dạ không, mất quá thì em chở bạn nữ đi vô bệnh viện đó chị. Ở nhà rồi bạn phụ rồi nấu ăn rồi này kia luôn. Em cũng thường hay lên mạng coi những cái clip của anh Quyền Linh dạy nấu ăn. Cho nên em cũng đang học cái mẫu người giống ảnh đó. Được. Rồi thôi vậy cũng được. Đàn ông phải vô bếp phụ vợ ha. Hôm nay bác sĩ có đi, mình đi có người nhà mình đi theo không? Đáng lẽ là cũng có chị đồng nghiệp đi cùng nhưng mà hôm nay là bận việc gia đình đột xuất nên em đi một mình. Bạn trai có đi với ai không? Dạ, em đi với hai chị với em út. Em thấy em gái này cũng hiền mà vui vẻ, với nói chuyện đồ em thấy em thích. Dạ. Chị thấy em hiền, chị thích em rồi đó. Còn em không biết có thích em chị hay không rồi chị. Rồi bây giờ mình cho bác sĩ với chàng thạc sĩ tương lai gặp nhau đi ha. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút trò chuyện. Bắt đầu. Chào. Dạ em cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ cũng như tưởng tượng ạ. Anh có nhận xét gì về em không ạ? Em thì dễ thương, quá dễ thương. Dạ.
Rồi thế thì nếu mà có gia đình rồi thì anh xây dựng hoặc là anh suy nghĩ về cái cuộc sống gia đình tương lai như thế nào? Khi mà hai vợ chồng cưới, hai người đến với nhau thì anh trong mọi công việc thì có sự chia sẻ với nhau, thông cảm, tin tưởng với nhau. Anh thích gia đình có bao nhiêu con ạ? Tại đi làm em, cho nên hai con đủ rồi. Em thì thích một lần sinh đầu mình sinh một đứa thôi. Lần thứ hai thích sinh đôi. Thế thì được ba đứa thì cũng đâu có vi phạm gì đâu. Lại lần thứ hai mình ngẫu nhiên mà. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Đối với em thì tình yêu giống như là cát nằm trong lòng bàn tay, nắm càng chặt thì cát sẽ rơi ra. Cho nên là em là một người sống rất là thoáng, suy nghĩ thoáng và cũng không gò bó hay kiểm soát gì người yêu của mình hay là chồng của mình hết. Quan trọng do đó mà quan trọng được cơ bản đó là còn phải có sự thành thật và tin tưởng lẫn nhau. Thường thì chưa biết một người thì không tin tưởng nhiều, nhưng nếu như đã tin tưởng và hiểu được người đó rồi thì em sẽ tin tưởng tuyệt đối. Em có hay ghen không? Ghen thì ai cũng có, tố chất đó trong người hết. Nhưng mà mình phải ghen nó hợp lý và mình cũng phải dựa trên cái sự tin tưởng nữa chứ không. Bạn trai đi dạy gặp nhiều sinh viên lắm đó. Cái đó là tùy thuộc vào ở suy nghĩ và lý trí của anh thôi. Tiền bạc ai giữ? Cái đó là em nghĩ chắc bà xã giữ chị. Tại vì thứ nhất là nam thì không nên giữ tiền. Hồi xưa tôi cũng nói y chang vậy đó. Bây giờ mỗi người nói một câu gì đó rất là tình cảm với nhau. Thì khi đến đây thì em thấy em với bạn cũng ở xa cho nên thôi mình sẽ cho nhau cơ hội. Dạ em có nghe một câu nói của một cố nhạc sĩ như thế này, đó là khi người ta còn trẻ thì người ta nghĩ rằng là những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai. Nhưng mà người ta cũng có thể đó, nhưng mà người ta đâu biết rằng đó là những điều mà ta cần nhất và mong muốn nhất thì chỉ đến một lần trong đời. Và nó đến trong ngày hôm nay đấy. Bây giờ hát câu cải lương để mình thuyết phục bạn nữ bấm nút đi. Em đọc thơ đi anh ơi. Rồi, đọc thơ luôn. Cũng được, rồi. Hai đứa ngồi cạnh nhau, sao cách xa muôn thước. Dù cách xa muôn thước, sao không ai nói trước. Lời tỏ tình trái tim, dẫu biết rằng yêu em là gian khó. Thì chân thành vẫn mãi không phai, gian nan anh quyết tâm xóa bỏ. Cả cuộc đời anh nguyện mãi yêu em. Nữ làm bài thơ lại liền. Ví dụ học trò lên trả bài mà vậy thì được trả được mấy điểm? Cũng suông chị, đâu có. Mà nó giật quá, đọc thơ mà nó không có, nó tình cảm giật quá. Bạn nữ đọc bài thơ đi. Hát tặng bạn nam một bài. Rồi. Gọi tên của anh là nắng, để em đơn làm mây trắng, bên anh quân quyết mai chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa. Và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi, màn đêm tối ai dẫn lối em, để gần anh mãi. Dạ em xin hát ạ. Nào, chúng ta chuẩn bị tiến hành tay vào đây bấm nha. Nút hay là không bấm nút. Trò chuyện đã qua, hiểu nhau cũng một phần và bây giờ đến quyết định. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Từ ở như miền Tây lên đây cũng là một cái duyên rồi. Hy vọng rằng cái nợ nó cũng sẽ đến gần nha. Duyên với nợ sẽ gắn chặt hai bạn với nhau hơn. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Chúc chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân ngày gần đây nhất. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Thị Khuyên và em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang giảng dạy tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Em dạy về tài chính. Tài chính. Dạ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Quảng Trị. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Phương Đông, năm nay em 32 tuổi. Em hiện tại là nhân viên kinh doanh của công ty kỹ thuật tự động An Dương. Quê bạn ở đâu? Em là người gốc ở ngoài Bắc. Bây giờ... Hiện nay sống Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, em sống ở thành phố. Với ai? Dạ, em sống với lại ba mẹ. Một cô giáo dạy đại học rất là duyên dáng. Tại sao mình chưa có bạn trai?
Dạ, trước đây em cũng có hỏi câu đó. Nhưng mà sau khi em xem chương trình của mình á, em thấy là ế thì nó không phân biệt chiều cao, cân nặng, không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, giới tính. Cho nên thì ai cũng có thể ế. Thay vì em hỏi là tại sao ế thì em hỏi là làm sao mình hết ế. Cho nên là hôm nay em có mặt ở đây. Mình giới thiệu một chút về năng lực của mình, điểm mạnh, điểm yếu. Dạ, điểm mạnh của em là em lạc quan, vui vẻ, thích làm việc và em thích trải nghiệm. Sự đoản thì là hội họa, em vẽ rất là xấu. Còn nếu mà tật xấu thì em nghĩ là mình thất thường. Tức là có thể là sáng nắng, chiều mưa. Bạn có mối tình nào chưa? Dạ, nếu tính là mối tình thì em có một mối tình. Chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ, gần 2 năm. Rồi, đó là cái tiểu sử trích ngang ngắn gọn của bạn gái. Còn bạn trai thì như thế nào? Điểm mạnh và điểm yếu của bạn? Tính của em thì rất là hòa đồng, mà cũng vui vẻ, cũng thích hài hước. Điểm yếu là gì? Có đôi khi thì cũng làm biến. Làm biến? Dạ. Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà mối tình song phương thì chưa có. Chưa có luôn. Mối tình đơn phương thì? Đơn phương thì có 2 mối tình đơn phương. Vậy thì mình sẽ tìm đối tượng như thế nào đây? Dạ, em cũng rất là dễ tính, chủ yếu bạn ấy hiền là được. Hiền thôi hả? Đơn giản như thôi hả bạn? Dạ, cái hiền là được. Có một số cái nhỏ nhặt khác nhưng mà không thử sao. Thử kể luôn. Nói đi, luôn đi. Xem thế nào. Dạ, ví dụ như là thích nấu ăn ạ, thích đi du lịch, con người nên vui vẻ. Những cái tiêu chuẩn ảnh đưa ra thì em nghĩ là em được bao nhiêu phần trăm? Em có hiền không? Dạ, mọi người nói em hiền. Em biết, nấu ăn không? Em biết nấu ăn. Vậy là được rồi. Anh có nhiêu đó yêu cầu à? Dạ, bạn Kha, bạn thích mẫu người lý tưởng là người như thế nào? Thứ nhất là phải có chất đàn ông. 32 tuổi chưa có bạn gái đó, tôi không biết có đàn ông hay không. Chút qua coi mới biết được. Dạ, hiếu thuận, kiếm được tiền nhiều hơn vợ. Có một ước mơ hoài bão để mà mình luôn mình cố gắng. Rồi, còn điều gì nữa không? Em thích những người đàn ông nhân hậu, thích giúp đỡ người khác và đặc biệt là yêu trẻ con. Bạn trai, với những tiêu chuẩn bạn gái vừa đưa ra thì bạn nghĩ như thế nào? Em thấy thì cái điều cuối cùng là chắc rồi. Yêu trẻ con á hả? Dạ, em thì rất là thích con đít á. Và em cũng dụ được con đít khá tốt. Dụ con gái được không? Dạ, con đít thì con gái, con trai em dụ được hết. Dụ con gái lớn được không? Dụ được thì không ngồi đây anh. Thôi bây giờ thế này thì hai người thể hiện tài lẻ về mình chút xíu đi. Bạn trai có gì cho nó sâu tụ lên xíu không? Dạ, em thì thích rock nhưng mà sợ mọi người ở đây thì nếu mà mạnh quá thì khó nghe. Không sao, không sao, càng mạnh càng tốt. Ở đây thích mạnh lắm. Trời, trong đây phòng này kích động lắm. Vỗ tay quý vị. Đứng lên, nào, rock. Hoàng quả vô nha. Em cười thứ tha, gõ lên cánh cửa nhỏ, đánh thức ước muốn từng ngủ quên. Gọi tên tôi, thoát xa cơn mê này, trên vênh bờ đến sau bao gọi mời. Em kề vai tôi ngồi bên thềm, bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cam rô để quay về. Ở đó có tôi với em, này đây tiếng gọi rất quen. Thôi ngọn lửa bùng cho mắt thêm sâu, hẹn ước ngày tháng em đêm. Dạ xin hết. Trời ơi trời. Này rock không nổi rồi. Này do rock nhưng mà rock mía. Ăn nước. Em hát một bài lại cho chị nghe cho nó xôm lên xíu ơi. Bạn kia làm bể quá. Vậy thì em sẽ hát bài Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời. Rồi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như núi chiêu phong đứng bên mặt trời, để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như áng mây khát khao bầu trời của em, tình yêu của em. Mùa xuân ơi. Wow. Hay đấy, cô gái nhất là tôi phải là véo von, véo rất vậy. Chào em. Chào quá nhiều nha. Nghe giọng hát của em rất là hay, rất là xinh đẹp, giỏi nữa. Vậy thì tất cả hình như nó gần như hoàn thiện rồi. Em có yêu cầu gì bên đàn trai bên đây không? Dạ không. Không có đúng không? Dạ. Có yêu cầu có nhà cửa dở luôn không? À, có nhà tốt ạ. Được. Vậy là
Em trai yên tâm rồi ha. Bạn không thích điểm gì ở người đàn ông? Dạ em không thích đàn ông lười biếng, phải biết chơi thể thao. Mẫu người lý tưởng của em là ai em? Dạ MC Phan Anh. Phan Anh hả? Khó à. Đây chắc Phan ngang quá. Có chơi môn thể thao nào không anh? Dạ có. À, bạn lười biếng là lười biếng cỡ nào? Dạ nhiều khi không có. Ngày nào cũng nấu. Em nói chung cũng biết chăm sóc bản thân đó. Cũng sạch sẽ chứ không có ở dơ. Cái lười biếng cái gì? Lười biếng là nhiều khi nằm ăn ngủ cả ngày, cứ ăn mới ngủ không. Lâu lâu mới làm biếng. Bây giờ nó có cái này nè bạn. Dạ. Ở bên kia bạn gái đó cần người đàn ông phải thu nhập cao bằng ấy. Dạ. Vậy thì mình có một cái hướng phát triển tương lai nào đó. Em muốn làm gì đó cho riêng em không? Em thì rất là thích làm kinh doanh. Cái môi trường hiện tại của em thì khá là tốt. Em thấy là có thể phát triển được. Giám đốc cũng muốn ngỏ ý là muốn cổ phần là tham gia vào với công ty. Đó. Thì đó cũng là một kế hoạch kinh doanh đó kế bạn. Kế hoạch kinh doanh đó. Hôm nay bạn nữ mình có đi với người thân không? Dạ, em đi với em trai, với em. Dạ. Rồi, chào hai em. Dạ, em xin chào anh Linh, chào chị Tường ạ. Rồi, chào em. Anh ở đây ạ. Thì em có thể nhận xét về chị gái của em là ngoài hình thì có vẻ là hơi nhỏ nhắn một tí, nhưng mà bên trong chị là khá là bản lĩnh. Thì nhận xét về cái anh bên này thì em về cái tính cách hay là cái ngoại hình thì em không dám đánh giá. Nhưng mà em có một nhận xét đó là khá là vui và làm thú vị. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em trai. Rồi bạn trai có đi với ai không? Dạ, hôm nay thì em đi với hai người bạn của em là cũng học chung đại học từ năm 2002 đến giờ chơi với nhau. Rồi dạ, chào đâu, chào hai em. Cô gái bên kia thế nào? Em chào anh Linh, chào chị Cát Tường. Với những gì bạn thể hiện ở đây á, thì em có hai cái đánh giá là thứ nhất á, bạn duyên dáng và thứ hai là có chiều sâu. Còn về bạn em á, tóm gọn lại một câu là đơn giản, vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Nếu như mà hai bạn mà có cơ hội, hai anh sẵn sàng làm cái nguồn cung cấp và thông tin rõ nét và chính xác nhất về bạn của anh cho em. Trời ơi. Có đồng minh, có đồng minh. Thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Ta có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Thì hôm nay gặp mặt thì anh cũng có món quà tặng. Em cảm ơn anh. Là con trai thì chắc nên nói trước những cái điều mà anh muốn hỏi hay muốn biết về em thì nó nhiều lắm. Sợ thời lượng chương trình chắc không đủ. Thì thôi em có hỏi hay đánh giá gì về anh thì em nói trước nha. Trong cuộc sống á, anh có thứ gì mà thích vô điều kiện không? Chắc con nít. Con nít. Ngoài ra có gì nữa không? Bây giờ cũng chưa nghĩ ra. Đối với anh á, thì bạn gái và sau này là vợ á, thì anh sẽ xếp thứ mấy trong những cái điều mà ưu tiên trong cuộc sống của anh? Anh thì theo quan điểm thế này, bây giờ nếu mà em hỏi anh á là bên vợ hay là bên mẹ, mẹ là mẹ anh, thì anh á là có vợ thì bên vợ, có mẹ thì bên mẹ, có cả hai người cùng lúc thì anh im lặng. Dạ. Anh hỏi em, em hết rồi. Em là giáo viên. Dạ, em là giáo viên. Giảng viên của đại học. Dạ. Vậy là em là thạc sĩ rồi. Dạ, đúng rồi. Thế thì em học cao anh anh. Bây giờ bạn cảm thấy là bạn phấn khích, bạn yêu quý, bạn nể phục hay bạn cảm thấy lo sợ, mất tự tin rồi dạ, rút lui? Không có lo sợ. Giọng mạnh khái thì đâu có gì lo sợ. Mạnh mẽ lên. Dù em học cao hơn anh nhưng anh chắc chắn lương sẽ nhiều hơn em. Về cái chuyện mà em nói lương đàn ông phải nhiều hơn phụ nữ á, thì nói thật ra là về cái công việc hiện tại á, thì anh cũng có hướng phát triển rất là tốt. Sau này là sẽ chăm lo cho gia đình. Bạn gái cảm nhận về bạn trai thế nào? Mình có thấy chút tình cảm gì nó nhen nhóm không? Em cảm thấy anh là một người chân thành, anh vui tính và anh là một con người đơn giản. Em cũng thích một người đàn ông mà suy nghĩ đơn giản. Nhưng cảm nhận của em về anh thì em muốn là một người bạn hoặc là một người anh hơn là một người bạn đồng hành. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, hết thời gian. Dạ. Rồi, mời bạn đặt tay lên nút. Chúng ta suy nghĩ cho kỹ điều kiện gặp nhau, cơ hội gặp nhau và cơ hội để chúng ta bấm nút
tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Tôi rất là quý bạn. Khi mà tất cả những gì diễn ra, bạn vẫn bấm nút, có chứng kiến, nói lên suy nghĩ của mình. Rất tốt. Dạ, cảm ơn. Bạn gái thì cũng rất rõ rồi ha. Có thể là nó cũng chưa có duyên với nhau, chưa hợp với nhau. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho mình một nửa yêu thương trong chương trình Bạn Muốn Hò ở câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ offline để các bạn gặp nhau, có thể có những cái tình yêu chéo. Và khán giả xem truyền hình ơi, biết đâu một trong hai bạn là đối tượng của mình thì sao? Hãy chọn cho mình một đối tượng, một nửa trái tim quý vị nha. Đây, xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Chúng ta sẽ là bạn với nhau. Đúng biết rồi. Đâu đó chúng ta sẽ giúp đỡ được nhau, hỗ trợ được nhau rất nhiều trong cuộc sống. Dạ. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình. Dạ. Rồi, chúc hai bạn sẽ thành công trong công việc. Cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Phấn đấu như bao lâu nữa thì mình có thể ở được chung cư? Dạ muốn từ sau cũng được, có gì đâu. Ôi ghê vậy, sốc nha. Dạ. Mặc dù là cặp đôi đầu tiên không thành công nhưng mà không sao, ông mai bà mối vẫn rất là hăng hái và tiếp tục mai mối cho cặp đôi thứ hai, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Tạ màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi chúng ta hãy giới thiệu về nhau. Em giới thiệu trước. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Thanh Mai, năm nay em 24 tuổi, hiện là giám sát viên tại khu vui chơi trẻ em. Quê mình ở đâu? Dạ nói về quê hương thì nó hơi dài dòng lên thôi. Ba em là người Hà Nam, mẹ em là người Hà Tĩnh và em sinh ra và lớn lên ở Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tự nhiên Hà Giang, Hà Tĩnh. Mình tưởng đâu là ở Hà Nội, tự nhiên sao xuống tới Rạch Giá, Kiên Giang. Hai đầu nỗi nhớ. Dạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Văn Minh Tấn, năm nay 28 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Tên của em thì hợp lại chứ, thứ nhất là Văn Võ, Minh là thông minh, còn Tấn là tướng tú. Đó là kết hợp giữa ba cái đó là vào cái tên của em. Trời ơi, dữ. Văn Võ, thông minh, tướng tú. Ủa mà đó là cái tên thôi, rồi còn cái người của bạn có giống như cái tên không? Nó cũng được 80 đó chị, tới tường rồi. Vậy là quá tốt rồi. Dạ. Tự tin quá. Tự tin tốt em, kệ. Hai đối tượng giới thiệu đều sốc hết. Bạn đi làm du lịch được bao nhiêu năm rồi? Dạ năm nay là năm thứ 6 ạ. Đi nhiều như vậy không lẽ mình không tìm được đối tượng cho mình Dạ tại vì đôi khi mình đi làm quá nhiều đam mê công việc thì khi mà quay lại là bây giờ là mình đã 28 tuổi rồi. Nếu mà lấy vợ về thì mình ở đâu? Không có điều kiện thì mình sẽ mướn phòng trọ. Còn có điều kiện thì mua chung cư. Đó. Đó là tương lai bạn ấy đang hướng tới đấy. Phấn đấu như bao lâu nữa thì mình có thể ở được chung cư? Dạ muốn từ tuần sau cũng được, có gì đâu. Ôi ghê vậy, sốc nha. Dạ. Không muốn trả góp. Như bao lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Tuần sau cũng được. Dạ không, đó hơi gấp, mình làm không kịp. Em muốn hỏi là anh quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân và gia đình? Có vợ thì phải lo cho vợ, có con thì phải lo cho con. Dạ em được biết là hướng dẫn viên du lịch thì đi rất là nhiều. Chắc cũng anh cũng đa tình dữ lắm phải không anh? Ai cũng nói thứ nhất là hướng dẫn viên du lịch, thứ hai nữa là tài xế. Có nhiều vợ, nhiều người bạn gái, thật sự ra khi mà lâm vào cái nghề của mình rồi mới biết được, không bao giờ như vậy. Trời, cái nghề mà ông dùng từ lâm vào nghe thấy ghê. Nếu mà anh lấy vợ về thì có ở chung với ba mẹ không hay là ở riêng? Tất nhiên là phải ở rồi, tại vì gia đình chỉ có một mình anh thôi. Anh là con một? Không, với một đứa em gái nữa, như anh mà là con trai. À con trai một. Đúng rồi. Chắc con cưng dữ lắm ha. Không có cưng gì lắm, cũng vừa vừa thôi. Nãy giờ toàn em hỏi thôi mà anh không hỏi em gì hết trơn vậy? Anh cho em hỏi mà em cho ưu tiên cho phụ nữ. Rồi giờ tới anh hỏi đi. Anh thì rất là đơn giản, không có gì phải hỏi hết. Ủa vậy là không muốn hỏi phải không? Không phải là không muốn hỏi nhưng mất mà mất cơ hội đáng chịu. Bạn trai bạn mong muốn một cái người phụ nữ đi suốt với mình cả một chặng đường dài là người như thế nào? Nấu ăn thì em thua. Rồi. Em thì phụ nữ biết nấu ăn. Dạ em thích nấu ăn. Không biết là có ngon hay không nhưng mà nói chung là nấu ăn cũng được. Vậy là được. Nói chung ăn là được rồi. Thứ hai nữa lo cho gia đình. Dễ nhìn chút là được rồi. Dễ nhìn là dễ nhìn sao? Có nghĩa là không xấu cũng không đẹp, trung bình. Trung trung quá khó quá. Trắng cao thì phải từ 1m55 là được rồi. Bạn không thích điều gì người phụ nữ? Tám nhiều quá. Tại vì em cũng nói nhiều quá rồi. Đúng rồi, em cũng sợ lắm. Tám nữa thì hai đứa tám sáng đêm không ngủ. Bây giờ bạn muốn tìm ra mẫu người bạn trai là người như thế nào?
Dạ, vui vẻ, hòa đồng, khéo léo trong cách cư xử với mọi người xung quanh. Bạn trai đó là con một, nếu bây giờ phải làm dâu thì bạn đồng ý không? Cũng không thành vấn đề, miễn sao anh khéo léo trong cách cư xử giữa nàng dâu và mẹ chồng là được. Bạn không thích điểm gì á người bạn trai? Nhậu nhẹt bê tha, bỏ bê gia đình. Chắc không có đâu. Này chắc bỏ chị. Có nhậu không bạn? Dạ cũng có, nói chung là xã giao là phải có, nhưng mà ý là đúng chừng mực rồi thôi. Nhưng cái bỏ bê gia đình, làm du lịch là phải bỏ bê gia đình đúng không? Dạ đúng rồi, đôi khi một tháng thì đi suốt luôn. Có khi là chỉ có về thí dụ như 8 giờ về tới thành phố Hồ Chí Minh, rồi trả khách xong về tới nhà là chỉ ở nhà được tiếng 2 tiếng đồng hồ. Đúng rồi, đi rồi. Đây cái này là hơi bị bỏ bê gia đình đó. Cũng thông cảm hiểu cho nhau được mà. Dạ đúng rồi chị Cát Tường. Đúng không? Dạ. Trời có đúng đồng tiền rồi đó ha. Không, giống ông chị á. Đúng rồi, mấy người có đúng đồng tiền là đẹp. Ai cũng dễ thương. Đúng rồi, dễ thương. Có tật xấu gì không? Dạ không, em có tật xấu gì hết đó. Nhưng mà có khuyết điểm là khi mà đi làm về là phải nằm nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút, đừng ăn quấy rầy. Vợ người ta ra người ta tiếp rước rồi người ta nói chuyện cả ngày, người ta cũng nhớ nhung, người tự nhiên không làm phiền là sao? Người ta đó mới biết được, chứ còn giờ em là cái tính em là phải như vậy. Chứ vợ ra đứng ở cửa ôm mà hung. Em, tại chuyện đâu, bây giờ em chưa có vợ, em đâu có biết đâu. Thì tới hoàn cảnh đó em mới biết xử lý như thế nào. Dạ. Nói vậy chứ lúc đó khoái thấy mồ luôn, chứ đặt xạo xạo để tôi hỏi cái coi. Cái tiêu chuẩn về ngoại hình sao? Đừng có bụng bự, đừng có bụng phại. Có gì đâu mà cười dữ vậy. Không có vậy. Ừ, hóp vô đâu có có. Dạ đúng rồi. Sao? Được. Dạ, dạ anh Nguyễn Linh. Lanh lắm, bên đây cũng lanh lắm, hai người cùng lanh nhau. Làm gì không thích bụng phệ, bụng bự. Bụng bự thì cũng được, nhưng mà đừng có bự quá. Ví dụ như em ôm không hết vòng tay vậy chẳng hạn. Bạn bên đây đi suốt như vậy, em có sợ về hai vợ chồng nhau rồi mạnh người nào nó đi rồi bỏ gia đình nhỏ ai lo không? Dạ có, tại vì em cũng hay tủi thân lắm. Đi mà bỏ em là em hay khóc lắm. Thí dụ bây giờ lấy nhau về đó, mình có chịu hy sinh, ví dụ như chồng không chịu bỏ nghề, em có chịu hy sinh bỏ nghề không? Em là người rất là quan trọng gia đình, nhưng mà công việc của em thì cũng không thể bỏ. Đó là quan điểm, đó là cá dạ. tính. Nếu như bây giờ hai người cùng làm việc với nhau, đi bỏ gia đình vậy, bỏ con vậy, cuối cùng ai sẽ là người hy sinh để bỏ công việc về với gia đình? Chắc em. Anh can đảm mà, đàn ông mà, hy sinh tí đâu có gì đâu. Chưa tưởng lúc này. Đó lúc đó thì vợ mới thương mình nhiều hơn. Ủa rồi bạn có chịu lấy một người chồng mà ở nhà coi nội trợ bếp núc coi con để bạn đi làm không? Dạ không. Vậy chứ giờ sao? Nếu mà xếp giữa sự nghiệp gia đình thì em muốn người đàn ông của em chọn sự nghiệp. Rồi em cũng chọn sự nghiệp, vậy ai lo gia đình? Đối với em thì gia đình cũng rất là quan trọng. Đừng bắt em bỏ công việc của em vậy là được. Vậy là mình phải cố gắng cả hai đúng không? Dạ. Chứ không ai bỏ công việc hết đúng không? Dạ chắc chắn. Rồi tốt. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ có, mẹ với ngoại với bạn của em. Dạ chào cô. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường. Mai là người của gia đình, Mai nói thế thôi, nhưng mà công việc và gia đình thì Mai luôn sắp xếp hài hòa. Bạn trai bên này thì cũng xứng với Mai. Cô mong là hai đứa sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ cảm ơn cô. Dạ kế bên là ông ngoại đó hả cô? Dạ đi lên ủng hộ cháu ngoại. Tôi là ông ngoại của cháu Mai. Dạ. Hôm nay được tham gia chương trình, lời đầu tiên là tôi có lời chào trân trọng với lời chúc khỏe tới Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Tất cả nam thanh nữ tú trong chương trình hôm nay. Dạ. Trời ngoại minh mẫn quá. Tôi thấy chương trình hôm nay rất là hay, rất là tốt. Nhưng mà tôi có hơi buồn cái là thế này. Các bạn ở đây nam thanh nữ tú không phải là ế, mà phải nói là mãi lo công chuyện, mãi lo làm ăn, mãi lo dàn trải thành thử đó. Có nhiều mối tình nhưng mà không đến được với nhau. Với người ta nói hậu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hai người đối mặt với nhau đây rồi cuối cùng cũng đến được với nhau. Ví dụ như gặp vừa rồi. Bởi vậy cho nên theo ý tôi á, đừng nói ta ế mà người ta buồn. Ngày xưa quen nhau đó, yêu nhau đó ngoại, có dám công khai ngồi nói chuyện tình yêu giữa đám đông người này? Cái đó một lúc tôi sẽ nói đến. Thế bây giờ là tôi thấy thế này này, các bạn hôm nay rất là sướng. Ông tớ đàng hoàng, bà Nguyệt đàng hoàng. Được có cái hội trường hoành tráng thế này. Chứ hồi xưa tụi tôi á, đi chỗ này chỗ nọ nói năm câu ba điều gì đó rồi về, mai mốt thì cứ cha mẹ bị đoán hàn, đoán nhiệt, đoán gần, đoán xa, nói cặp này có này nó yêu nhau, kêu người ta đến gả đi. Chứ bây giờ hôm nay chúng tôi rất, các bạn rất là sướng. Và rất cảm ơn Quyền Linh và Cát Tường. Làm cái chương trình rất là hữu ích. Và tới đây thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, cầu mong cái chương trình bàn hẹn hò hôm nay sẽ mỹ mãn thành công và các bạn đến với nhau bị mãi mãi bền vững. Dạ, cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Chúc ngoại nhiều sức khỏe nha ngoại nha. Nếu ngoại dưới ngoại có bạn bè nào bằng trang lứa mình cũng chưa có cặp đôi nào đó,
ngoại kêu liên hệ với con với Cát Tường nha. Xin báo cáo với Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Tôi đến đây thấy chương trình hay quá và vui quá, và cũng muốn nhờ ông Tơ bà Nguyệt là kiếm cho thêm một bà nữa. Ông ngoại nhiêu tuổi rồi? 80 hả? 80 rồi, con sẽ kiếm cho ngoại nha. Khoảng 70 được không? Được. Cảm ơn ngoại rất nhiều. Này. Bạn trai, mình có đi với người thân không? Dạ có, chị em ạ. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Con gái bên đây là rất là xinh. Nói chung là cũng hơi lanh, nhưng mà lanh thì mới trị được em của chị. Tại vì nó hơi lì, nó lì lắm. Chưa chết rồi. Rồi bị chị bắn đứng rồi. Còn gì nữa rồi, không em? Ở quê á, không may là cha mất sớm nên chỉ còn có một mình mẹ. Sau này mà nếu tiến xa hơn gặp gia đình á, thì mong muốn của ở nhà là muốn con dâu ở với mẹ để chăm sóc cho mẹ sớm chiều, nhà cửa thì rộng thênh thang nhưng ra trước ra sau chỉ có một mình thôi. Chị cũng mong muốn điều đó nhưng mà cũng mong là em với Tuấn là sẽ thành. Nó cũng lớn tuổi rồi, chị toàn nói nó là ế không à. Nói như ngoại đừng nói ế. Chưa có cơ hội. Rồi cảm ơn các thành viên gia đình. Bây giờ thì các bạn sẽ có thời gian 2 phút trò chuyện với nhau. Kéo màn. Chào em. Em chào anh. Quá là xinh đẹp. Hơn là mức anh tưởng. Ủa anh tưởng tượng thì cỡ nào? Cỡ chị Cát Tường. Ý nói là hơn các bạn. Rồi mình tính hẹn hò làm sao đây? Đám cưới tới làm sao, để mấy con là tiền bạc tính làm sao? Tiền bạc thì chắc vợ giữ, còn con thì nếu mà con chung thì chia sẻ nhau. Chứ không lẽ con riêng? Để con trai gái gì là mấy đứa thì bàn luôn đi. Dạ nếu chung là nhà em hơi vắng thì để anh chụp cũng được. Nuôi nổi không anh? Trời dư sức, con nói nếu mà nuôi không nổi thì chia, ví dụ như để anh chụp thì chia 5 đứa về ngoại, 5 đứa về nội. Trời gì giống như... Trời cái này là con anh đẻ ra anh phải nuôi chứ. Anh không có đẻ, em đẻ. Chưa gì bán trách nhiệm rồi. Chị nói đúng ghê luôn. Nói chung là anh nhìn em là anh cũng có cảm tình tí. Thì nói chung là được thì em hãy về đổi với anh. Đổi làm gì? Dạ thì về chung một mái nhà. Thôi hết thời gian. Để tay nút bấm đi bạn. Và chúng ta đưa ra quyết định. Quyết định thật với trái tim của mình nha. Bấm nút là một điều hết sức là thiêng liêng. Chứ tôi không thấy nói chơi như nãy giờ được nha. Nào chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Dạ em nghĩ là chắc anh sẽ không có thời gian quan tâm em, còn em thì cần một người quan tâm nhiều hơn. Đúng. Nói gì nói với bạn trai à, cho dù công việc thế nào đi nữa thì chúng ta cũng cần dành thời gian quan tâm đến một nửa yêu thương của mình. Tôi mong rằng các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình, bởi vì trai tài gái sắc mà, người nào cũng dễ thương cả. Thay mặt chương trình xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Mời các bạn. Hiện tại em đang độc thân và em chưa từng trải qua một mối tình nào hết. Trời đất ơi. Trời ơi. Dạ em cũng chưa có mối tình nào gọi là vắt. Trời đất ơi. Ủa cặp này ngộ rồi nha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Em ngồi. Dạ cảm ơn. Mình giới thiệu tên tuổi đi em. Dạ, xin chào quý vị khán giả, xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và bạn cùng chơi bên kia. Em tên là Dương Ngọc Anh Thư, năm nay em 27 tuổi, em đang làm trong ngành hàng không ạ. Người mới gặp em thì sẽ nhận xét em là nhìn cái mặt em thì có vẻ hơi cứng nên hơi có cảm giác là hơi khó gần một tí. Nhưng mà chơi thân với em rồi thì con này nói chuyện cũng được đây. Dạ, xin cảm ơn ạ. Quê em ở đâu? Dạ em là người Sài Gòn, gốc ở Sài Gòn luôn ạ. Dạ bây giờ thì em đang sinh sống tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc ở quận Tân Bình. Thư ha, bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi ạ. Bạn nam. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào mọi người. Em tên là Trịnh Quốc Huy, em 28 tuổi. Em là điều dưỡng. Em làm điều dưỡng hả? Dạ. Làm điều dưỡng lâu chưa? Dạ khoảng được 4 năm mà. Ồ, 4 năm. Sao, tại sao mình chọn nghề điều dưỡng vậy? Hỡi chàng trai to khỏe đẹp trai. Do cái ngành chọn mình. Ngành chọn mình hả?
Bạn là làm ở đâu, bệnh viện nào? Dạ em làm ở bệnh viện Nhi Đồng 2 ạ. Trời ơi. Quê mình ở đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận mấy? Dạ quận 4 ạ. Rồi bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh chị thì hiện tại em đang độc thân và em chưa từng trải qua một mối tình nào hết. Trời ơi. Trời ơi, 27 tuổi chưa có mối tình nào hết. Lý do? Dạ lý do thì em nghĩ là có khách quan và chủ quan. Khách quan thì có thể là nói là duyên chưa tới, nhưng mà chủ quan thì em nghĩ là cái body của em nó cũng không có nhỏ bé để cần phải bảo vệ. Rồi cái thứ hai nữa là tính cách em thì em nghĩ là cũng mạnh mẽ, cũng quyết đoán, cũng độc lập, nên bạn nam thì sẽ không có cơ hội để thể hiện mình trước mặt em. Bạn trai nghe bạn gái chia sẻ thẳng thắn như vậy thì bạn có cảm giác gì? Bạn có thích một cái người mạnh nữ mạnh mẽ hay không? Em cảm thấy người mạnh mẽ thì cũng là một cái hay. Rồi bạn trải qua mấy mối tình rồi trong khi bạn gái chưa có mối tình nào hết? Dạ em cũng chưa có mối tình nào gọi là vắt rồi đất ơi. Rồi cặp này ngộ rồi nha, kiểm tra con rồi đất ơi, giới tính rồi. Cũng có quen một vài cô nhưng mà cũng không có đến không quen lâu không? Dạ không. Có hôn chưa? Dạ. khó rồi. Dạ có cười là có rồi. Vậy có chưa tôi hỏi đó, tôi khẳng định giới tính á. Hả? Có hôn chưa? Dạ chưa. Trời đất ơi, thôi rồi. Thích gái không? Thích trai không? Không. Ừ. Nghi ngờ quá. Ủa thiệt luôn hả em? Mà sao không hôn được ai vậy? Có người cho hôn mới cho hôn, mới hôn. Ờ mình phải cướp giật nữa chứ em. Bữa nay cho hôn trên sân khấu này luôn nè, hôn không? Chị hỏi bạn nữ sao hỏi em? Không có, mình phải mạnh mẽ lên. Đôi lúc có những cái mình phải cưỡng bức. Được không? Dạ, được. Mình có đặt ra cái tiêu chí tìm bạn gái là người như thế nào không? Nói chung là mình nói chuyện hợp với nhau rồi thân thiện. Về ngoại hình? Ngoại hình thì có gương mặt dễ nhìn là được. Tướng tá? Tướng tá tròn tròn hay được cũng được. Rồi nếu mà được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân? Dạ đó là tùy thuộc vào hai người thỏa thuận nhau. Lấy nhau về rồi có sanh con được không? Hả? Đùa hơi căng rồi nha. Được chứ chị. Được không? Được. Chắc không? Chắc. Chúc tôi cho Hùng ba cái trên sân khấu luôn. Để hồi kiểm tra từng đợt. Để qua coi đàn gái coi sao cũng chưa có người yêu đi. Chào em. Bà kia nó cần sự tròn. Tròn. Múc ma múc miếp. Dễ thương mà. Dạ em cảm ơn anh. Rất dễ thương. Bên kia cũng dễ thương, bên kia hiền, hình như hiền hơn bạn ấy. Hơi yếu hơn chút xíu. Thành ra tôi muốn kiểm tra cái vụ yếu đó thôi. À, có yêu cầu gì không? Không thích gì ở bạn trai không? Yêu cầu thì không có, nhưng mà em không thích là bạn nam có đam mê vào cái tứ đổ tường. Chứ còn ví dụ như là lâu lâu gặp bạn bè thì đi uống bia, uống rượu thì ok, không có sao hết. Sao bạn trai? Có không? Dạ uống vừa. Dạ đừng đam mê là được rồi. Có đam mê không? Dạ không. Với lại sẽ tốt hơn nếu mà bạn cao hơn em một chút. Tại vì em mang guốc nổi lên là bạn mà đứng không cao. Em cao nhiêu? Dạ em 1m7 mà em mang guốc 3 thân nữa là bạn trai phải 1m73 trở lên. Xíu nữa cho hai người đo với nhau có xứng không ha? Được ha. À, nhưng mà bạn trai bên kia cao nhiêu? Dạ em cao 1m75. Được. Dư hai phần. Thôi bây giờ trước khi qua gặp bạn gái mình hát một đoạn nào đó lấy cảm tình trước đi. Vậy em xin tặng bạn nữ bài hát Mùa Đông Tình Yêu. Quá dữ, đứng lên hát nào, biểu diễn ra ngoài. Vì sao tôi lại yêu em đến thế, lại mong em đến thế, giữa đêm mùa đông, một điều ước cho tôi nắm tay em, xua tan bao lạnh giá, xua tan bao nỗi cô đơn trong tim. Thật lòng tôi chỉ mong có em. Ưng Hoàng Phúc. Sao em cảm nhận giọng hát bạn nam? Ưng Hoàng Phúc luôn, dễ sợ. Dạ, bạn nam hát nghe rất là ấm áp và em thích giọng bạn nam. Em hát lại tặng dạ, em không có năng khiếu đó nên em muốn mọi người thoải mái nên tốt nhất em không nên hát à. Cô này cô thẳng thắn dữ lắm. Ai bây giờ nói ý kiến người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi với lại ba cô của em ạ. Ba cô ruột luôn? Dạ một cô ruột và hai cô họ. Rồi. Chào em Ly Huyền Linh và em Ly Cát Tường. Dạ chào cô. Dạ chào khán giả trường quay. Tôi là cô của bé Dương Thư. Dạ. Theo cô thì cô nhận xét cái bạn trai bên này thì
rất là dễ thương. Dạ. Đẹp trai, vui vẻ. Coi như theo cô á, thì cô thấy hợp với bé Thư. Nhưng mà còn cảm nhận của hai con có hợp hay không thì cái đó là riêng của hai con. Bạn trai chào cô đi em, nói gì chứ với cô đi, cô khen em đẹp trai kìa. Rồi cô nào nói nữa đi, coi ý kiến cô nào thêm cô nữa đi. Chào anh Quyền Linh. Dạ. Và chị Cát Tường. Dạ. Tôi là cô ruột của Thư. À dạ. Tôi nhận xét về bạn cháu bên đây là dễ thương, hiền. Cô chịu hát cháu rể không? Chịu. Chịu. Cảm ơn cô. Nói gì với mấy cô đi. Chào cô. Nếu mà bạn đồng ý, con sẽ chăm sóc cho bạn gái. Rồi, có chăm sóc ba cô không? Có chăm sóc luôn ba cô không? Chà, hơi căng à. Rồi bạn trai mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với bốn bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi. Dạ, chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường cùng tất cả mọi người. Em là đồng nghiệp của bạn Huy. Chị nhận xét nha Huy. Thì bạn nữ bên này rất dễ thương, tính tình cũng vui, cũng hợp với tính em luôn á. Em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi, hai bên gặp nhau nha. Kéo màn. Tăng 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 tăng. Hai bạn đứng lên đi, mình đo một cái đi rồi mình... Đó, để coi thấy... Rồi, thấy đó, cao đó được chưa? Con gái yên tâm chưa? Dạ. Được rồi ha. Hợp lý nha. Xứng đôi rồi đó. Dạ. Mày về đẻ cầu đội bóng á. Dạ, chào anh Huy. Em thấy anh rất là mê. Thấy vậy là được rồi đó, nãy giờ tôi cũng hơi nghi đó. Dạ. Bây giờ mình cảm nhận nhau thế nào với người đối diện? Là em cảm nhận bé rất là dễ thương. Bé. Luôn nói chuyện thì em có vẻ em lanh hơn anh. Không biết anh có cảm thấy ngại về điều đó không? Anh có sợ bị lấn lướt không ạ? À? Thì nó bù trừ cho nhau thôi. Em có ngại khi bé hết bự không? Dạ không, thấy cũng vừa ý tướng em. Em ẵm bé nổi không? Dạ nổi chứ. Khi nào em dự định kết hôn? Dạ, một thời gian quen nhau vừa đủ là em cảm thấy phù hợp là em sẽ đồng ý kết hôn. Nên em không có vạch ra trước là dù phải quen 1 năm, 2 năm. Ví dụ có thể là quen nửa năm hay là 3 tháng mà thấy phù hợp là vẫn có thể kết hôn được. Nếu mà lấy nhau có làm dâu gì không? Nhà anh ở quận 4 đó. Anh, nhà em ở quận 7 nhưng mà ba mẹ em chỉ có một mình em thôi. Không biết là anh có ngại nếu mà sống chung với gia đình vợ không? Cái đó để anh suy nghĩ lại. Không biết là nhà anh có bao nhiêu người ha? Anh có bao nhiêu anh chị nhiều không ạ? Anh có 7 anh chị em. Thì giờ đang ở với em đang ở với ai? Em đang ở với hai người chị chưa có gia đình, bà mẹ. Thôi đông mà đi qua đây ở đi cho nó sướng. Thật sự quận 4 với quận 7 cũng gần nhau lắm. Xẹt qua xẹt lại. Bước tới rồi, không có lo chuyện đó, ở nhà ai cũng được hết. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái, nắm hai tay để cảm nhận, nhìn thẳng vào mắt nhau. Rồi bây giờ hai người nhắm mắt lại. Tôi cho 15 giây để cảm nhận hai cái nắm tay. Cảm nhận của cái điện nó truyền chưa? Ngủ luôn cũng được. Được chưa? Được chưa? Rồi. Về về chỗ. Mình cảm nhận như thế nào sau khi cái nắm tay đó? À, nắm tay bạn em, nắm tay em rất là ấm áp. Mình thấy trái tim mình có rung động không? Đập ình ình. Ình ình luôn hả? Đập dữ vậy đó hả? Dạ. Còn bạn nữ, sau khi hai người nắm tay, bạn thấy thế nào? Em thấy bàn tay anh này rất là to, rất là vững chãi. Nhưng mà anh bớt rung tí xíu thì tại vì em thấy là em rất tự tin, rất bình tĩnh mà anh rung quá, tay anh lạnh. Thôi, được rồi. Bây giờ chúng ta quyết định... Cố gắng kiềm chế nha. Suy nghĩ nha. Để tay vô nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Để quyết định coi chúng ta có đồng ý trao duyên cho nhau hay không. Cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân hay không. Một. Khỏi luôn đi. Khỏi đếm. Có muốn á, có thích thì cũng phải kềm chế một chút chứ. Sao vậy em? Thôi có tay rồi, có tay nắm. Nắm tay coi làm gì, quýnh thủ võ ai ông gồng dữ vậy? Gồng. Nắm tay nhau, nắm tay nhau. Nãy chị hứa cho hôn ba cái đó nhớ không?
thôi để không có để gì hết á. Quy định chương trình là phải hôn nhau. Nào làm thủ tục đi các bạn. Anh có món quà tặng em. Ở giờ để tặng quà. Thôi giờ mới tặng quà. Món quà. Ông kỹ lắm. Khóa tình yêu. Bấm nút ông mới tặng quà. Không bấm không tặng. Kiểu này chắc mốt đòi quà quá. À hai cái nút, hai cái khóa ha. Được rồi, xếp sáp hai trái tim vô. Rồi nắm rồi, tay. Hôn nhau. Bắt đầu. Hôn thôi. Trời ơi, không ai thấy sao đưa cái mặt vậy nào. Tụ hôn đầu tiên nha quý vị. Làm lại đấy, ai kêu làm lại, cô của nó làm lại nữa. Đó, cô kêu làm lại. Trời ơi, cô nó làm lại đi con. Làm lại đi con. Đập đập, để nguyên, để nguyên, để nguyên, chưa. Để nguyên, nào, 1, 2, 3, để nguyên nha. Chị là tôi kêu bô buông với buông nha, để nguyên. Để nguyên, y nguyên. Hấp vô, hấp vô. Dễ thương quá. Hy vọng rằng mối tình đầu sẽ giúp các bạn tiến tới hôn nhân một ngày sớm nhất. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 đi chiến thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Rồi nắm tay các bạn gái. Nắm thật chặt nha. Rồi thẳng tiến về phía trước. Dễ thương mấy cô. Được ha mấy cô ha. Nhược điểm của em là hơi bừa bộn. Thì tính em lười thì em mong có ai thúc như là giữ là giữ là dễ như là được anh. Tại vì con người thì trước sau thì ai cũng chảy xệ hết. Quyết định nha, sớm sớm mời tôi đó nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hạ màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời anh ngồi. Bây giờ hai người đã ngồi trên sân khấu rồi. Chúng ta bắt đầu thoải mái, cởi mở để trao đổi với nhau ha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Thanh Tuyền, năm nay em được 27 tuổi. Em hiện tại là chuyên viên điều phối lớp học của tập đoàn TTC. Ừ, quê em ở đâu? Dạ, em quê ở Quảng Ngãi chị. Rồi, mời bạn nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả các bạn khán giả. Em tên là Lê Bảo Ngọc, 29 tuổi. Tên giống tên gái vậy? Dạ, ai cũng nói vậy chị. Hiện là nhân viên văn phòng tại Trung tâm Ca Nhạc Nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cụ thể bạn làm gì? Dạ là những công việc hành chính. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi. Bạn quê ở đâu? Dạ em cũng quê ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi luôn. Quảng Ngãi luôn. Dạ đúng rồi. Đồng hương. Bạn từ Quảng Ngãi đến Thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào đây từ hồi 6 tháng tuổi. Dạ, vợ đi lâu rồi đúng không? Dạ. Còn bạn gái vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây được tính đến nay năm thứ 9 rồi anh. Điều ở lâu rồi ha. Dạ. Ưu điểm, nhược điểm của bạn là gì? Nhược điểm của em là hơi bừa bộn. Khi để đồ đạc thường hay để lung tung rồi sau đó lại tìm không ra. Tính tình nó hơi nắng mưa một chút xíu. Nếu như mà ai đó không quen thì có thể sẽ là không chịu được cái tính của em. Rồi. Dạ. Ưu điểm? Em thấy là mình có hát cũng được, vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn, dễ bao dung người khác và có sự cảm thông với mọi người. Rồi. Dạ. Bây giờ trước tiên là hãy tặng cho quý vị khán giả một bài hát nào đó mà bạn yêu thích. Dạ. Đi bên em chiều trên lối vắng, phút xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phút xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa em đêm. Hay, rất là ngọt ngào. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Luôn. Em ơi suốt đêm thao thức vì em. Vì lời ra từ lúc anh ra về. Cầu mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò. Là đời ta luôn có đôi. Trời ơi. Dạ. Quên lời rung rung. Dạ rung quá quên lời. Làm trung tâm nhạc nhẹ sao rung vậy? Dạ.
em làm hậu trường thì chứ không có là hậu trường cũng phải gọi là nghe đấy phải thẩm thấu chứ. Bên kia nói về ưu điểm khuyết điểm mà bạn nói ưu điểm khuyết điểm mình luôn đi cho bên kia. Dạ, tính em cũng vui vẻ nam mà em cũng biết làm việc nhà, cũng biết nấu nướng tốt. Cái nhược điểm của em á là hơi lười, biết mặc dù biết làm nhưng mà không phải có ai thúc cái mới làm được. Bên thì bê bối, bên thì lười. Cái cặp là lấy nhau không biết cái nhà nó thành cái gì rồi nha. Rồi bạn gái ơi. Dạ. Bây giờ anh hỏi em muốn tìm người yêu của mình như thế nào em? Tại vì em thì chiều cao nó cũng hơi bị khiêm tốn. Như em 1m5 thì cỡ ảnh cỡ 1m6, 1m65 trở lên là được rồi anh. Được không? Dạ được, em 1m68 lận. 68 được. Tiếp. Gì nữa? Em không thích ở bạn nam là cái tính gia trưởng, hút thuốc. Tại vì từ nhỏ là em ở nhà là ba em không có hút thuốc nên thành nó đã quen cái môi trường như vậy đó anh. Trai có hút thuốc không? Dạ, dạ không chị ơi. Có gia trưởng không? Dạ không. Không luôn. Rồi còn gì nữa em? Ngoại hình có yêu cầu gì ngoài chiều cao không? Tóc tai gì tóc được tai, không? Tóc tai, mặt mày, mũi mắt, miệng đồ này kia. Dạ nói chung là dễ nhìn là được anh. Tại vì con người thì trước sau ai cũng chảy xệ hết. Nên là tính cách đó là quan trọng. Có nghĩa là không quan cần, quan trọng bên ngoài. Dạ. Như anh hỏi em á, thích tóc dài hay tóc ngắn á? Tóc ngắn anh. Nhiều tóc có ít tóc? Dạ đừng có hối là được rồi. Bên đây hỏi vậy là tôi hiểu rồi. Bên đây trả lời vậy tôi thấy xong luôn. Thôi được rồi, thôi để tự hồi hồi quyết định. Trai thích người bạn gái như thế nào? Cao chắc cỡ 1m6, tóc tóc dài. Có luôn. Anh hơi ít thì anh muốn nó bù trừ. Người có cá tính chút, hơi dữ. Trời ơi, muốn nói vậy luôn. Dạ thì tính em lười thì mong có ai thúc như là à, dữ là dạ, dữ là lạ ta, muốn vợ dữ ta. Có đặt ra cái chuẩn mặt giống mẫu người giống ai không? Em quan trọng tính cách thôi. Còn cái ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi. Nó quan trọng tính cách thôi, tại sao lại không thích hói? Tại vì cái mắt mới gì tao hói không thích. Hói ít thì được chứ còn hói nhiều quá. Hói ít thì được đúng không? Hói nhiều quá thì cũng... Đây hói có chút xíu à. Dạ em chào chị. Hói có một chỗ thôi. Thôi mình cũng hiểu được ha. Không thì đây nhà nước tao quy hoạch sân bay đến tầng nhà. Cho nên chịu thôi. Tao quy hoạch vậy đâu phải chịu thôi chứ. Ủa mà hồi nãy em nói em nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi à? Dạ. Sao nhìn già quá vậy? Có vậy? Đâu có già gì đâu. Ai nói em già không? Dạ có nhiều. Có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ dạ chưa. Chết rồi, tên Bảo Ngọc làm bếp giỏi chưa có mối tình nào. Chắc duyên ngầm. Thích phụ nữ hay thích đàn ông? Dạ thích gái. Chắc không? Dạ chắc. Hồi đó em thích cô nào chưa? Dạ có, như tình đơn phương. Ê khoan khoan, em có mối tình nào chưa? Dạ có, được một mối tình làm vốn rồi chị. À, có hung rồi phải không? Dạ có. Đã, chị ảnh hung nha. Ha. Dạ, dạ em sẽ training ảnh một khóa. Ừ. Em chào Nguyên lên. Trời ơi. Tôi lo lắng quá. Thí dụ như em thấy một người hói thì em cảm nhận sao? Em nhớ tới ba em. Ủa ba em hói hả? Dạ ba em hói. Vậy tại sao không thích người hói? Không hiểu. Vậy là được rồi. Ba em hói thì em phải thích người hói chứ. Dạ không, ba em tại vì già mới hói, còn lúc trẻ em nhiều tóc. Thì bây giờ ảnh lúc trẻ anh hói em mốt già anh mọc tóc. Ừ. Có cái chuyện hói bình thường đi. Nói chung anh này dễ thương chứ. Bỏ cái bế đó hoàng bên đi. Bỏ cái bế hói đi nha. Cố gắng ha. Em sẽ suy nghĩ. Nhớ suy nghĩ cho kỹ nha. Dạ dạ. Mình đi hôm nay bạn gái đi có ai đi theo không? Dạ em báo cáo chị Cát Tường với anh Nguyên Linh là hôm nay em đi đến với đội hình cũng tương đối hùng hậu. Là có cô ruột em ruột của em họ của em, bạn bè thân từ cấp 2 của em và bạn bè thân từ đại học của em. Trời ơi. Trời ơi, nguyên một đại đội luôn. 500 anh em đâu đưa tay lên rồi. Quá dữ. Rồi bây giờ mình kính lão đắc thọ, mình phải gặp cô ruột trước đúng không? Dạ chào cô. À, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì theo như cô nhận xét á bé Tiền thì anh này là ảnh hợp với tính của con á. Tại vì ảnh hơi ít tóc một tí thôi. Con thì cái tính con hơi con nít. Mà anh này thì có vẻ chín chắn, đỡ đùm cho con được. Con là cái tính con hơi bừa bộn. Mà anh này thì ảnh thích làm nhưng mà ảnh hơi làm biến. Thì con là có động lực là con la bự lên là ảnh sẽ làm. Thì con sẽ nhẹ nhàng cho con rồi đó. Cô thấy được rồi đó. Và cô Duyệt. Duyệt. Cô Duyệt. Cô Duyệt rồi đó. Tốt rồi, dạ cảm ơn. Rồi cho bạn của con góp ý một tí nữa dạ. Đi. Thì Tuyền theo mình nhận thấy á, là về ngoại hình thì nói chung là nhìn được cái gu âm nhạc của bạn thì cái công việc của anh này là hai người hợp á. Một người làm bên hậu trường âm nhạc, một người là thích hát hò. Rồi cảm ơn đội ngũ của nhà mình. Trời nha. Có thể nói gì với cô đi. Hứa với cô đi. Hứa với cô gì kìa. Dạ. Cô gì đi. Hứa thật nhiều đi.
Nếu mà quen nhau thì sẽ cưới. Dạ thì chăm sóc em chu đáo. Rồi. Dạ cảm ơn cô. Bên nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại em ruột em với lại ba người bạn thân. Dạ xin kính chào anh Quyền Linh và em chị ruột á hả? Dạ em ruột. Em tóc ruột. Nhiều quá ruột sao nhiều tóc luôn kia cho anh bớt miếng đi trời. Này chắc lại lỗi định mệnh. Rồi cảm nhận bạn kia thế nào em? Nãy như anh Quyền Linh cũng đã nói thì anh thì em của làm thì cũng rất là tốt nhưng mà bị cái hơi lười biếng. Nãy chị cũng chia sẻ là chị không có được ngăn nắp cho lắm. Hai người quen nhau tiến tới hôn nhân thì hy vọng có thể là hai người sẽ cùng nhau là sửa những cái khuyết điểm đó để mà chung sống với nhau được. Với lại chị cũng là đồng hương cho nên nhà em cũng rất là diệt chị. Cảm ơn em. Hy vọng là cái hy vọng là cái tóc tai nó không ảnh hưởng tới tình cảm của hai bạn. Dễ thương quá. Xin lỗi em nha. Dạ, yeah, không sao rồi. Phụ phụ chút xíu ơi. Cảm ơn. Quá thà. Chào em. Cảm nhận thấy ảnh sao? Thì đúng là cũng hơi ít chút. Nhưng mà em thấy mặt ảnh khá là hiền. Dễ thương. Dạ, nói chung là có cảm tình ngay từ lần đầu gặp. Hay quá. Dạ. Rồi, dễ dán luôn, không sợ dán luôn. Anh thấy em cũng rất dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Em hồi nãy em có nghe anh nói là anh còn một người bạn gái cao 1m6. Nhưng mà em thì nói thẳng ra là chỉ có 1m49 thôi. Nghe là tròn 1m50 thì không biết nó có ảnh hưởng gì không anh? Mốt mang hút lên cho cao. Trong nhà hát đó là tiếp xúc với nhiều người đẹp lắm, ca sĩ rồi các phụ nữ đẹp, em có ghen không? Nếu mà chỉ là vì hợp tác trong công việc thì cái đó không thành vấn đề. Nếu như mà có một cái le lói, một cái biểu hiện gì đó thì em sẽ hành động. Bây giờ anh làm trong nhà hát bao lâu, bao nhiêu lâu rồi mà có le lói gì đâu. Mà anh càng ngày càng leo lét. Yên tâm đi. Mà nếu bạn gái đồng ý bấm nút á, bằng tổ chức hẹn hò đâu cho lãng mạn. Em gái có thích lãng mạn không? Có. Đấy. Bữa đầu tiên thì chắc đi cà phê, kiểu cà phê bờ sông. Có bơi không? Dạ, dạ không. Mình nói chuyện với nhau. Vậy đâu lãng mạn. Em phải mời bạn gái tới. Rồi sông nào có cá thiệt nhiều ha. Rồi ngồi rắc thính với cá, với ăn vừa nói chuyện này kia. Trời ơi, đã lắm. Thôi được rồi, vậy đi. Để tay nút bấm đi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Không thể bấm để uống cà phê chơi vui. Bấm để tiến đến hôn nhân đấy. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau trước đi. Bạn chưa yêu lần nào nha. Chưa nắm tay lần nào. Chưa nắm tay lần nào luôn. Chưa. Nắm tay thấy sao? Khó tả lắm anh. Nào, bây giờ là hung nè nha. 3 2 1 bắt đầu. Để nguyên. Nụ hôn đầu tiên thấy sao? Không biết diễn tả sao. Đây là những chiếc vé xem phim để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn. Đây là một thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản JCB. Trị giá 1.000.000 đồng gửi tặng các bạn. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15.000.000 đồng từ áo cưới Milan. Nào hãy nắm tay bạn gái đi. Chuẩn men. Cái này cũng bây giờ không có chuẩn men nhiều lắm hả? Như thế nào gọi là chuẩn men em? Đúng rồi. Em nhìn là em biết thôi. Hay quá. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn rồi. Mời bạn nam. Mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Huyền Linh, chào bạn bên kia và chào quý vị khán giả. Em là Thu Dung, năm nay em 25 tuổi. Em đang làm công việc viết lách. Viết lách là viết về cái gì em? Em làm báo. Làm báo. À, làm... Em viết báo được bao lâu rồi? Em cũng mới làm 3 năm thôi chị. 3 năm rồi. Dạ. Rồi. Mời bạn trai. Chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường ạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung Hớn, 32 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh của công ty xăng dầu ở quận 3. Dạ, quê bạn ở đâu? Em ở Đức Hòa, Long An. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em thì chính thức thì chỉ có 2 thôi. Chính thức chỉ có 2 thôi? Dạ. Không chính thức chắc cũng nhiều quá hả? Cũng
cũng tạm tạm. Tạm tạm. Tạm tạm. Vậy là kinh nghiệm đường tình cũng rất là nhiều đúng không? Nhưng bạn có thể rút ra bài học kinh nghiệm là lý do tại sao chúng ta lại không có duyên những mối tình đó, chúng ta lại phải chia tay những mối tình đó? Em nghĩ thì chắc tại vì một phần là do cái tính cách của hai người nó khác nhau quá. Gia đình em có kêu là hai đứa cưới đi á, nhưng người ta là không chịu. Không chịu? Dạ. Không chịu người ta bỏ em thì không hay là em bỏ luôn? Không chịu thì người ta bỏ em chứ. Rồi bây giờ hôm nay có cô gái bên kia, cô phóng viên ha, hình như cô nó người miền Trung đúng không em? Dạ đúng rồi anh, em người Phú Yên á. Phú Yên, ở bên đây là mình ở Long An. Cái khoảng cách địa lý hình như nó hơi xa chút xíu, không biết rằng nó có hợp không em? Dạ nếu mà hai người hợp nhau thì em nghĩ là khoảng cách địa lý nó không có là gì. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình anh. Một mối tình rồi hả? Bao lâu rồi em? Dạ cũng lâu rồi chị, cách đây chắc năm rưỡi. Năm rưỡi, lý do tại sao chia tay? Do tính chất công việc không hợp nhau chị. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì cao trên 1m7, chuẩn men. Phải chuẩn men. Chuẩn men. Cái này cũng khó. Bây giờ không có chuẩn men nhiều lắm hả? Như thế nào gọi là chuẩn men em? Đúng rồi. Em nhìn là em biết thôi. Hay quá. Để tôi hỏi cái vụ này cái khoan. Này men không em? Phóng viên xinh đẹp. Em nhìn sao mà em phát hiện ra không chuẩn men, em tả dùm cho anh nghe coi, anh rút kinh nghiệm coi. Dạ không anh, người con trai mà người ta chuẩn men á, mình nhìn là mình cảm giác được liền. Thì em nhìn anh Nguyễn Linh anh thấy chuẩn men không? Anh có hết men không? Hết men không? Dạ không anh men. Anh men. Anh mắt rực lửa như vậy là men. Cô này cảm giác hay. Hay. Tức là khi mà mình nhìn một người phụ nữ, người đó đẹp, tự nhiên con mắt mình nó rực lửa lên là chuẩn men. Ha! Cái này hay nè. Nhớ nha, nhìn gái là mắt rực lửa lên, còn nhìn mà xìu xìu nó nói mình là thế hệ. Lát nữa mà kéo cái màn lên làm sao mà có lửa đó thì là mới là men đó nghe. Rồi còn nữa là ảnh phải hiền lành, phải là người điềm đạm. Rồi, dư xăng luôn. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích bạn trai có tính gia trưởng. Bạn trai có gia trưởng không em? Dạ, em nghĩ chắc có chút chút. Chút chút là chỗ nào ví dụ? Bạn ấy chỉ cần hỏi em một tiếng thôi. Hỏi em không chịu là cũng không được làm đúng không? Đâu, em dễ tính lắm chị, làm sao không chịu được? Hỏi là chịu hết phải không? Hỏi là chịu hết, anh xin miệng có tiếng nói là được. Chiều nay em đi chơi với anh bạn trong công ty nha anh. Được không? Dạ. Được có gì đâu, được. Bình thường mà. Được. Dạ được. Ừ dạ, được. Trời ơi, chưa gì là có tính là ghen rồi đúng không? Được, sao suy nghĩ lâu dữ vậy? Anh xúi đó chứ không, nó kêu không luôn rồi đó. À vậy hả? Vậy còn mình thì mình đặt ra cái chuẩn tìm người bạn gái là người như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi, tại vì em không được đẹp lắm nên em cũng không dám chọn bạn gái nào cao sang ấy. Nhưng mà cái chiều cao này đâu có đủ 1m7 đâu. Chắc 1m7 á chị. Không có tới, đừng có nói thách tôi. Vậy 6'9" thôi. Thôi được rồi, bây giờ đâu có tiêu chuẩn gì nó nghe thử coi. Chỉ cần nhìn dễ thương. Để chú Thảo với cha mẹ. Dễ thương. Bên kia là quá dễ thương luôn. Biết quan tâm chăm sóc gia đình là được rồi. Vậy thôi hả? Có điều gì không thích ở người phụ nữ không? Bê bối với lại là hay nói xạo á. Em không thích. Hỏi bên kia có nói xạo không? Dạ bảo. Em thật thà lắm. Là thật thà lành mà còn thật thà nữa. Em có lãng mạn không? Lãng mạn thì chắc không ai bằng em đâu. Phải không? Dạ. Chút xíu nữa mở mạng lên nhớ hỏi nói với cổ cảnh mà mình hẹn hò rồi này kia như thế nào nhá. Không lãng mạn lắm á, nó hẹn hò dưới cây xăng không đó. Mình đã chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Đủ hết rồi chị. Đủ là có cái gì? Thì tiền đám cưới, vàng, mua vàng. Có vàng nữa hả? Có chứ, mua vàng cho bạn gái này cũng kia được mấy phần rồi đó. Cũng được mấy phần rồi. Rồi có gì lập kế hoạch bao lâu mua nhà mua cửa rồi sanh con đẻ cái gì không? Thì chắc cứ vợ về cái đó là hai người tự thương lượng và cố gắng thôi. Thương lượng gì? Mượn tiền nhau hả? Có chị, đó là mượn tiền mình cái đó mình phải lo chứ, tại sao mình để mà mượn tiền? Có gì đâu thương lượng. Phải bàn bạc luôn phải thương lượng, hỏi là em nên mua em nhà mua, bự mua, nhà nhỏ. Nhà bự nhà nhỏ mới mua chứ không quận mấy. Để thuận tiện em công việc em đi làm. Nhưng mà anh lo hết phải không? Lo hết dạ. Thì vậy đi nói cho rõ thì tiền thương lượng, tụi nó mới đám cưới về thương lượng em có bao nhiêu cho anh mượn không được. Chị hỏi rõ hết trơn rồi nha cưng. Hai cái này cũng hợp đó. Được không chị? Được. Bên kia dễ thương lắm em. Thôi bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân tư vấn coi nói sao nha. Em đi với ai? Nè em đi có bố em, có chị sếp với lại mấy em. À có bố nữa hả? Nãy giờ bố ngồi cười mỉm chi quá chắc được quá. Dạ chào bác. Bác thấy cô con dâu tương lai thấy được không mà bác? Thưa anh Quyền Linh, thưa chị Cát Tường.
chị xin phép cho tôi nói là tôi ok rồi đó, thế tạm được rồi đó. Dạ. Cơ bản vậy là thấy được rồi, thấy nhẹ nhàng rồi bác. Ủa hình như là em có đi với sếp nữa phải không? Dạ. Sếp? Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị. Cách đây 5 năm á, em có hứa với nó là chị sẽ trả tiền cho cái chuyến xe rước dâu. À. Mà từ đó đến giờ chờ hoài không có. Tự nhiên nãy giờ em ngồi đây á, em mới đổi ý, em phải ra hạn luôn. Là từ đây tới cuối năm 2017 nếu mà không có coi như cái lời hứa đó là coi như mình bỏ. Đúng rồi chị, phải có giờ thời hạn chứ đâu mà kéo dài đúng quá. Đúng rồi, cái gì nó không phải có thời hạn à. Hớn này thì rất là chịu khó, chăm chỉ và ham học hỏi. Dạ. Có một điều thì hớn nó giấu hồi xưa giờ nó không nói, nó rất thích gái đẹp. Chị mong là hai đứa sẽ cùng bấm. Dạ, rồi cảm ơn chị. Nè em gái, hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với một số bạn làm chung với lại bản thân của em. À rồi, đâu chị gặp bạn em đâu. Chào em. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của Thu Dung ạ. Theo như mà như chị thấy đó Dung, mặc dù là bạn nam bạn hớn, bạn rất khiêm tốn, bạn nói bạn không phải là trai đẹp, nhưng mà theo như cái tiêu chuẩn trai đẹp mà chị em mình hay nói với nhau á, thì chị thấy bạn hớn rất ổn. À bạn trai hơn ta khen mình kìa, nghe cảm ơn gì chứ. Trời có yêu cầu gì của nhóm bạn đối với chú rể tương lai này không? Tụi em chơi chung với nhau á thì cùng thích á, là thích cái kiểu điềm đạm như Dung nói á. Mặc dù bạn nam bạn kia bạn tin hơn nhưng mà thực ra thì chị thấy bạn rất là chững chạc. Rồi cảm ơn. Bây giờ là mình gặp nhau đi để xem tiếng sét ái tình coi có lửa gì không nha, có đốt cháy được không nha. Kéo màn. Cô gái đến từ Phú Yên gặp chàng trai đến từ Long An. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Ngồi yên cho người ta ngắm cái mắt coi. Để nhìn được lửa nha. Em thấy mắt anh có lửa chưa? Chưa, nó mới nhìn nhóm thôi nên em chưa có biết, để một hồi nữa em kiểm nghiệm. Anh thấy em sao? Anh nghĩ thì anh đang... Trời ơi sao bối rối vậy? Sao tự nhiên vén màn lên thấy em anh run quá. Thấy em dễ thương, nói chung là anh thích. Em coi nó có chuẩn men không em? Anh biết thích em là anh chuẩn men rồi đó. Không nhưng mà thích vậy coi cái thích thật hay không, hay là nói thích cho qua để che giấu cái không chuẩn men đó. Bây giờ cũng nghi ngờ lắm em ơi. Em thấy anh có được gọi là đủ tiêu chuẩn của em để... Em mới 69 à? Được 69 không anh? Nó đo kỹ cả 67 rồi. Ở nam cũng dễ thương, chịu chạc, không có sụ nhi. Anh 32 tuổi còn sụ nhi gì nữa em? Tùy thôi anh, có người 35 tuổi vẫn sụ nhi bình thường. Mày nhìn không tướng sụ nhi đâu, sụ quẻ. Hỏi tí tí em hỏi gì đó. Không. Thì... Giờ mà hỏi tên nó tên gì nó biết chết liền á. Anh chuẩn bị nhiều lắm á, tự nhiên anh sao gặp em anh run quá. Tim đập mạnh rồi đúng không? Dạ. Thì đúng rồi không? Em biết cổ tên gì không? Dạ thì Dung. Hả? Tên Dung. Tên Dung hả? Dạ đúng rồi anh. Em biết anh tên gì không? Anh tên Hớn, anh tên Hớn. Mình khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Em muốn tìm hiểu chắc cũng khoảng 1-2 năm gì đó. Dài quá em. Trả giá đi. Mình rút ngắn bớt là được không em? Cái đó là do anh á. Nếu mà anh làm em thấy thuyết phục thì nhiêu em cũng được. Do anh đó nha. Dạ. Và anh hy vọng là sau buổi này anh sẽ được, chiều nay anh sẽ mời em đi coi xem phim hay là đi shopping hay đi đâu đó. Em cũng nghĩ là mình gặp nhau đây là cái duyên rồi. Không duyên này thì nó cũng duyên khác mà anh. Duyên khác là duyên gì cô? Để cái gì chấm chấm mọi người sẽ hiểu. Đây, đặt tay vào nút bấm nha. Suy nghĩ thật kỹ. Để xem chúng ta có duyên để hẹn hò không. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Có 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Bạn trai bấm rất nhanh đúng không? Còn bạn gái suy nghĩ điều gì mà chậm vậy? Em suy nghĩ là để từ từ bấm cho có giá. Nhưng mà đôi khi mà hàng để lâu quá bán không chạy nó ế đó thì nó cũng xuống giá lắm nha. Chúc mừng các bạn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nào, nắm tay cô ấy ấy. Hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ thôi đừng hôn anh. Không được, đây là quy định của chương trình. Dạ thôi đừng rồi. Dạ. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Chúng tôi xin mời bạn đến đó xem phim.
để hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Không mập. Đặt, nhưng đặt được. Hơi ốm, ốm mà có yếu không? Dạ, chưa, đó là chưa yếu. Đôi khi á mà chậm quá cũng không tốt đâu. Tới nha. Rồi mà còn không chịu là làm giá chút xíu cái lỡ chứ không phà cái nó đi luôn. Hy vọng rằng cặp đôi ngày hôm nay sẽ tiến xa hơn. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Thảo ạ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, em giới thiệu về mình đi em. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả ngày hôm nay. Em tên là Trúc Phương, em năm nay 27 tuổi. Dạ, quê quán em ở Long An ạ. Em làm cho một công ty sản xuất đồ thể thao ạ. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả các chị khán giả. Chào bạn cùng chơi, em tên là Lê Minh Hiếu. Em là giáo viên, viên em đang làm ở Bình Dương và hiện giờ đang học cao học ở Sài Gòn. Và nhà em hiện đang ở Đồng Nai và quê quán ở Tiền Giang. Tức là bạn ở hai ba nơi vậy đó hả? Em dạy cấp mấy? Dạ, em dạy trung cấp với chị. À, dạy trung cấp hả? Có nhiều cô giáo xinh đẹp. Nhưng mà vậy các cô đó là có hoa là có chủ hết hết hả? Không lẽ mình xung quanh không có cô nào mà chưa có chủ hả? Dạ không, ở đó là em là thuộc dạng là nhỏ nhất. Trường mỹ thuật văn hóa nên các thầy cô đó là thường lớn tuổi hết rồi. Bạn dạy chuyên môn về gì? Dạ em chuyên môn về lịch sử văn hóa. Mình có điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, siêng năng chịu khó, hơi lúa chút xíu. Còn điểm yếu của em là em hay mắc cỡ, hơi bị tính dị đoan. Hả? Có đi coi tuổi coi thầy gì không? Dạ có chị. Vậy là em hợp với tuổi gì? Em hợp với tuổi tuổi Dần. Ủa bạn trai bên kia tuổi gì? Dạ em tuổi Thìn chị ơi. Thìn. Được không? Em nghĩ chắc cũng được. Được. Mê tính dị đoan mà chưa hỏi thầy bói mà dám nói được. Rồi giờ yêu nhau xong rồi về dắt đi coi thầy, thầy nói không được rồi tính sao? Em nghĩ là quan trọng là do bản thân mình thôi. Vậy thì bỏ đi coi đi, vậy mê tính dị đoan chi? Bạn có về điểm mạnh, điểm yếu nào? Dạ, về điểm mạnh thì em có thể nấu ăn được, biết quan tâm người khác. Thì đôi khi cũng có thể làm quân sư bất đắc dĩ cho các bạn được. Điểm yếu? Công việc thì em cũng thể quyết đoán được, nhưng mà trong tình cảm nhiều khi còn hơi do dự quá. Do dự là sao em? Sợ không biết mình làm để người ta sẽ có ảnh hưởng gì không, thì người ta sẽ cảm thấy thế nào á. Bây giờ bạn nữ, bạn tìm người yêu cho mình với một hình dáng như thế nào, bạn tả cho tôi biết được không? Em có một số yêu cầu với bạn nam là chiều cao đầu tiên là phải trên 1m65. Tính tình thì cũng vui vẻ, giản dị, nghề nghiệp thì ổn định, với cầu tiến trong công việc với cuộc sống, không quá gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ không chị ơi. Cô đề ra như vậy bạn có thấy đáp ứng được không? Dưới mức em tưởng tượng. À cô đề thấp quá. Mình cao hơn đúng không? Cô đề ưu điểm nhiều lắm, em có gì khó hơn không? Tự tin, em không thích cái gì ở người bạn trai? Không có chung thủy, hay nổ quá chị, hay khoa trương khuếch đại. Bên kia thấy có hơi nổ nổ rồi đó. Không có đâu, chưa có nổ gì hết. Em hay nói xấu bên đây không à? Gì nữa em? Về ngoại hình có cái gì không thích không? Đừng có mập quá chị. Với lại đây hơi mập á. Sạch sẽ là được. Dạ. Sạch sẽ, giản dị là được. Thầy giáo phải sạch sẽ rồi, giản dị có luôn. Ừ. Còn gì khó hơn không? Dạ đừng có xến xúa màu mè quá. Dạ. Bạn nam thời trẻ bây giờ hay mặc kiểu như quần jean rách hay là mấy cái kiểu đội nón hip hop gì, em không thích kiểu màu mè giống như con gái như vậy. Có đâu có màu mè, nó đắt rưới thôi chứ đâu có màu mè. Dạ. Quần không rách. Có rách một chỗ mà không thấy. Tóc tai cũng gọn gàng. Thầy giáo có vẻ sạch sẽ, không mập. Đặc chuẩn. Hơi ốm, ốm mà có yếu không? Dạ chưa, đó là chưa yếu mà. Sao cái giọng nói ngộ ngộ vậy? Thì khu em là khu tái định cư á. Xung quanh có rất nhiều người các vùng miền khác nhau. Không không, cái giọng á, cái không phải là nói giọng vùng miền, mà ý là cái chất giọng nói giống như là muốn đứt hơi vậy. Thì đó, anh nói anh ở khu tái định cư thì cái giọng cũng tái định cư. Ờ vậy luôn hả? Lúc có lúc không. Mình có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình cần muốn tìm mà cái mẫu người bạn gái em cần tìm á. Thứ nhất là sạch sẽ, biết nấu ăn. Mà em nấu ăn giỏi rồi, cần bạn gái nấu ăn chi nữa thì nấu bạn gái ăn được rồi. Hai người cùng làm ấy, nó sẽ có tình cảm gắn kết với nhau. Nói cho vui thôi chứ bên đây ưu điểm là nấu ăn. Dạ. Rồi. Có điều gì không thích ở người phụ nữ nữa không? Nói nhiều.
Ghen dữ quá. Tại nhiều khi các bạn ghen, các bạn cứ tưởng tượng thêm thôi. Em có sợ cái sở trường gì không? Các em có thể viết lách được chút đỉnh. Làm thơ đi, làm thử mấy câu thơ tặng bạn gái. Thôi bây giờ nè, để thầy giáo nghiên cứu một hồi đi. Suy nghĩ làm thơ chút qua đọc trước mặt cô gái ấy để gây ấn tượng ha. Dạ. Cho thầy thiếu cái đó. Chắc xỉu luôn chứ đọc gì nổi. Khó. Vậy chứ khỏe lắm, đừng có làm khó thầy giáo tôi nữa mà. Chào em gái. Thầy giáo bên đây đúng là như em nói, rất là thiệt tình, giản dị ha. Không có nổ đâu chị Tường, chỉ nói vậy thôi chứ nãy giờ anh nổ không chứ thầy giáo nào nổ chứ. Anh ở Long An á, ý anh ở Bình Dương. Bình Dương, Đồng Nai, nói chung ở tùm lum hết trơn. Chưa có ổn định lắm. Em có lo lắng gì điều đó không? Cũng hơi lo, tại vì hiện tại công việc của em là ở thành phố. Em cũng không có muốn chuyển sang Bình Dương hay là Đồng Nai. Tức là ổn định thành phố rồi đúng không? Dạ. Nếu mà có hợp với nhau thì ở thành phố này lập nghiệp luôn. Dạ. Rồi, để anh hỏi anh ấy thôi nha. Nếu như bây giờ hai người lấy nhau là em có đồng ý ở thành phố luôn không? Dạ, thì đó cũng là mong muốn của em anh. Thầy còn lập nghiệp luôn. Mình có kế hoạch nào cho tương lai nếu như lấy vợ có con? Đang cố gắng chuẩn bị điều kiện phấn đấu để trở thành giảng viên của trường đại học. Thì khoảng bao lâu thì em sẽ trở thành giáo viên đại học? Nếu mà thuận lợi khoảng 3 năm nữa. 3 năm nữa. Hồi nãy giờ em nghe cái giọng nói của anh, em hình dung anh là người như thế nào? Em nghĩ thì anh chắc cũng cao ráo. Cao ráo. Chắc hơi mập chút xíu. Hơi mập. Em nghĩ là vậy, em nghĩ là vậy. Chắc vậy đó. Hơi mập. Rồi. Bây giờ mình hỏi người thân coi ý kiến người thân tư vấn sao đây. Em gái đi với ai? Em đi với ai không? Dạ em có đi với hai chị bạn thân. Rồi bạn em ngồi ở đâu nè? Bạn thân đâu? Đâu? Thân ai nấy lo hay sao? Đâu mất tiêu hết trơn rồi. Chắc tại hai chị có việc bận. Đi rồi hả? Đó, vậy là thân ai nấy lo đó. Rồi, thân ai nấy lo. Giới thiệu bạn thân mà thân đi lo rồi. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em cũng đi với hai người bạn thân. Thân luôn, đâu? Dạ. À, à đây thân thiệt quá. Chào anh Cơ Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Hiếu là một người rất là nhiệt tình, chăm chỉ và chịu khó, thật thà. Còn khuyết điểm của Hiếu là nhiều khi nhiệt tình, nhiều khi nó xảy ra những cái chuyện ngoài ý muốn. Những cái tiêu chuẩn của bạn nữ thì thấy là Hiếu đáp ứng được khoảng 80%. Ngon lành rồi. Rồi, vậy là được rồi, 80% cũng được rồi. Ngon lành quá. Bây giờ kéo màn lên. Thầy giáo nhớ nha, làm một bài thơ nào gây ấn tượng với cô gái á nha. Cố gắng giữ cuộc hơi ổn định nha. Kéo màn. Suy nghĩ một bài thơ nào. Mập dễ sợ. Dạ, chào anh. Thì lần đầu gặp mặt dạ. Có duyên thì anh có món quà nhỏ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thì anh dạy trung cấp nhưng mà anh dạy môn gì ạ? Anh dạy bên lịch sử. À, lịch sử. Lúc anh về trường chủ yếu làm công tác quản lý thôi. Anh có tính chuyển công tác lên thành phố hay là anh muốn gắn bó lâu dài với ngôi trường anh đang dạy ạ? À? Mục tiêu của anh là một trường đại học nào đó ở thành phố này. Làm bạn thơ đâu, cảm nhận bạn gái thế nào? Em thấy bạn cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Rồi có vẻ là bạn có hướng nội nhiều hơn. À, dạ tính cách của em thì hơi hướng nội. Nên là em gặp người lạ em hay mắc cỡ chút xíu. Gặp anh nay giờ có mắc cỡ không? Dạ, chắc em cũng không biết nữa. Thì anh hỏi thì em cứ nói thôi ạ. Anh là tặng em, tặng dạ. Anh Nguyên Linh, chị Cát Tường và mọi người đây một đoạn thơ ngắn thôi. Dạ cảm ơn anh. Có gã si tình lúc xuân sang, mơ bóng người thương dệt mộng vàng, ghép mảnh hương yêu màu ngọc bích của gió trở về từ bốn phương. Bài thơ ngắn. Gái hát là tặng anh ấy cho anh biết rồi. Vậy em cũng xin hát tặng anh một với khán giả một bài. Anh xa nhớ anh có khỏe không? Em lâu lắm không viết thư tay. Đầu thư em chẳng biết nói gì. Ngoài câu em ở đây nhớ anh với đây. À dạ. À, dễ thương quá. Đây là một người anh thấy rằng có một cái khát vọng trong tương lai là muốn hướng đến một giảng viên đại học. Đó là một cái điều tốt. Rồi như vậy thì như hồi nãy anh nói là anh không muốn bạn gái ghen nhiều quá, vậy em có thuộc trường hợp đó không? Thì em là tiếp người không có thích ghen. Em thích sự thủy chung, ví dụ như mình thẳng thắn với nhau, mình có điều gì khúc mắc thì nói với nhau, nếu mà không quen thì mình nên nói thẳng và mình chia tay chứ, để tránh trường hợp mà những cái không hay về sau. Nên em rất là thẳng thắn bộc trực, em không thích nói dối, không thích đôi co. Nói chung là em không phải tiếp người ghen. Rồi. Bây giờ mình tính toán cái chuyện hẹn hò như thế nào đi. Em tại ở trọ thành phố để học luôn.
em dùng toàn bộ thời gian ở thành phố hết nên mà việc hẹn hò thì lo là bạn nữ không rảnh thôi. Không lo học đi ông. Bữa nay á thì anh với em rồi chương trình được nhờ chương trình là may mối sắp xếp thì gặp nữa ở đây là cái duyên rồi. Hãy anh với em hãy cùng cho nhau một cơ hội để có thể biến thành cái duyên này thêm tình thêm nghĩa nữa thì nó sẽ quá đẹp quá tốt hơn. Để tay nút bấm đi thầy giáo. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Dạ tại vì em thấy anh cũng lo học quá, em muốn anh tập trung cái công việc học nhiều hơn. Biết đâu sau 3 năm cô gái ấy tự đi tìm nút để bấm với bạn thì sao? Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc của mình nhé. Đây em đi bên này. Một cái kết hơi bất ngờ nhỉ? Hơi bất ngờ nhưng mà cũng được. Người ta nói hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, nhưng chắc chắn nó sẽ gặp nhau ở một điểm vô cực nào đó. Hy vọng rằng cô gái và chàng trai sẽ gặp ở điểm đó. Cái điều gì mình không thích ở người bạn trai? Không chơi bời nhiều ạ. Chơi bời là sao? Chơi bời đi là... chơi là quên hết cả người yêu. À vâng. Có chơi bời nhiều không? Cũng chơi nhưng không bời. Đúng rồi. Em tên là Vi Thị Nhỏ Duyên ạ. Vi Thị Nhỏ Duyên. Nhỏ Duyên. Vâng. Wow, tên đặc biệt quá. Duyên này rất nhỏ nha quý vị. Rồi em bao nhiêu tuổi mình? Em 23 tuổi ạ. Quê em ở Lạng Sơn, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Công việc của em là trợ lý của diễn viên ạ. Bạn trợ lý của diễn viên nào? Chị Nhã Phương ạ. Chị Nhã Phương. Dạ. Mà xinh như vậy cũng nhiều người ngắm nghía. Vậy lý do tại sao bạn đến với chương trình này? Em muốn cho mình một cơ hội mà hỏi chị Phương. Chị Phương kêu là chị khuyến khích đi, chị muốn em đi chương trình này để có người yêu. Dạ, mấy chị em trong nhà làm hồ sơ cho em gửi đi chương trình ạ. Rồi, mời bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Anh Tú, năm nay 26 tuổi. Hiện tại đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty luật. Em học luật ra hả? Em không. Không luật ra sao làm trợ lý giám đốc về luật? Không, tức là em cứ đi theo tổng giám đốc sai gì làm. Thôi mình nói chút xíu về đường tình duyên của mình. Sao lận đận có mặt ở đây bạn nhỏ Duyên? Dạ, tại vì là em chưa thấy ai thích hợp với em. Nên là bây giờ ấy. Chưa có mối tình nào hả? Chưa ạ. Chưa luôn. Vâng. Và những điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, chăm chỉ, nấu ăn cũng được. À, nấu ăn món gì ngon nhất? Món gà... gà luộc. Món nó ngon đấy. Gà luộc cũng khó luộc, nghe anh lên. Gà kho nghệ. Gà kho nghệ. Vâng. Gà ngon, nó cũng ngon rồi ha. Rồi, còn những cái điểm yếu của mình? Hay cằn nhằn, tự kỷ. Tự kỷ là sao em? Hay nghĩ, suy nghĩ linh tinh ạ. Đi làm một mình, cứ ăn cơm. Cái đó đâu phải gọi tự kỷ. Dạ. Tự kỷ là mình làm cái chuyện gì nó hơi bất bình thường chút xíu, mà một mình làm hoài mới tự kỷ. Ví dụ như ngồi nói chuyện mình hay là ngồi là gì đó, cái gì đó. Ngồi nói chuyện mình là mệt rồi đó chứ không phải tự kỷ đâu. Nhưng mà em biết sao rồi nhá. Em nghĩ em là người lãng mạn. Hay là cái này được á. Nói chung là mình nghĩ ra được nhiều cái khung cảnh, nhiều cái tình huống để. Rồi bây giờ bạn thử nghĩ một cảnh đầu tiên, nếu như bạn gái bên kia đồng ý hẹn hò bạn lần đầu tiên thì mình tạo ra không khí, không gian như thế nào là lãng mạn. Xem thử bạn lãng mạn cỡ nào. Giờ chắc là em chỉ nghĩ ra. Trời ơi. Vậy mà nó ưu điểm là lãng mạn. Người ta phải nghĩ ra liền lần đầu hẹn hò. Mình hẹn bữa nào trưa thiệt nắng chang chang lúc 12 giờ trưa đó. Ở giữa đường quốc lộ vậy, thí dụ vậy. Bây giờ mình sẽ tìm một người bạn gái như thế nào? Cả về bên ngoại, tức là ngoại hình và nội thất. Nội thất là sao bạn? Không, không phải nội thất mà là nội tâm ấy ạ. Nội tâm là nội tâm. Bàn ghế, nội thất. Nội thất là nội thất, rồi. Hai cái nó không liên quan gì. Giờ ngoại hình sao nè? Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Cơ bản ngoại hình thì em muốn là bạn ý thức việc làm đẹp. Nói chung là mình cũng biết trang điểm một chút xíu ra ngoài đường mình thích. Ví dụ như bây giờ bạn nữ đi sửa sắc đẹp, ví dụ như đi tăng trưởng vòng 1 hay là cắt mắt, sửa nâng mũi, gọt cằm gì đó, bạn cho không? Em nghĩ về cái đó thì có thể là cả hai cùng đi. Ủa là bạn cũng muốn nâng vòng 1 luôn hay sao? Không, khi vòng 1 thì có thể là em tự khắc phục được, nhưng có vài cái về khuyết điểm ở trên khuôn mặt em cũng muốn sửa chẳng hạn. À, coi như là đồng ý với sự chỉnh sửa đúng không? Miễn là đẹp mà được đúng không? Quan trọng bạn ý không sợ đau. Rồi, thoải mái quá. Mình muốn chọn cái mẫu người như thế nào? Dễ thương như anh Quyền Linh ạ. Vâng, vừa là sạch sẽ, vừa là biết quan tâm, chăm sóc. Ủa, bộ đàn ông ở dơ luôn, sao bạn còn sạch sẽ?
Cái điều gì mình không thích ở người bạn trai? Không chơi bời nhiều ạ. Chơi bời là sao? Chơi bời đi là... chơi là quên hết cả người yêu. À vâng. Có chơi bời nhiều không? Cũng chơi nhưng không bời. Đúng rồi. Bạn trai nãy bạn chưa nói rõ là ngoại hình bạn cần như thế nào, nên qua xem có được hay không cụ thể đi chứ gì ngoại hình nội thất gì nghe nó không cụ thể. Thì cái nhất giá nhì ra thứ ba khuôn mặt thôi ạ. Còn 1m63, 1m65. 63, 1m65. Rồi còn gì nữa? Nhiêu đó rồi hả? Nhiều đó quá trời. Nhất giá nhì ra thứ ba khuôn mặt cao 1m63, 1m65. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Đấy là người phụ nữ không tâm lý, không có sự thông cảm ý. Tức là mình nói rất là nhiều nhưng không đúng thời điểm, khiến cho người bạn trai hoặc người chồng của mình rất là áp lực. Vậy là cằn nhằn đó đúng không? Vâng, kiểu như thế. Rồi kiểu vậy để tôi qua xem mặt bên kia coi thế nào. Đây cằn nhằn. Còn đúng rồi, nhức dáng nhì da. Thứ ạ. Ồ, chào em, rất là xinh đẹp. Nhức dáng nhì da, dáng cũng được. Ừ, da cũng đẹp. Gương mặt cũng xinh. Cao nhiêu kìa em? Trợ lý nhà Phương mà. Không, còn anh là trợ lý Trường Giang nè. Được không? Được ạ. Văn miếng quá dính luôn. Hả? Dạ. Rồi, bây giờ 1m63 trở lên, sao mấy? Em 59. Rồi sao? Em ơi, trai ơi, đây có 59 rồi sao? Ok, khắc phục được bằng giày cao gót mà anh. À, có dài thêm ha. Em thích một cái chàng trai giống nghệ sĩ nào không? Nói cụ thể cho dễ hiểu. Em thích vợ chồng của Hioli ạ. Ly chén muỗng gì mình. Bên kia giống Ly không? Để hồi bên kia em hỏi coi giống anh không nha. Dạ. Rồi vậy được. Bên đây đàn trai rất là hiền, dễ thương, nhẹ nhàng, quyến rũ nữa. Bển có đẹp không mà sao yêu cầu cao đây, quá vậy? Đây quyến rũ lắm mà. Qua xem đi biết. Sao em muốn sao? Em chỉ cần tốt lên. Ơi đây nè, anh bên này anh đòi hỏi quá cao luôn nè. Chào chị. Xí xí, ủa bạn cái này tóc giả hay tóc thiệt vậy? Tự nhiên thấy cái máy nó che như này, mình thường hay mấy anh giờ thiếu tóc phía trước cái hay gắn nguyên cái máy vô á, mình tưởng đâu gắn cái máy vô. Già này còn trẻ thì mình phải gì? Hỏi chứ. Em để thế để chị vuốt tóc em. Thôi bây giờ nè, bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thực ra thì em kỳ vọng là năm sau. Có sớm quá không? Tự nhiên em bị khao khát điều đó. Ôi, em có khao khát, có đam mê là được. Em cứ nghĩ là bạn ý cứ trải nghiệm em đi. Trời ơi, trải nghiệm gì trời? Trải nghiệm luôn gớm đi. Trải nghiệm em là trải nghiệm sao? Thì mình cứ thử đi, thử ăn uống, nói chuyện, nếu mà cảm thấy hợp nhau thì mình... Chứ em cũng đâu bắt bạn ý phải là của em luôn đâu. Dùng từ cũng hay quá ha, trải nghiệm thử em trải đi nghiệm. Được á. Có ai thử trải nghiệm thôi không ta? À, được rồi. Em có tật xấu gì không em trai? Hay quên. Hay quên. Rồi gì nữa? Tức là em đang quên hết cả tật xấu của em rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ hỏi ý người thân nữa coi sao nha. Hôm nay em có đi với ai không? Hôm nay em đi với cả em gái của chị Nhã Phương. Em dâu nữa. Và em trai chị Phương nữa. Em gái, em dâu, em trai đâu? Em gái của Nhã Phương, em dâu, em trai đâu? Dạ. Thôi đừng, chào các bạn. Đừng có nói đi chung với bạn trai Nhã Phương nữa nha. Nhìn có không nha. Dạ, em chào chị. Em tên gì? Dạ, em là Phương Anh. Phương Anh là em của Nhã Phương á hả? Dạ. À, hèn chi là cũng có nét giống, đúng không? Vâng. Em nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào? Cũng rất là dễ thương. Mong bạn nam thể cho duyên cảm thấy là hạnh phúc, vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với người anh của em là anh Đồng Hương ạ. Đồng Hương rồi, chào anh. Dạ. Đồng Hương. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Và các bạn khán giả. Tú ơi, em là người rất là may mắn ngày hôm nay đó. Đó. Tại chưa? Sao vậy anh? Rất là xinh, tên là nhỏ Duyên mà Duyên không hề nhỏ. Thấy chưa? Nôn nao chưa? Hay cho trẻ, đúng bạn trẻ gặp nhau rồi. Kéo mà. Kéo mà. Đấy. Chào em. Chào được. Thì hôm nay là nhân chương trình bạn mua hẹn hò thì anh muốn tặng em một món quà quê hương anh. Anh quê ở làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội ấy, làng gốm. Thì cũng qua chương trình thì giới thiệu sản phẩm luôn. Đây là sản phẩm bộ ấm chén của quê hương em. Hôm nay đi làm, đi tìm người yêu hay đi quảng cáo? Thì hôm nay thì... Nhìn thẳng mặt bạn gái kìa. Em xin đọc một đoạn rap được không ạ? Dù ông già Noel công an cho anh xe hơi, hay ông già Noel công an cho anh máy bay trên trời, thì đó đâu phải là hạnh phúc đâu người ơi. Anh chỉ cần em mà thôi. Anh nói gì vậy? Em dịch cho anh nghe coi. Anh không hiểu tiếng Anh. Em hát sao mà hát tiếng Việt mà anh Linh nghe ra tiếng Anh luôn kìa.
Dạ. Anh tưởng luôn hát tiếng Anh. Anh chỉ cần ông già Noel mang em đến cho anh là được rồi. Đại khái nội dung vậy đúng không? Dạ. Còn em cần gì? Ô tô, xe hơi, máy bay hay là anh ấy? Em chỉ cần anh ấy yêu em, quan tâm đến mọi người xung quanh ạ. Dạ. Mở món quà để xem có cái gì ý nghĩa coi. Đặc biệt ở quê ảnh của em. Trời đẹp quá ha. Rồi hai người ngồi đứng hoài. Bây giờ cảm nhận bạn gái thế nào? Em thì em cảm nhận từ cái bên trong chứ. Quan trọng cái bên trong không vậy ta? Không phải cảm nhận bên trong trước mà thực sự thì em nghe về công việc của bạn ý, em lại thấy thích công việc của bạn ý. Em cũng làm trợ lý, tuy không phải là trợ lý bên nghệ thuật thì em cũng hiểu đặc điểm công việc. Thì em nghĩ là cái vấn đề đó em có thể thông cảm được. Em thấy bạn ý cũng rất là dễ thương ạ, muốn hẹn hò với bạn ý. Bạn gái cảm giác bạn trai, cảm nhận gì bạn trai thế nào? Dạ, em thấy bạn ấy cũng có nhiều điểm giống em, hay ngại và hay quên. Nhưng mà em thấy cũng dễ thương. Một tuần liệu mình có thể gặp nhau mấy lần nhé? Nếu mà thời gian rảnh thì lúc nào cũng được ạ. Thì anh muốn kết hôn vào mùa lạnh năm sau tại Hà Nội. Bạn tìm hiểu rồi. Bạn có thích kết hôn vào mùa lạnh không? Hay là thích kết hôn vào mùa nắng? Mùa nắng ạ. Mùa nắng thấy chưa? Chưa, trớt quốc à. Bên đây thích mùa lạnh chứ thích mùa nắng. Em cho anh một cơ hội tìm hiểu nhé. Nó không có gì tận đáy lòng của mình nãy giờ. Phải sao người ta mới cho chứ tự nhiên đâu vô sinh khơi khơi. Anh rất muốn hẹn hò với em. Nói chung là em hơi bị run lần đầu làm chuyện đấy. Nãy giờ thấy em xinh quá, nụ cười của em quyến rũ quá. Mình phải cảm nhận từ trái tim của mình chứ gì cứ gặp em với anh với em hẹn hò nha. Đấy bây giờ nói đi, nói từ đấy lòng của mình suy nghĩ cái gì về cô gái nãy giờ. Anh thấy em rất là dễ thương. Anh thích nói chung là cả về bên ngoài lẫn cả gọi là cả bên nội cả bên ngoại anh đều thích á. Dạ. Thế nên là anh muốn là mong là em cho anh cơ hội có thể là mình hẹn hò nhau rồi nghĩ đến xa hơn. Đó, ít nhất là phải vậy. Cặp này đi hẹn hò chắc phải cho tôi với Tường đứng kế bên mới được. Rồi, đặt tay vào rồi. Bấm đi em. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút có nghĩa là trao nhau một cái duyên và chấp nhận nhau để tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Bắt đầu. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao vội vàng vậy em? Kêu nói thì không nói mà bấm nhanh vậy, người ta chưa có gì hết trơn à. Nắm tay nhau. Nào hãy nắm tay nhau. Đã đồng ý là chúng ta đã trao nhau cái duyên rồi. Hãy hôn bạn gái nhân ngày gặp mặt đi bạn. Nào. Làm gì hung cho mày? Môi mình có mùi mỹ phẩm thơm thơm. Mùi mỹ phẩm thơm thơm. Trời ơi. Nó hùng mỹ phẩm không mày? Chán ông này. Trời cũng chứ. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp và Cinebox 212 Lý Chiến Thắng giúp các bạn sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đây là một chiếc thẻ JCB đến từ Nhật Bản, một cái thẻ thanh toán quốc tế, trong đấy có giá trị là 1.000.000 đồng. Chúc các bạn vừa xem phim vừa mua sắm. Tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn hai bạn. Nào hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim. Dìu bạn gái xuống cầu thang. Gì đâu mà con trai nhút nhát quá trời ơi đất luôn. Nhút đâu mà nhút. Nhút lúc nói thôi chứ kêu hùng cái ông hùng cái chóc liền kìa. Ở công ty mọi người thường gọi em là Mập Hoàn Hảo. Thấy bạn đó, thấy bạn trai nói chuyện khéo quá. Mà thu em được con trai vô gì. Được rồi, và bây giờ thì cặp đôi đầu tiên đã thành công. Chúng ta sẽ tiến đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Màng. Mời bạn nam. Hỏi đi. Mời bạn nữ. Ai nói trước? Ai muốn nói trước? Thôi khỏi dành, cho bên nó nói trước luôn á. Đi rồi. Rồi, chào anh Nguyên Linh, chào mọi người trong khán phòng. Rồi, chào chị Cát Tường và bạn kế bên. Rồi, chào bạn. Em tên là Trần Hoàng Nam, 28 tuổi. Quê em ở Tây Ninh. Bây giờ ngồi ngoài cũng rung đúng không? Thấy bạn đó, thấy bạn trai nói chuyện khéo quá. Mà thu em được con trai vô gì. À, ngồi đi. Cũng gây ấn tượng rồi đấy. Được, được. Rồi giới thiệu chút xíu về mình đi. Mình đang làm công việc gì? Rồi. Em đang làm nhân viên nghiên cứu thị trường. Rồi.
Thôi giờ để nghe bạn gái giới thiệu cái đã nha. Dạ, lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào bạn. Quý vị khán giả và bạn cùng chơi. Chơi gì? Dạ em xin lỗi, bạn cùng tham gia. Em tên là Lương Quỳnh Ngọc Diễm, hiện là nhân viên kinh doanh về phụ gia hóa chất thực phẩm. Dạ, thì ngoài cái tên Diễm ra thì ở công ty mọi người thường gọi em là Mập Hoàn Hảo. Mập Hoàn Hảo hả? Dạ. Tại sao lại gọi bằng cái tên đó? Dạ, tại vì do là em cũng hơi tròn. Mọi người ưa ghẹo em là tại sao mà tới giờ vẫn chưa có bồ. Cho nên là em mới nói với mọi người là do là em hoàn hảo quá cho nên là khó mà tìm được một nửa còn lại. Thế là kết hợp giữa mập với lại cái sự hoàn hảo đó của em và gọi là Mập Hoàn Hảo. Hay. Mập Hoàn Hảo quê ở đâu? Em quê ở Long An. Thế mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì em trải qua một mối tình. Chia tay bao lâu rồi em? Chia tay chắc khoảng 5 năm rồi ạ. Mà sau 5 năm vừa rồi mình cũng ổn định công việc rồi, mình cũng chưa tìm được người nào khác. Dạ một phần thì em cũng muốn tập trung cho công việc của mình nó ổn định. Tính em thường là gọi là bị già trước tuổi. Muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ hiện tại thì nếu như mà tiến tới hôn nhân thì khoảng 2 năm nữa. Ở Nam trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì gấp 3 bằng nữ. Chắc em ba mối tình mà nhưng mà thời học sinh là một mối tình. Mối tình gần nhất đây là mối tình cuối á. Tình cuối là quen nhau được 4 năm mà chia tay. Bạn ấy ghen quá rồi em đi lính. Đi bộ đội ha. Dạ. Hồi nãy bạn trai nói là chia tay tại bạn gái nữ là hay ghen. Em hỏi bạn trai thử là ảnh làm gì mà người ta ghen? Bộ anh lăng nhăng lắm hay sao mà người ta lại ghen vậy? Cũng không có lăng nhăng nhưng mà vui vẻ với bạn gái bạn đồ mình đi chung hòa đồng mình gác dai đồ nhau mà bạn gái cũng gác lại mình cái về sao? Cái bạn nữ không chịu. Chứ gì không chịu đúng rồi. Với em chịu không? Gác dai luôn hả? Bây giờ thân nhau vậy. Thân vậy? Đi chơi chung với bạn trai mà ôm nhau nói anh BD hay sao mà cứ mình có BD không? Mình trai phải mạnh mẽ. Không, đâu BD cũng men. Bạn trai phải mạnh mẽ. Bạn gái có ghen không bạn gái? Em thì cũng tính thì cũng tùy lúc. Tính em là không thích cái gì là mình sẽ thể hiện ra ngay trước mặt luôn. Là mặt em sẽ sụ xuống xong rồi là không thèm nói năng gì hết trơn á. Có nhiều người quá thì em sẽ không có làm mất mặt người đối diện đâu, nhưng mà khi mà về nhà thì có thể là em sẽ hét lên hoặc là em không hét được thì em sẽ đập bàn chẳng hạn. Thôi đừng đập bàn, đập ảnh á. Dạ. Rồi hét thử nghe thử cỡ nào. Chuyện cũng đâu có gì đâu. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn trai thế nào, diễn tả coi giống về đàn trai không? Cao hơn em, to hơn em. Cao hơn em, to hơn em. Rồi gì nữa? Gương mặt có hậu. Có hậu. Mặt rộng á. Mặt rộng hả? Mặt rộng là sao? Mặt mâm. Mặt mâm. Mâm hả? Mặt anh cà bá luôn em. Em có một cái hình tượng nào có thể diễn tả cụ thể không? Dạ anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh và anh Xuân Bắc. Lên Xuân Bắc ha. Dạ, tính tình vui vẻ rồi, lối sống đơn giản. Được mà bạn ở đây rất là vui tính. Đạt chuẩn không? Đạt chuẩn không? Được không? Dạ, em thấy là tính là thấy hợp, rất là hợp rồi. Coi cái mặt có mâm không? Chết rồi, cái mặt này hơi bị ốm. Không có rộng, mặt không có rộng. Tướng không có mập. Nhưng mà người ta chắc. Rồi bây giờ nè, nếu mà được thì bao nhiêu lâu nữa tiến tới hôn nhân được? Dạ, mẹ thì cũng kêu cưới vợ hoài. Hồi đó mẹ nói mày ráng học rồi. Không có nên tao 30 tuổi tao mới cưới vợ mày. Bây giờ 28 rồi. Giờ mới 28 tuổi, hối quá trời. Nói mẹ nói sao giờ mẹ hối quá trời. Tại nhà ba người trai mà chỉ có chưa có ai có gia đình. Mẹ hối quá trời mà mình có muốn chưa? Dạ cũng muốn. Rồi mẹ có dặn kiếm vợ sao không? Mẹ nói con chịu sao là mẹ chịu vậy. Rồi em muốn sao? Nói chung thì hợp với tính em, ngoại hình thì cao ráo là được. Rồi hôm nay mình có đi với người thân nào không? Đi với em trai ruột, em Út. Em ruột á hả? Dạ. Trai vậy là đoán anh trai sao rồi đó. Trời chị nói gì chết em. Chào em. Thấy chị em gái của mình kia có hợp dạ, với chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào khán giả. Thấy chị cũng dễ thương, tròn tròn. Anh em có thích tròn không? Đúng gu luôn. Đúng gu hả? Anh em có tật xấu gì không? Tốt hết nhưng mà được cái nóng tính. Em thấy chị gái này là hợp với nhau được bao nhiêu phần trăm? Cũng 90. Ghê vậy, 90. Rồi, cảm ơn em. Mình có đi với bạn ai đi theo ủng hộ mình không?
Dạ có một chị đồng nghiệp với em ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Dạ thì thấy bạn trai cũng khá là vui vẻ. Nói chung là tính cách thì có vẻ sôi nổi, phù hợp với Diễm. Rồi, cảm ơn bạn. Bây rồi, giờ đó là giờ chuẩn bị kéo màn lên, mình có tiết mục nào biểu diễn gây ấn tượng không? Không. Em cũng hát hò gây trò rồi, nhưng mà người lạ đó cũng hát rung. Không có rung, lạ rung cũng hát luôn. Trước lạ sao quen. Bài gì cũng được. Hát hai câu giọng cổ. Rồi, ok rồi. Được luôn rồi, kéo màn lên là hát liền nha. 2, 3, kéo màn. Lấy hơi đi, lấy hơi đi. Bắt đầu. Em yêu. Em có biết không, anh thương em, nhớ em nhiều lắm. Đêm trắng thâu đêm, giấc ngủ không tròn. Em tránh xa anh cũng do bởi kiếm tiền. Anh dẫu biết phận nghèo tay trắng, yêu em chỉ bằng tâm hồn và trái tim anh. Nhưng giờ biết phải làm sao, không nhà không cửa không tiền không xe. Anh đây chết sớm em ơi, mong em trở lại cứu giúp giùm đời anh. Trời ơi. Ấn tượng không em? Dạ em thấy cũng ấn tượng rồi đó. Thích không? Thích không? Em có cái gì để đáp trả lại ảnh không? Dạ không. Anh... À, quên. Lo hát quá. Dạ, tại anh kêu lại là hát liền rồi, đâu có... Anh kêu gì làm nấy vậy ha? Dễ thương mà. Hiện tại thì là anh đang làm việc ở đây luôn. Đúng. Dạ. Là mình làm ở quận mấy à? Làm ở quận 3 nhưng mà... đi khảo sát nhiều khi có đi tỉnh à. Thường công việc của bên em thì cũng đi rất là nhiều. Đi như vậy thì có khi là đến một tuần thì anh có quan trọng cái việc mà đi như vậy không ạ? Đó là công việc mình phải chịu thôi chứ đâu có ai trách móc gì được thì nó. Dạ. Hỏi có làm dâu à, nếu như mà tiến tới hôn nhân thì mình em có phải về làm dâu hoặc là ba mẹ thì phải chăm nom, nói chung cuối tuần rồi về nhé. À, cuối tuần về thì ok, tại tuần nào em cũng về. Em có ngại gia đình bạn trai quá đông anh em không? Hiện tại thì em cũng có hơi chút lo lắng. 7 người nam hết luôn anh. 3 người trai, 4 người chị gái, anh là lớn nhất. Dạ. Còn 2 em trai. Lập gia đình hết chưa? Dạ. Nhà mình lập gia đình. Mấy chị đều lập gia đình hết rồi, chỉ còn 3 người trai là chưa có gia đình. Dạ. Bởi vì mẹ mới hối thúc là anh trai nên. Hỏi anh chuẩn bị gì chưa? À, nếu như mà quen nhau thì anh nghĩ là bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Hồi nãy em nói 2 năm nhưng mà thì anh thì nếu mà phù hợp thì cưới thôi chứ nói chung cũng không xác định. Cưới sớm tốt không có gì. Tỏ tình với nhau cái gì đó thật là lãng mạn đi để mình quyết định là có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Chung thấy anh thấy em thì cũng thật thà, thấy tính cũng vui tính, em thấy anh có phù hợp với anh. Em thấy anh cũng vui nhưng mà em chưa có cảm nhận được nhiều lắm theo như là cái mà em suy nghĩ. Cái mà em suy nghĩ là cái gì? Về cái mức độ có thể gọi là hòa hợp với em. Thật sự là lên chương trình là em rất là nghiêm túc, cho nên là em bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng. Được thì em nói được, còn không thì em nói không. Có thể là em không bấm nút ngày hôm nay, nhưng mà hy vọng là anh sẽ gặp được một người nào đó phù hợp với mình hơn. Còn riêng em thì em chưa cảm nhận được nhiều ở anh. Em xin lỗi. Rồi, hết thời gian. Mình cứ tỏ rõ quan điểm của mình các bạn, không vấn đề gì cả. Phút 89 vẫn còn có thể thay đổi. Suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt thật kỹ, nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả những điều gì xảy ra và đi đến quyết định các bạn nhé. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn trai, tôi nghĩ rằng bạn muốn bấm đấy chứ, đúng không? Đúng rồi, nếu mà em thì em suy nghĩ nếu mà mình nhiều khi mình nói chuyện vài phút về mình đâu có thể hiểu đâu được nhiều đâu. Nhưng sao mình không thể hiện quan điểm của mình là bấm nút? Nhưng mà bạn đã nói mà bạn đã nhường cơ hội thì em phải ra lăng là em nhường là cơ hội lại cho bạn lại tìm người mới chứ em bấm thì em cũng giành luôn. Đâu có sao, mình mặc dù bạn không bấm nhưng mình vẫn cứ bấm đúng thức như gì mình suy nghĩ. Thôi được rồi. À, dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình và chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình.
Dạ, em cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã hỗ trợ cũng như là tư vấn cho em rất là nhiều. Nhưng mà chắc là duyên chưa tới thôi, thì mình ráng mình đợi thêm một thời gian nữa. Dạ, rồi, chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn. Hiểu gia đình một tí và không có chi li trong chuyện tiền nong á chị. Em có nhậu nhẹt không em? Do công việc nên cũng chỉ biết một chút chút thôi chứ. Hút thuốc? Dạ không. Chi li? Dạ cũng không chị ơi. Anh ơi cho em hỏi xíu, anh có ghen không anh? Trong tình yêu thì đương nhiên chúng ta phải có một chút hương vị, nó gần ghen thì nó mới gọi thực sự là yêu mà. Nếu mà không có một chút nào ghen thì sẽ là những người vô tâm em ơi. Dạ em ghen lắm anh ơi. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Em là Nhung, hiện 24 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ em làm editor ạ. Cụ thể là làm gì em? Dạ, viết bài cho trang web ạ. À, mời bạn nam. Lần đầu tiên cho em xin được gửi lời chào tới các cô, các bác, các anh, các chị và các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Ngọc Hai, 26 tuổi. Em đến từ Thanh Hóa và hiện tại em đang làm việc và công tác tại Bình Dương. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Mình có thể chia sẻ thẳng thắn với nhau về cái đường tình duyên của mình ha. Dạ, dạ. Bạn nữ sao bạn? Em thì trước giờ cũng quen khá nhiều rồi, nhưng mà chính thức thì chỉ có một mối tình đó chị. Thế lý do tại sao chia tay? À, em với anh quen nhau thì anh đưa em về ra mắt, nhưng mà vì không hợp tuổi cái bố mẹ đi coi á. Xong bố mẹ em coi hay bố mẹ ảnh? Bố mẹ ảnh coi á. À, vậy bản thân gia đình của em thì có quan trọng cái chuyện coi hợp tuổi đâu không? Dạ không chị. Bạn trai gia đình có coi tuổi gì không? Dạ cũng có một xíu xíu chị ơi. Những tuổi cũng hợp với em thì một vài tuổi như là thí dụ tuổi 91, 92 và 94. 91, 92, 94 bên kia bao nhiêu? Dạ em 93 anh ơi. Trời ơi, 91, 92, nó nằm ở giữa ha. 94 nó không hợp mà hên, sao có lật lọt 93, 9 giữa đỡ ghê. May quá, đọc 92, 93, 94 là xong luôn rồi. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì không bạn trai? Điểm mạnh của em thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng và thích tham gia các phong trào như ca nhạc, thể thao. Còn về nhược điểm thì trông rất là tình cảm nên là nhiều lúc nó hơi đánh áp vào công việc một chút. Rồi, thôi bây giờ mình hát một bài đi, cho nó xồm lên đi ha em ha. Bạn trai là điểm mạnh là ca hát. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài. Tình yêu cứ thế đông đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Bạn gái cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào? Bạn nam hát rất ấm chị. Rất là ấm. Ấm á. Rung, xử lý rất là hay, rất là ngọt ngào. Hát như ca sĩ chuyên nghiệp đấy. Hay quá. Tò mò không em? Dạ có chị. Tò mò ha. Vậy em hình dung bạn nam bên bển là người như thế nào? Chắc là điềm tĩnh, rồi giọng nói thì ấm áp, nhìn có vẻ chững chạc á chị. Có hình dung ra cái vóc dáng ảnh làm sao không? Chắc là không, chắc cũng cao cao. Nghe giọng hát còn biết cao luôn hả? Trời hay vậy. Giờ tới phiên mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn á chị. Nấu khá ngon, làm bánh cũng nhiều. Điểm yếu thì em hơi rụt rè trước đám đông. Với lại em rất sợ ma chị. Kiểu như là em ở nhà với anh chị em, mà anh chị em đi đâu là em cũng đi luôn, chứ em không ở nhà mình chị. Trời đất ơi, vậy em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Chiều cao khoảng 1m7 trở lên. Tại vì em 1m62 rồi. Bạn trai cao nhiêu? Dạ em cao 1m73 chị ơi. Được, dạ. Rồi cái gì nữa em? Đừng có gầy quá chị, nhìn không có men. Nặng nhiêu ký? Em 65kg chị. Hơi gầy hơi chị. Gầy. Dạ. Nhưng mà thà gầy đi rồi mình nuôi dễ. Em là làm nấu ăn ngon nè, làm bánh ngon nữa. Dạ. Chứ để mập mập sao dám ăn. Em quen ai em vụng nhỏ tốt lắm chị. Vậy là được luôn đúng không? Dạ. Rồi cái gì nữa? Không có hút thuốc, không có cờ bạc. Rượu bia thì được, tại vì giao tiếp á chị. Hiểu gia đình một tí và không có chi li trong chuyện tiền nong á chị. Em có nhậu nhẹt không em? Do công việc nên cũng chỉ biết một chút chút thôi chị. Hút thuốc? Dạ không. Chi li? Dạ cũng không chị ơi. Anh ơi cho em hỏi xíu, anh có ghen không anh? Trong tình yêu thì đương nhiên chúng ta phải có một chút hương vị, nó gần ghen thì nó mới gọi thực sự là yêu mà. Nếu mà không có một chút nào ghen thì sẽ là những người vô tâm em ơi. Dạ em ghen lắm anh ơi. Dạ. Ghen lắm là ghen sao? Ghen cỡ nào? Ví dụ như lúc bạn cho em mượn chơi rồi chơi vô tình tin nhắn đến á chị. À. Tin nhắn về mà ngọt ngào cái là em ghen luôn á chị.
Đôi khi ảnh đưa điện thoại em anh xóa hết tin nhắn á chị, nhưng em cũng ghen nữa, em nghi ngờ. Vậy thì chỉ ảnh để chị cho, chị xóa cái nào nguy hiểm thôi, mấy cái bình thường phải để vào nhiều. Mấy người không xóa mà xóa sạch là người ta nghi đúng rồi. Dạ đúng rồi chị, em tính con nít nữa chị, ghen nhiều. Ủa vậy luôn hả? Dạ có, em nghi lắm đó chị. Bạn trai, bạn gái ghen nhiều vậy em có ngại không? Dạ không chị ơi, thực ra là những người ghen họ có quan tâm, yêu thương mình họ mới ghen chứ. Mỗi ngày thì gặp nhau cái bạn gái đòi kiểm tra điện thoại của em chịu không? Cái điều đó thì nếu là mình trong sạch thì đâu có gì mà ngại gì, vàng đâu có sợ lửa đâu chị. Ồ, đâu có vàng gặp lửa vẫn chảy ra mà. Có cái gì không thích ở người bạn trai không? Bạn trai đừng có đen quá cũng đừng trắng quá, trắng nhìn công tử lắm chị. Sao khó vậy, mày đen cũng được, trắng cũng không được nữa, vậy là muốn làm sao? Vừa vừa á chị, chị coi được là em được. Nhiều đó thôi nha. Dạ. Nghe cô nói chị gì không? Thế mà chị thấy được là bên đó thấy được. Em đặt hết niềm tin vào chị đó. Thì bây giờ em làm sao để chị thấy được đi? So với truyền hình này, hôm nay ta thực tế chị sẽ nhân nhiều. Ồ, được ha, cũng đẹp trai. Không, cái này đâu có ốm đi đâu, này là vừa người đó. Khỏe không? Dạ. Trời ơi, sao lỏng mỏng vậy? Dạ, cũng hít đó từ 50 cái chị. 50 cái? Dạ. Cô bên này cô rất là dễ thương. Dạ, em giờ cũng cảm nhận được cái điều đó. Em là kỹ sư xây dựng. Dạ. À, nãy nói ở dưới Bình Dương, bên đây bạn gái ở Sài Gòn. Vậy mình hẹn hò nhau sao? Thời gian là do mình đấy chị ơi. Mà em là đi theo công trình hay là dạ, sao? Là công ty của em làm cố định một chỗ. Vậy là bây giờ nếu như mà mình tiến tới hôn nhân thì bạn gái phải về Bình Dương ở hả? Cái đó cũng không hẳn. Vậy chứ sao, không lẽ chồng nơi vợ nơi? Cái đó có sao đâu, sếp em đi làm vẫn ngày 70 cây đi đi về có sao đâu. Vậy ai đi? Dạ ý là ý em nói là mình vẫn có thể đi được mà. Em em đi. Dạ. Có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không? Mẫu người, cái chuẩn người mình về tìm... về ngoại hình thì bạn có thể là xinh xắn, mà em nghĩ bạn bên kia là vậy, vì em nghe cái giọng đó cảm nhận cái điều đó. Hay ha, bên kia nghe giọng nói thì cảm tưởng bên đây là cao, mà bên đây nghe giọng nói thì biết bên đây dễ thương. Còn đôi khi trái tim nó mách bảo chưa? À. Dạ, đôi khi mình không thể dùng ánh mắt mà mình phải dùng lý trí và trái tim, đôi khi có thể cảm nhận cái điều đó. Lành quá. Rồi. Hơn là hồi nãy khen tôi đấy nha. Được lắm em ơi. Cao, đẹp trai, nói chuyện dễ thương. Rồi bây giờ em có không thích gì người phụ nữ nói anh qua anh coi coi. Người phụ nữ đó lục thuộc. Mà gì em nữa? Nghĩ chắc bạn thì không, mà em cảm nhận được đó. Cặp này hay lắm anh ơi. Nghe giọng ha. Không mà là đoán ha. Được hết rồi. Chào em. Anh kia anh hơi lanh chút xíu. Một người đàn ông giỏi như vậy, làm xây dựng như vậy, đi rất là nhiều. Xung quanh anh ấy rất là nhiều người đẹp. Quan trọng là tình cảm của anh ấy như thế nào thôi anh, chứ còn cám dỗ thì không có vấn đề. Không lo đúng không? Dạ không. Em thích con trai hơn gái? Em thích con trai. Rồi. Đó, anh hỏi đơn giản vậy thôi. Cô gái thích con trai, em thích con trai hơn gái? Mẹ là con của mình thôi. Ừ. Dạ. Cũng đơn giản luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay em có đi theo, có ai đi theo em không? Dạ hôm nay có bạn thân em đi cùng ạ. Dạ em chào chương trình ạ. Rồi chào em. Em nhận xét anh ngồi bên kia như thế nào? Dạ em thấy bạn bên này thì cũng đẹp trai, hơi khéo miệng một tí, dễ thương á. Bạn em thì nó rất là hiền và xinh gái, cho hai bạn quyết định hả? Cái vụ xinh gái là anh khoái rồi đó. Dạ. Rồi hôm nay bạn trai đi với ai? Em có đi với chú. Rồi xin chào chú. Dạ chào chú. Thưa Quỳnh Linh và chị Cát Tường, thì qua tâm sự của hai cháu thì tôi thấy cũng rất là đồng cảm, thấy cũng đồng lòng, nên tôi rất ủng hộ với chương trình. Cảm ơn chú nhiều. Em chào chú đi, nói con hỏi chú, hỏi thăm chú vài câu. Dạ, chú hiện tại đang ở Bình Dương rồi chú. Thì báo cáo với con thế này, chú thì chú đang công tác cùng với lại cháu hai. Hai là người chất phát hiện này, làm ăn có trách nhiệm, cũng vừa có trách nhiệm với gia đình. Dạ, tại vì gia đình con dưới Bình Dương cũng nhiều, có dịp thì con ghé chơi. Dạ. Rồi bây giờ kéo màn đi, cho hai bạn gặp mặt. Chào em. Em chào anh. Anh có món quà dành tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Trước tiên là hai người xác nhận lại có cái tưởng tượng của mình nãy giờ có phù hợp không? Có đúng không? Dạ em nghĩ là mình đúng. Em cũng nghĩ đúng chị. Hay quá. Dạ anh ơi cho em hỏi xíu là em ở quận 9 á, anh ở xa vậy, nếu mà quen thì có khó khăn trong đi lại không anh? Thì quan trọng là mình muốn cái nơi đó mình đến thì ắt cho mình có thu xếp thời gian thôi. Anh có thích xem phim ma không ạ? Xem phim ít nhưng mà anh nghe chuyện ma thì nhiều. Dạ tại em thích xem phim ma lắm nên em hay rủ bạn đi. Dạ cũng giống giống nhau đấy. Thật sự thì hôm nay và chúng ta lại có cơ hội ngồi ở đây.
anh cũng rất lấy làm vui. Và anh nghĩ đó là định mệnh, em nghĩ vậy không? Dạ đúng rồi. Nếu mà được thì anh sẽ trân trọng. À, bây giờ chúng ta bàn đến cái chuyện cưới hỏi đi bạn. Khoảng bao lâu chúng ta sẽ đến điều đó? Đối với em thì nếu như tình cảm của mình đủ lớn thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu. Em thì sao? Thì em cũng tầm 1 năm nữa anh. 1 năm nếu mà hai người xác định thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Vậy là có vẻ mình đồng quan điểm đấy. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ thuộc về nhau thôi. Dạ. Hết thời gian. Nào, hãy để tay vào nút bấm. Cảm nhận nhé. Đây, hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim của mình có thổn thức chưa, có đang rung động với đối phương hay không. Và quyết định, rất nhiều người đang theo dõi các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay đi bạn, rất đẹp đôi. Hôn nhau đầu tiên. Dạ. Nắm tay nhau chưa? Dạ rồi. Hôn nhau đi bạn. Được không? Dạ được. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Các bạn có thể đi xem phim để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh Linh kêu hôn nhau, cô nói dạ thôi, mà anh này hỏi hôn nha cái anh dạ được. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn đi xem phim ma vui vẻ. Em cảm ơn. Rồi, nắm tay nhau thật chặt nha và dìu nhau đi. Dạ, tính đến giờ thì em chưa có mối tình nào nghiêm túc hết chị. Hả? Dạ. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Cũng cao to đẹp trai mà tại sao chưa có bạn gái? Chắc do công việc em nó khô khan quá chị. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hạ màn. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Mời đi em. Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Rồi. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam sau bức màn và chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Thảo, năm nay em 31 tuổi và em đang làm nhân viên của hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À rồi, 31 tuổi ha, rất trẻ. Mời bạn, mời bạn trai. Xin kính chào quý vị khán giả cùng anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Hoàng Duy Tân, năm nay 32 tuổi, hiện nay đang là nhân viên công nghệ thông tin và hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mình nói chút xíu về đường tình của mình bạn. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Mình chia tay bao lâu rồi bạn? Em chia tay cũng 2 năm luôn rồi chị. Em có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ tính đến giờ thì em chưa có mối tình nào nghiêm túc hết chị. Hả? Dạ. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Như là hồi nhỏ đi học thì người lớn không có cho phép mình có bạn, sợ mình bị ảnh hưởng đến chuyện học. Sau này lớn lên khi mà ra làm việc rồi thì làm trong những môi trường phần lớn đều là chị em phụ nữ, tỷ lệ nam rất là ít, có thì cũng là bậc đàn anh đàn chú, và phần lớn cũng đã yên bề gia thất rồi ạ. Một cô gái cũng rất là dễ thương mà 31 tuổi chưa có mối tình nào hết, bạn trai nghĩ như thế nào? Dạ thì nếu mà vậy thì em thấy thời này thì cũng bình thường chị. Cũng bình thường ha. Dạ. Cũng có nhiều cô mà chưa có người yêu mà. Có người ta ba mấy bốn mấy cũng chưa có người yêu cũng bình thường mà. Thôi bây giờ mình nói đi. Mình mẫu sẽ người, tìm bạn một gái đối tượng tìm thế nào thế bạn? Nào? Cái mẫu người bạn gái của em á thì cao trên 1m55, rồi dễ nhìn, thì giọng nói thì dễ nghe, biết nấu ăn, rồi biết sống tự lập. Hiện tại là bạn em đang sống với ai? Dạ em sống với gia đình của em, gồm ba mẹ với lại anh của em. À rồi, thí dụ như lập gia đình mà đi lập dâu thì em quan điểm về chuyện đó như thế nào? Dạ em thấy là bây giờ nếu mà lập gia đình rồi mình phải theo chồng. Ví dụ như mà người chồng của mình ở chung với cha mẹ, không phân biệt là cha mẹ bên nào hết, thì mình vẫn phải làm tròn cái giống như là cái nghĩa vụ của người con vậy đó. Phải hiếu thảo, phải chăm sóc cha mẹ khi mà về già. Rồi, vậy là tốt rồi ha. À, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào?
Mẫu người bạn trai của em thì về ngoại hình thì cao hơn em khoảng từ 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Em cao 1m72 chị. Rồi được, gì nữa em? Thân hình cân đối, nhìn mặt hiền hiền. Mắt mũi miệng là có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Mẫu người lý tưởng của em là anh diễn viên Lương Thế Thành. Lương Thế Thành. Giống hả? Giống hả? Giống không? Gì mà khán giả vỗ tay quá vậy? Em chào chị. Đẹp lạng quạng, đẹp hơn luôn á nha. Dữ ha. Không có nét khác hơn nhưng mà cũng phong trần hơn. Cũng phong trần ha. Mà sao cũng cao to đẹp trai mà tại sao chưa có bạn gái? Chắc do công việc em nó khô khan quá chị. Với lại lo đi làm quá nên là cũng... Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khoảng 6 tháng. Nhanh quá vậy. Mình có chuẩn bị gì chưa? Lấy nhau về mình ở đâu? Dạ, chuẩn bị xong hết rồi. Nhà cửa có hết rồi. Có hết luôn? Dạ. Nhà của mình chuẩn bị hay là của ba mẹ chuẩn bị? Nhà của ba mẹ. Nghe tưởng đâu tự mình chuẩn bị chứ. Có nghĩa là giờ mình làm về làm dâu đúng không? Dạ. Muốn sanh mấy đứa con? Dạ, 2 đứa. Rồi, để tôi về coi coi. Sao chị? Hả? Chị thấy sao chị? Cao, cao ráo, mặt mày sáng. Nói chung là chị nhìn được. Chào ông, chào anh. Chào em, anh Bình anh hiền lắm, rất là có duyên. Em thích đàn ông phong trần hay đàn ông sạch sẽ, gọn gàng? Kết hợp cả hai được không ạ? Cũng được. Dạ. Nếu mà phong trần quá thì nó cũng... Lúc cần phong trần thì phong trần, lúc cần sạch sẽ quá. Thì sạch sẽ. Sạch sẽ sạch sẽ ha. Dạ. Được dạ. Rồi, anh thấy được á. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn bè thân thiết của em ạ. Rồi, trời, bạn dễ thương quá. Dạ em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào em. Thì, em là bạn cũng như là đồng nghiệp thân thiết với chị Thảo á. Ừ. Thì qua những gì mà anh trai này chia sẻ thì em cảm thấy là về mặt ngoại hình á thì rất là sáng sủa sạch sẽ. Còn về những cái tiêu chí á thì cũng phù hợp với đối tượng mà chị Thảo đang tìm kiếm. Ừ. Và chị Thảo bình thường thì trong công việc á rất là hòa đồng cũng như là hay giúp đỡ mọi người. Còn về vấn đề tình cảm thì chị khá là rụt rè và không có giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình á. Cho nên là nếu mà tìm hiểu thì em hy vọng mà nhờ anh có thể chủ động quan tâm tới chị nhiều hơn. Dạ em cảm ơn. Được không bạn trai? Dạ được ạ. Thôi xin mời gia đình của em trai. Dạ em đi mẹ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dạ. Theo ý mẹ thì cô này thì cũng nhìn thì cũng hiền lành, cũng cao ráo. Còn bấm nút hay không thì do con quyết định. Cô có đưa ra tiêu chuẩn tìm con dâu như thế nào không cô? Nói chung con chịu thì mẹ chịu thôi chứ giờ. Giờ mẹ chịu mà con không chịu thì cũng không làm được cái gì. Em chào bác gái đi em. Dạ, con chào cô ạ. Chào cháu. Dạ. Bây giờ mình cho đôi trẻ gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi, kéo màn lên. Chào anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Em cảm ơn. Em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh được ạ. Không trần ạ. Dạ. Dạ. Em hỏi đi. Ủa dạ, xin lỗi anh nha, tại nãy giờ em bối rối quá, em chưa có nghe kịp tên anh á anh. Anh tên gì? Anh tên Tân. Dạ anh Tân. Dạ. Bạn gái tên gì nhớ không? Dạ nhớ anh. Bạn tên Thảo ạ. Tân Thảo. Đối với anh thì cái đặc điểm gì ở một người phụ nữ mà anh cảm thấy thích nhất à? Chắc có lẽ là khuôn mặt. Vậy là anh quan trọng bề ngoài hả hay là sao anh? Không, ý là tổng thể khuôn mặt á, hài hòa. Dạ. Như em là ok. Dạ cảm ơn anh. Rồi hẹn hò. Hẹn hò sao? Em muốn hẹn hò ở đâu? Dạ em thấy mình đi đâu cũng được hết anh, miễn sao là mình đi với nhau vui vẻ là được. Rồi nếu mà được thì em có thể làm dâu được. Dạ như hồi nãy em có chia sẻ cái quan điểm của mình đó anh. Được. Thì mình nếu như mà chồng mình ở đâu thì mình sẽ ở đó. Dạ, thì em cũng nghĩ còn làm con thì mình phải phụng dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ khi về già thôi anh. Dạ. Tế thì ai giữ tiền?
Kinh tế thì em dễ vợ em giữ ạ. Được, tốt. Thấy ổn rồi đó. Mẹ cười rồi, mẹ nghe làm dâu rồi, để cho mẹ dạy dỗ rồi, chăm sóc mẹ tuổi già là mẹ cười chứ rồi. Yeah. Bên đây chỉ cần nghe tiền để phụ nữ giữ nữa là thấy ổn luôn rồi đó. Trời, mình nói một câu gì là thật tình cảm đi bạn. Câu gì để thuyết phục đối phương? Thì tới đây thì mình là có duyên mới gặp nhau ở đây. Thì cảm nhận đầu tiên thì mọi người đều nhận trong lòng. Thì mọi người sẽ thiện qua cái... em bí rồi, anh Linh ơi. Cứu em. Em đang tỏ tình mà bí. Không, dạ. Nói cái gì nó thiệt là tình cảm vô. Em có suy nghĩ sao? Nãy giờ em cảm nhận từ trái tim mình như thế nào, mách bảo mình nói cái gì. Dạ. Mình phát biểu như thế thôi. Không cần màu mè gì hết. Bây giờ thấy ai em, mình thích em thế nào đó. Và mong muốn rằng mình sẽ cùng đi nhau trên con đường còn lại cuộc đời. Anh sẽ hứa lo cho em cái gì đó. Thí dụ vậy rồi, bắt đầu. Thì... Đứng lên đi gần tới nơi luôn. Có thể nắm tay bạn ấy. Nắm tay bạn ấy đi. Rồi nói lớn lên. Thì... rung quá. Rung quá. Sao? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sao rung? Bắt đầu. Thấy điện giật rồi, anh lên đây. Hả? Điện giật. Điện giật thì phải nói chứ. Thảo ơi, gì đó. Thế em thấy em dễ thương, dễ mến. Mong em sẽ chọn anh. Em gái thấy thế nào? Dạ, thấy anh nói chuyện cũng chững chạc à. Thích anh không? Thì cũng thích à. Thích. Chàng trai thích cô gái không? Dạ, em cũng thích ạ. Rồi, thôi ngồi ghế đi bạn. Nói chuyện nhìn tôi trực tiếp vô đây, không có nhìn đâu ra đằng sau không à. Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Bấm nút hay không bấm nút? Đây. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có mẹ, có bạn, có rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình, đang quan sát hai bạn. Đây là giây phút rất là quan trọng và thiêng liêng. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời em. Em bấm. Bạn gái có bấm. Em có bấm không? Dạ không. Không có bấm. Rất là bất ngờ. Lý do tại sao bạn trai không bấm? Dạ, em thấy cảm nhận đầu tiên không được. Trong trái tim mình không được mở lắm nên là em không bấm. À, này thành ra nãy giờ mình nói chuyện hơi ngượng ngượng đúng không? Dạ, không được trôi chảy cho lắm nên là em cảm giác không được. Không được yên tâm lắm. Hình như không hợp với mình vì điều gì em? Chắc cách nói chuyện. Không sao cả. Nếu như em không bấm, tức là em nhường cái nút bấm đó cho rất là nhiều chàng trai đang xem truyền hình. Có thể mình không hợp nhau một cái điều gì đó. Đúng không em gái? Em cảm thấy như thế nào? Dạ thì em thấy thì đến đây như là một cơ hội. Nếu không được thì kết bạn thôi ạ. Đúng rồi. Dạ. Rất là nhiều chàng trai biết đâu đó đang theo dõi em và sẽ tìm đến chương trình để tìm đến em. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Chúng ta không hợp với nhau không sao cả. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bạn. Em là Lê Thuyết, năm nay 25 tuổi và đang là nhân viên thiết kế kiến trúc nội thất. Quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Thanh Hóa. Mời chàng trai. Dạ, xin chào anh Quỳnh Lâm và chị Cát Tường và xin chào các bạn khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thành Toàn, năm nay 29 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ, em là lập trình viên ạ, thiết kế và bảo trì website ạ. À, nhưng mà quê ở đâu? Dạ, quê em là ở Khánh Hòa. Khánh Hòa, dạ. Bên kia ở Thanh Hóa, Hòa Hóa cũng được. Mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chưa mối tình nào ạ. Hả? Chưa mối tình nào hết? Vâng. Trời đất ơi. Ủa rồi nhìn đi làm chung rồi, rồi những bạn đồng nghiệp của em bộ họ không thấy đường hả? Dạ không ạ, tại một phần cũng do em, tại em chưa có nghĩ tới chuyện tình yêu nhiều. Bây giờ mới bắt đầu đi tìm kiếm thì thấy cũng khá là khó trong cái việc giao tiếp, tại em khá là nhát. Em không tiếp xúc nhiều với mọi người. Không có sẹt điện với ai hết trơn luôn đó giờ hả? Dạ không. Mày coi chừng coi lại nha. Lạ gì? Nguy hiểm quá.
ai phụ nữ là cũng muốn có người đàn ông để chăm sóc, để tâm sự, để đi chơi chứ. Em cũng không biết sao nữa, nhưng mà em cứ thích độc lập một mình từ bé rồi, nên cũng không có thể nào mà gọi là vượt mức tình yêu được. Nhưng bây giờ là thích chưa? Bây giờ muốn chưa? Dạ, chắc là muốn rồi ạ. Chà, đây cũng là một cô gái rất đặc biệt. Có vẻ bạn bên kia rất là rụt rè ha. Còn bạn bên đây rất là năng động. Này, nãy giờ nghe cười tím tím. Dạ, sao vậy, nghe chưa có bạn kia trai khoái quá hả? Dạ. Bạn bên trai bên đây có mấy mối tình rồi? Dạ, nhỏ lẻ thì đếm không hết ạ. Nhỏ lẻ không hết. Vì có nhiều lúc mình chơi bạn bè hoặc là mình mến người ta một chút, nhưng mà chỉ là dừng ở mến một chút thôi. Rồi. Như mối tình nào sâu đậm? À, mối tình sâu đậm nhất là mối tình sinh viên, là em quen từ sinh viên cho đến đi ra trường làm được 4 năm. Do gia đình bên đó gọi về nhà là hai đứa cách xa nhau quá, mà cũng lo công việc chưa ổn định này nọ nên mình mới chia tay. Thôi bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi. Em sẽ hỏi cô gái kia thử xem cô gái cần người đàn ông như thế nào. Tức ơi, cho mình hỏi là cái mẫu người bạn trai của bạn là phải như thế nào? Anh em đi, không có bạn bè gì đây hết trơn á. À, em ơi, cho anh hỏi mẫu người bạn trai của em như thế nào? Cao, hơi mụn mĩm một xíu cũng được. Em thì ít nói nên là cần bên cạnh em nói nhiều hơn một chút là được. Bên đây đủ nói nhiều được đó. Cao, có cao luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều ạ. Em không thích con trai nói nhiều. Chỉ cần nói đủ em nhiều nghe thôi đúng không? Nhiều chuyện nữa. Ở bên đó có nhiều chuyện không? Dạ không chị ơi. Vậy bên đó thích mẫu bạn gái như thế nào? Dạ biết nấu ăn chị, dễ thương chị. Quá dễ thương. Mình không thích gì ở người phụ nữ. Ghen lung tung quá à. Bên đó có ghen không? Em không biết ạ. Ta chưa có yêu lần nào sao ta biết có ghen hay không? Không, mình phải thử nữa coi mình có người yêu mình ghen không chứ. Chuyện gì ghen được, chắc là phải ghen rồi chứ. Nếu không ghen thì cũng mất mất thương vị rồi. Đúng rồi. Để anh xem cái người phụ nữ bên đây khó tính cỡ nào. Đặc biệt lắm. Mà không có chàng trai nào mà cua được hết trơn. Chào em. Sao mà khó dữ vậy em? Em không biết nữa. Em ngại giao tiếp với đàn ông hay sao? Hay là có nỗi buồn nào mình hận đàn ông mà cần giải tỏa không? Dạ không, không có nỗi buồn gì. Chưa có yêu ai đâu, gì đâu hận. Một cái dấu ấn gì không tốt về người đàn ông á, có không? Dạ không. Chưa hôn lần nào luôn? Chưa. Em có tưởng tượng cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào không? Em chưa tưởng tượng bao giờ cả. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Biệt ha. Hình như cô gái này lạnh lùng quá. Ai cũng nói như vậy ạ. Dễ thương quá mà, có khi nào nằm đêm gác tay lên trán em suy nghĩ là tại sao mình như vậy không? Không. Cũng không luôn. Có bao giờ em suy nghĩ là em sẽ lấy chồng không? Có ạ. À, tưởng không nữa là mệt à. Có ai dám tỏ tình với em chưa? Dạ cũng nhiều ạ. Khi người ta tỏ tình với em câu gì là lãng mạn nhất em có nhớ không? À, câu là bây giờ tao thích mày rồi mày không thích tao nữa. Trời ơi, tỏ tình vậy sao được? Kỳ quá. Thí dụ như giờ có một người đàn ông tiến tới quỳ xuống chân em, nói rằng em ơi, anh không thể sống thiếu em được, thì em nghĩ sao? Hơi sến một xíu ạ. Hơi sến, vậy mà cũng chê nữa. Thí dụ như có người tặng em một bó hoa hồng và người ta nói rằng là anh không thể thiếu em trong cuộc đời được, thì em nghĩ sao? Đơn giản như vậy có vẻ là hay hơn ở việc quỳ chân xuống dưới nói đấy ạ. Rồi vậy anh hiểu rồi, anh sẽ nói anh bên đây đơn giản, qua gặp ôm hôn luôn. Bậy bậy, tay chưa hôn lần nào phải từ từ chứ. Cô thì thích đơn giản vậy thôi. Em có cái điểm nào em không thích ở người con trai không? Không thích bạn trai để móng tay dài, tóc dài. Tại sao? Tại vì em thấy không có... không có biết dùng gì từ gì nữa, nhưng mà em không, được sao? Không, dạ đúng rồi, không có thiện cảm. Hờn quá, đâu xòe dạ. Cái tay ra coi. Cũng không có gì ơi. Quá mừng quá ha. Dạ. Cô này cổ dễ thương lắm. Dạ. Có điều như anh Linh nói đó, hơi lạnh lùng, mà không biết cổ sao nữa, cô không có xúc cảm gì với đàn ông hết trơn hết trọi á. Em nhắm em có chinh phục được cổ không? Dạ, chắc được đó chị. Ráng nha. Dạ. Chị cũng mong em là mang đến nụ hôn đầu tiên cho cổ. Dạ. Thế em đã chuẩn bị gì cho cái máy ấm của mình sau này chưa? Dạ thì trước khi đến đây thì em cái vụ trước 2-3 năm để dành tiền sẵn rồi chị. À, trước đây 2-3 năm là để dành sẵn luôn rồi. Dạ. Ta có kế hoạch rõ ràng lắm rồi. Có ở dơ không? Dạ không gì. Thôi vậy được rồi, cô này là cô chuộng sạch sẽ, gọn gàng. Dạ. Chị thấy em là mọi thứ là ok hết rồi đó. Quá ổn. Mà không biết là cô này cô có rung động hay không đây nè. Trời rồi. Ơi. Được lắm đó em, coi được thì lấy đi nha. Hỏi ý người thân coi ý kiến người thân thế nào. Đầu tiên tôi muốn hỏi bên đàn gái. Đàn gái sao khó quá. Em là gì của bạn gái ấy vậy? Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em là em họ của chị. Hả? Tuyết ạ. Em có biết lý do tại sao mà bạn bên nó hơi khô khan, hơi khó khăn, hơi căng thẳng không em? Dạ chị em mê trai đẹp lắm. Mà
trai đẹp thì yêu nhau hết rồi, cho nên tới giờ chị vẫn ế. Sáng nay đi ra là chị quên cái mắt kiếng, nên nói em là phải nhìn cho thiệt kỹ cái anh này. Thì em thấy anh này cũng cao, rồi hoạt ngôn, 29 tuổi mà nhìn trẻ hơn tuổi của mình. Em thấy anh này hợp với chị đó. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai em? Dạ, chị Hai ạ. Chị Hai thấy sao chị Hai? Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì ở nhà Toàn đã dặn em là chị Hai ơi, chị Hai lên, chị Hai ngó giùm em nè. Nếu như mà dễ thương á là áo nheo nha. Mà nãy giờ cũng canh đá quá trời mà không biết Toàn có thấy không. Trời ơi, dặn chị không chịu nhìn mặt chị. Chị Hai nói chị Hai đá không nheo có nghĩa là bạn này dễ thương lắm á Toàn à. Chân cũng dài giống chân dễ em thương. Nha. Bạn ấy nói bạn hơi khô khan thì chị nghĩ không phải đâu. Nhiều khi bạn nữ bạn chưa gặp đúng đối tượng. Nhưng mà Toàn thì chắc làm được. Còn làm không được nữa về hỏi chị Hai. Trời ơi, chị xuất sắc. Em chị thì rất là hiền lành, giống như có chế độ đó. Khi nào mà em cần bạn nói, em chỉ cần phát tín hiệu thôi, bạn sẽ nói đúng theo cái lưu lượng mà em mong muốn, chứ không sẽ không có làm phiền em. Hồi nãy ở nhà chị cũng nói với Toàn rồi, là nhất quyết chiến này là đường nào cũng phải có bạn gái. Em thấy được không? Dạ. Chị là chị thấy được, mà không biết hai đứa thấy được không? Rồi, cảm ơn chị gái. Rồi, bây giờ hai bên gặp mặt với nhau nha. Để xem em có phá được bức tường tình yêu băng giá này hay không. Kéo màn. Cô gái, cô hãy mở lòng ra, hãy cười thật tươi, hãy nhẹ nhàng, và hãy đón lấy một hạnh phúc mới đang ở cận kề mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Tèn 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 tèn. Món quà tặng em. Cảm ơn em nhiều. Nhìn kỹ cái tựa cuốn sách đi. Đọc lên cho mọi người nghe chứ. Tựa cuốn sách là người đầu tiên trong danh sách. Đó. Chết cha. Vậy là danh sách chắc còn nữa. Rồi mở cái hộp coi có cái gì trong đó, hay là người đầu tiên trong cái hộp. Wow. Vòng tay cầu hôn đó em à. Anh hỏi em đi chứ em. Thì lần đầu tiên gặp em á, anh thấy em rất là dễ thương. Anh thấy anh với em có rất là nhiều điểm chung á. Nên là giống như chị Hai nói là chuyến này là anh có bạn gái rồi đó. Em thấy anh có chiều cao của anh thì cũng khá là phù hợp với em. Tại vì em cũng thích con trai cao. Em có yêu cầu gì nói với bạn trai đi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh không biết nhậu. Nhưng mà chắc là trong lúc vui thì vẫn có thể nhậu được đúng không ạ? Đúng rồi, anh uống còn hai ba chai là anh say rồi. Không sao đâu. Cái gì em uống được. Vậy là em nhậu em dữ lắm hả? Không ạ, thì em chỉ sợ là nhiều người nhậu nhiều quá thôi ạ. Nếu mà lúc vui thì đi mà có em nữa. Thì anh uống xong rồi anh mệt quá thì em chở anh về. Em có thích xem phim không? Dạ có. Nhiều lúc anh hay đi coi phim một mình lắm. Em cũng vậy. Ban đầu đi coi thì nó hơi ngượng ngượng. Tại vì ai cũng có cặp hết, mình ngồi một mình nó hơi ngượng. Được 5-6 lần cái là quen luôn. Giờ muốn đi mình nữa hả? Dạ không. Giờ là có bạn gái là phải đi chung với bạn gái. Đó, kế hoạch tương lai đi, mình coi phim nữa. Anh muốn bỏ 3 triệu cuối trong cái chữ trong cuốn sách này được không? Anh muốn anh là người đầu tiên. Em hay đi con đường sách lắm. Lần đầu tiên em bước vào trong cái tiệm đầu tiên, em thấy cuốn sách này đầu tiên và em thấy tên của nó đầu tiên và em chọn ngay đó. Và anh là người đầu tiên em tặng. Vâng ạ. Thì đầu tiên nếu như mà được thì anh sẽ là người đầu tiên. Nào, bạn trai hãy mở chiếc vòng ra và đeo cho cô gái ấy như là cuốn sách đầu tiên mà bạn gái tặng cho bạn vậy. Vòng tay này là anh mua từ Bali về với những cái tượng Phật á, sẽ mang lại cho em sự bảo vệ, hạnh phúc. Lại thêm cái vòng này nữa mong là trói được em. Được không chị? Được không chị? Được ha. Rất thẳng thắn. Mời hai bạn ngồi vào ghế và chuẩn bị bấm nút. Rồi, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định người đầu tiên. Chiếc vòng đầu tiên. Để xem nụ hôn đầu tiên có xuất hiện hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, chúng ta nắm tay đầu tiên đi bạn. Nắm chặt vào Toàn.
Còn thấy thế nào? Hồi hộp quá, cảm giác nó lần lần thì sao á. Nụ hôn đầu tiên thôi, bắt đầu. Không, phải hôn đó thôi. Và hy vọng đây sẽ là một cái người cuối cùng trong cái danh sách của bạn. Danh sách chỉ có một, đầu tiên và mãi mãi. Mời Toàn. Thái quá chừng. Trúng chưa, trúng chưa Toàn? Trúng, trúng, trúng. Trúng rồi. Thì cảm giác như thế nào em? Em thấy bạn nữ rung hơn em luôn. Rung mà có rung động gì chưa? Rớt tim ra ngoài luôn. Rớt tim ra ngoài luôn. Đây, chúc mừng hai em. Gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng các bạn. Đi xem phim nha, hai bạn này rất thích xem phim. Nào, nắm tay chặt nào Toàn. Đừng buông tay cô ấy ra. Hãy đưa cảm giác an toàn, hạnh phúc cho cô ấy. Mời các bạn đi xem phim. Rất xứng đôi. Nếu như mà có tiến tới thì mình sẽ ở đâu anh? Trời ơi, đi du lịch khắp nơi em. Khách sạn. Trong cuộc đời mai mối của tôi bao nhiêu năm nay, sao tôi choáng váng quá vậy? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, đi rồi. Em giới thiệu về mình trước đi em. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em chào tên bạn. Là Nguyễn Thị Kim Anh. Năm nay 26 tuổi. Em đang là nhân viên marketing cho đồ chơi Lego. Mình quê ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Tự Khang. Năm nay em 31 tuổi. Em hiện tại đang làm việc tại thethaobinhduong.com. Chuyên buôn bán các sản phẩm chính hãng về thể thao. Quê đâu bạn? Em quê Thanh Hóa. Hai bạn có thể nói chuyện với nhau đi. Em hiện tại ở Sài Gòn, em ở đâu vậy? Dạ em ở Bình Thạnh anh. Bình Thạnh với Lái Thiêu thì cũng 40-50 phút đi đấy. Anh quê ở Lái Thiêu hả anh? Quê ở Thanh Hóa nhưng mà hiện tại anh đang sinh sống và làm việc ổn định tại Lái Thiêu. À. Em có hay lên Lái Thiêu chơi không? Dạ không anh. Trời ơi, bên đây chưa biết Lái Thiêu là ở đâu luôn, đang rất ngơ ngác. Em có thích thể thao không? Ảnh chơi thể thao quá trời kìa. Em chuyên bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, bida, bowling. Nói chung là những môn gì bằng tay thì em có thể chơi được hết. Trời ơi. Dạ, anh trải qua mấy thứ tình rồi anh? Anh mới có 3 mối tình thôi em. Còn em bao nhiêu? Dạ, em có 1 mối tình. Cố gắng phấn đấu bằng anh. Là sao? Sai gì đó chị? Sai gì thoát trời? Luôn rồi. Anh cho em hỏi là anh có biết hút thuốc không? Anh thuốc có, rượu bia có em, nhiều thứ xấu lắm. Nhưng nếu quen em thì biết đâu anh bỏ ngay. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích nhiều cái lắm, đi du lịch là cái sở thích lớn nhất. Đi du lịch với em. Khang ở Bình Dương là Khang ở với ai Khang? Dạ, em ở trong công ty luôn anh. Nửa lấy vợ về ở trong công ty luôn hả? Dạ, ra ngoài mình ở chứ anh. Em có chuẩn bị điều gì chưa? Chuẩn bị hết mọi thứ để lấy vợ, nhà thì chưa có. Ủa, rồi mai mốt hai đứa mình nếu như mà có tiến tới thì mình sẽ ở đâu anh? Trời ơi, đi du lịch khắp nơi em, khách sạn. Chuyện gì đi hỏi vợ mà lũ ở khách sạn trời. Trong cuộc đời mai mối của tôi bao nhiêu năm nay, sao tôi choáng váng quá vậy? Qua tôi coi cái mặt ông này coi. Ông giỡn hả? Lên đây ngồi kiếm vợ, lên đây giỡn hả? Trời ơi, em đang thiệt mà chị. Là chị. Sao? Mà giờ tao hỏi nghiêm túc, lấy nhau ở đâu? Ở khách sạn là sao ông? Hiện tại thì nhà cửa thì em cũng chưa có đủ kinh phí để mua được. Thì sắp tới thì chắc chắn là sẽ có đủ kinh phí để mua. Nếu mà cưới nhau thì sẽ mua, phải mua nhà chứ. Cái đó là điều tất nhiên rồi chị. Đúng rồi. Anh về làm rể được không anh? Anh cũng chưa biết được, thôi nước đến đâu nhảy đến đó em. Em muốn một mẫu người bạn gái như thế nào? Thông minh, vui tính, sàm sàm một xíu. Uống bia được càng tốt. Ủa là sàm sàm chút xíu là sao? Sàm sàm mà vui vẻ đấy anh. À, sàm sàm như nãy giờ vậy đó hả? Nè mà cô này cũng có thích hút thuốc. Mà chị thấy em hút thuốc nhiều quá, cái môi thâm đen xì lì luôn rồi kìa. Bỏ thuốc bớt đi, hại sức khỏe. Được không? Dạ, cũng đang cố gắng chị. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Nói nhiều. Không nói nhiều lắm anh ơi. Không phải nói, mình nói là mình nói vui vẻ, nói thông minh thôi. Chứ đi làm về để kể cái này, cái nọ, cái lọ, cái chai. Nói trời trăng mây gió, nói cho xuyến cái miệng là không được. Khi ta bị ức chế trong công việc thì ta cũng muốn về chia sẻ với chồng chứ. Có nghĩa là chia sẻ một cách là nó thông minh hoặc là nó như thế nào đấy. Chứ gặp ba cái bà chẳng nói nhiều rồi nhiều chuyện tách biệt lắm. Không nói nhiều sao xàm xàm, nãy mới nói thích người xàm xàm. Cái kiểu là xàm xàm mà nói thì kể mà mình không muốn nghe đấy. Tôi thấy ông mới là xàm á, nãy giờ tôi thấy ông xàm lắm á. Ông hỏi vợ rồi ông nghiêm túc lại chút xíu chứ.
Ông nói chuyện tình cảm mà ông cà rỡn ai mà dám mai mối cho ông. Nghiêm túc, mình lớn người ta tới 5-6 tuổi lận, mình phải chững chạc, đồng ý không? Dạ, đồng ý. Không giỡn nữa nha. Dạ. Mình có cần làm dâu gì không em? Có ai trong đây đâu không làm cần dâu. Làm dâu. Rồi. Làm vợ thì được. Cũng xàm nữa. Được, cái này được. Cái này dễ thương mà. Nói chung là mình nói chuyện vui nhưng mà cũng biết kềm chế chút xíu ha. Cô bên kia làm marketing là cô hơi bị giỏi đó nha. Qua tôi xem mặt để coi làm sao. Chào anh. À chào anh. Dễ thương quá. Nãy giờ em nghe em cảm nhận như thế nào về anh ấy? Em thấy hơi hoang mang tí. Không, đôi khi con người chứng mà mình chinh phục được thì cũng giỏi đấy. Yeah. Nó tốt đấy bạn. Đôi khi ta nói ào ào chứ trong lòng ta không nghĩ gì trơn á. Anh nói thế thôi, anh nói cho vui. Rồi nói riết là nó quen đó. Yeah. Nhưng thật sự trong lòng anh không có nghĩ những cái điều đó đâu. Yeah. Anh gửi cho bạn ấy giúp em nha. Nói bạn ấy gửi liền tại chỗ. Mở cái hộp nhỏ trước nha. Hộp lớn mở sau hả? Hộp lớn của anh. Cảm ơn em. Hộp lớn bự hơn hộp nhỏ. Hộp bơ lớn của anh ha. Dạ. Để hỏi cho mình thấy quà mừng quá. Em không thích người đàn ông như thế nào? Em không thích có tính đàn bà hay tính toán. Mẫu người lý tưởng của em là ba em. Bạn ấy chỉ cần đạt 7 trên 10 thì nghĩ là ok. Ba em thế nào? Em có nói thể nói sơ sơ về ba em? Không thuốc, biết rượu bia nhưng không uống nhiều. Trừ khi nào gặp đối tác hoặc là bạn bè thì mới xả da một tí. Đi đâu thì cũng sẽ có vợ có con, không bao giờ đi một mình. Không bao giờ mua sắm gì đó riêng tư cho mình. Cái gì cũng sẽ sắm cho gia đình, ví dụ như mua tivi, tủ lạnh, nói chung là tất cả trang bị cho nhà. Đi làm về mà có mệt cách mấy thì cũng sẽ chở vợ con đi chơi một vòng. Nói chung là một người đàn ông của gia đình. Quá lý tưởng. Dạ. Để xem anh này anh được mấy phần trăm. Cô gái ấy như vậy, em cảm giác xem em có bao nhiêu phần trăm. Đáp ứng được ít nhất là trên 60%. Rất tự tin nữa. Bây mở giờ... qua kìa, mở qua. Hộp nhỏ nha anh. Hộp nhỏ nha, hộp lớn của anh. Mà mở nhẹ nhàng xé dữ vậy. Anh ơi, nó có câu hỏi đó anh. Mình trả lời đi anh. Hả? Đọc lớn lên em. Để thể hiện sự mạnh mẽ và dẻo dai của người đàn ông, hãy làm một hành động thể hiện điều đó. Vụ này tôi làm quen lắm. Làm cho mọi người thấy. Để chị qua chị kiểm tra. Đứng lên. Vụ này kiểm tra đi. Thiên mạnh mẽ đấy. Làm đi em. Chơi thể thao mà. Được. Khí thế cũng khí thế đấy. Mở tiếp đi coi cái gì trong đó nữa. Bạn có tài năng gì? Tài gì? Làm luôn. Tài nói xàm. Em thì thấy em chăm chỉ thôi chứ tài năng thì em... Hát hò gì không? Nhảy múa gì không? Hát cũng không biết hát lắm. Hát bài đi. Bây giờ hát được không ạ? Được. Hát đi. Thôi tôi về đây tôi ngồi tôi nghe. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Được. Rồi hát đấy rồi. Tiếp tục mở nữa. Tôi cũng hồi hộp theo dõi vụ gì nữa đây. Lấy ra cái gì vậy? Lại câu hỏi. Bây giờ mình thương thảo đi anh. Đọc nữa đây đưa đọc. Không, không được, cái này không đọc được. Xong được. Bằng tài năng của bạn để thuyết phục anh Quyền Linh trao phần quà còn lại cho bạn. Vậy là quà này không phải của tôi. Nãy giờ ổng mừng hụt. Nãy giờ mừng trong bụng. Rồi đó, nói sao nói đi. Bây giờ anh em mà không có món quà này là mất trắng luôn anh. Hả? Mất gì? Ra về tay trắng đấy anh. Anh Linh hỗ trợ tạo điều kiện hỗ trợ em. Em muốn vợ lắm chưa? Muốn lắm rồi anh. Trong cuộc sống thì đôi khi mình phải vận dụng những cái sáng tạo, những cái năng động, những cái lanh lẹ của mình vào đúng chỗ. Nhiều khi mình vận dụng vào sai chỗ thì nó hoàn toàn lãnh hậu quả. Thôi, vì tình yêu của em, vì cô gái bên kia, anh trao món quà cho em. Hy vọng những điều may mắn hạnh phúc đến với em. Anh ơi, anh mở món quà ra luôn đi anh. Câu hỏi nữa. Có quà chưa? Lại là giấy bọc. Nãy giờ bị ăn hành nhiều quá rồi. Trời, mới có chút xíu hồi than rồi. Người ta thử cái độ kiên nhẫn của anh đấy. Cái hộp quà đó thì cái món quà lớn là của anh, còn cái hộp quà nhỏ đó là của anh Quyền Linh và chị Cát Tường.
Con gà đó là được xếp từ Lego và đem từ Đan Mạch về. Còn cái hộp không là của anh, cái hộp kia là của chị Cát Tường, có quà trống, đừng có mở của người ta. Trong đó có hai con, một con vịt Donald và một con vịt Donald nữ là của anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Một món quà dễ thương dành cho ông Mai bà mối nha. Dạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Sẵn tiện mình trò chuyện với chị gái luôn đi. Em là em gái ruột của chị Kim Anh. Thì em có vài điều nói về chị em. Chị em rất là độc lập. Chị hay dẫn cả nhà đi du lịch đó. Thì nếu mà anh được nhà em mời đi du lịch thì anh có thể thu xếp đi du lịch với nhà em không? Được. Anh có thích giày không? Giày thì anh rất thích. Chị em rất là thích giày. Chị em chỉ mang sneaker. Chị em nói chung là rất là hấp người nên là cần một bạn trai cao hơn rất là nhiều. Và chị em hay nói nhiều và chị em về muốn có một người chia sẻ công việc này kia kia nọ. Ngày hôm nay chị gặp như vậy, ngày mai chị gặp như vậy thì anh có thể chia sẻ giúp chị được không? Nếu mà chia sẻ về công việc thì có thể chia sẻ đến sáng mai cũng được. Chị em, anh có thích một con người con gái mạnh mẽ, cá tính và không biết make up không? Rất thích em, cứ giản dị, bình thường, bình dân thôi, chứ không sống ảo. Chị em vô công ty này thì rất là năng động nên là em cũng hy vọng là anh cũng năng động giống chị em ha. Năng động thôi chứ tăng động là không được. À không, chị em năng động thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thôi, ai đi với bạn? À, nay em đi với chị gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào quý khán giả, chào em gái. Chị thấy là em gái rất là dễ thương. Bạn nam thì thấy cũng như anh chị nói là hơi xàm xàm. Nhưng mà bạn đó được một cái là rất là chăm chỉ, con người rất là thật, có sao nói vậy. Cũng như anh chị nói là bạn đó như không sắp xếp cái cách nói chuyện cho nó phù hợp với trong cái hoàn cảnh. Đó là khuyết điểm của bạn đó. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cả nhà nha. Bây giờ kéo màn lên, bây giờ gặp nhau để chinh phục, để thể hiện chính mình. Bắt đầu. Em nói trước là em sẽ không biết nấu ăn. Mẹ em nấu ăn ngon lắm nên là phần lại mẹ nấu thôi. Anh thì có hay nhậu không? Thường xuyên hay nhậu do tiếp khách, tiếp đối tác. Công việc của anh chủ yếu là đối nội đối ngoại là nhiều. Anh đi làm về mệt mà em đòi anh phải chở đi đi đây đi đó đi chơi. Tại vì em rất thích đi, em không thích ở nhà. Anh sở thích của anh cũng rất thích đi. Nếu ví dụ như cưới về mà em không nấu ăn được thì sẽ như thế nào? Trời, anh nấu dân dậu mà em lo gì. Anh lại nấu đồ dở luôn hả? Anh thấy em cũng năng động, thông minh, xinh xắn, duyên dáng, mênh mang, hồn hậu. Cảm ơn không biết anh. Có ấm áp hay không? Anh cũng dễ thương. Nói chung là cũng có một tí gì đó là của gia đình. Hồi nãy thấy cái bóng không à, nghe nó khác. Bây giờ gặp cái hình rồi, bạn cảm nhận sao? Được hơn chút chút. Hết thời gian. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm nút hết trơn vậy. Lý do? Em cần một người che chở em nhiều hơn, chịu đi chơi với em nhiều hơn. Thì bạn trai? Thôi, nếu mà không hợp nhau thì chia tay sớm đỡ đau khổ. Cũng là một quan điểm. Anh có một lời khuyên cho bạn trai. Mình cũng lớn rồi, cần đặt câu chuyện đúng nơi, đúng chỗ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cũng chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn hai bạn. Cảm giác là phụ nữ đừng có dơ quá. Mỗi trái tim, mỗi giọt dừa, mắt hai mí. Và đặc biệt là mình không có được handsome lắm đâu. Dẻo miệng quá ha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, coi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em xin kính chào quý khán giả. Em chào chị Quyền Linh và anh Thích. Dạ em xin lỗi, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Không sao, chị Quyền Linh chào em và chào anh Cát Tường. Dạ, em tên là Thanh Phương. Hiện tại là em đang làm kế toán công nợ tại một công ty bán vé máy bay ở Sài Gòn. Em sinh ra ở tại Bình Dương. Em chuyển lên Sài Gòn được mười mấy năm rồi. À, hiện giờ là mình ở nhà ở đây luôn rồi. Dạ, dạ. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng bạn kế bên kia và quý vị khán giả có mặt tại trường quay này. Lời chúc sức khỏe. Em tên là Hồ Tính Thành, năm nay em 31 tuổi anh.
Làm nghề gì? Dạ em hiện tại là nhân viên văn phòng anh. Bên kiểm soát nội bộ anh. Rồi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Đến thời điểm này thì được 2 mối tình. Được. Thời điểm này thôi đó hả? Dạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Được 1 năm. Dạ. Rồi, cũng chưa có dài lắm đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn nữ. Em có trải qua 4 mối tình. 2 mối tình có thể là gọi cốt ghi tâm. Thì mối tình gần nhất là mới chia tay được 2 năm. Là khắc cốt đó hả? Dạ, khắc cốt đó. Khắc cốt mà sao bô nó đi vậy? Dạ, tại vì anh ấy không trung thủy. Không có ghi tâm, khắc cốt. Có nghĩa mình khắc mà anh không có khắc. Dạ, đúng rồi. Các bạn thì cũng đã trải qua nhiều mối tình, một người 2, một người 4 rồi. Cũng có kinh nghiệm tình trường rồi. Quan trọng là ta rút kinh nghiệm sau những cái mối tình đổ vỡ đó để chúng ta hoàn thiện hơn mối tình ngày hôm nay nha. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn trai là gì? Điểm mạnh của em là thứ nhất là nấu ăn rất là giỏi. Có nhiều các món nướng, món xào, các món lẩu. Nói gì đó hả? Tại vì đa năng mà anh. Với hai nữa, đặc biệt là có khiếu với người già nít. Thay tạ cho bé càng còn giữ nữa. Rất là giỏi. Dưỡng nít giỏi, dạ. Thay thả giỏi. Không biết hút thuốc. Quá tốt. Dạ. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của thêm thì nói nhiều. Và đặc biệt là mình không có được handsome lắm đâu. Nhưng mà bạn như thế này được rồi, rất man được rồi. Tôi đâu xấu quắc đây, tôi còn chỉ cần man là chăm sóc bạn gái tốt, yêu thương, chiều chuộng là phụ nữ như vậy là đúng. Chịu rồi. Rồi, mời bạn nữ, bạn có ưu điểm, khuyết điểm gì? Gia đình của em thuộc người Bắc. Cho nên là em có thể nấu ăn được, quét dọn nhà cửa là chuyện bình thường. Dạ, nhược điểm của em là hay nóng tính. Dạ, bên nó nhiều, bên nóng tính cũng mệt. Dạ, nóng nhưng mà em không có giận lâu. Em ví dụ những chuyện gì không quan trọng thì em không bao giờ giận lâu được. Mẫu người bạn trai mà em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, cao 1m7, biết quan tâm chăm sóc cho em, biết nấu ăn càng tốt. Biết nấu ăn rồi đó. Dạ, thì đẹp trai là môi trái tim, mũi dọc dừa, mắt 2 mí. Thích vậy luôn á hả? Dạ, em thích rõ ràng vậy luôn á chị. Ba mắt mũi miệng cái nào cũng đẹp nhưng mà gộp lại nguyên gương mặt không đẹp được không? Cái đó xem xét lại được chị. Nhưng bây giờ người ta không được đẹp lắm nhưng mà người ta chăm sóc em tốt, yêu thương em hết lòng, công việc ổn định thì em có cho người ta cơ hội không? Dạ có, nếu như vậy thì có, tại vì những mối tình của em thì không có hay chăm sóc quan tâm em như này nè. Đó, dạ. Mình cần cái đó không? Dạ. Quan trọng là tính cách thôi. Ừ, đúng không em trai? Đúng rồi anh. Mẫu người bạn gái mà bạn cần tìm là như thế nào? Nói chung là cái tiêu chí của em là bạn nữ thì cao 1m50 trở lên. Biết chịu khó công việc, biết được quan tâm lo lắng gia đình, biết quan tâm chia sẻ với người mình thương. Cũng đơn giản ha. Dạ. Em không thích phụ nữ ở chỗ nào? Cảm giác là phụ nữ đừng có dơ quá. Ở dơ, phụ nữ làm dữ dơ. Kiểu mà phụ nữ mà làm công việc mình về, sau đó họ cứ quăng đồ đạc tùm lum hết, họ không biết dọn dẹp á. Bê bối. Bê bộn chứ phải ở dơ. Bê bộn bê bối thôi chứ không ở dơ. Là 2-3 ngày tao không tắm tao đi làm vậy y nguyên vậy thì mới ở dơ. Dạ. Bạn gái mình có cái điểm gì mình không thích ở người bạn trai? Dạ, nhậu cũng được nhưng mà đừng có lầy. Rồi không hút thuốc, không gia trưởng, không nên quá nghe lời mẹ. Nhiều khi nghe lời mẹ nhiều quá mà không nghe lời vợ cũng. Trời ơi. Giờ lời ai đúng phải nghe chứ giờ. Dạ đúng rồi, mà thì phải dạ. Nghe thôi. Dạ. Hello chị Cát Tường. Chào em. Ông ai nhìn chị dễ thương quá à. Cảm ơn em. Em có nghe lời mẹ không? Có chứ chị, cha mẹ mình lúc nào cũng có nghĩ đến vấn đề đó. Còn cái đó là gia trưởng thì em không có rồi đó. Đúng rồi, em có nghe lời vợ không? Vợ thì tất nhiên phải nghe rồi, mình phải tôn trọng vợ chứ chị. Ví dụ bây giờ sự việc đó em thấy là có vẻ vợ em hợp lý hơn thì em có dám đứng ra để mà khuyên mẹ là nên cho con chiều theo ý vợ con? Sẽ dừng hoàn cảnh chị. Bạn trai nói đúng đó, coi hoàn cảnh thế nào lúc đó sao. Mẹ đang nóng quá thì cũng phải lãng lãng bỏ đi chứ. Đợi hoàn cảnh nào thích hợp mình giải thích. Đúng rồi. Thuyết phục đúng không? Dạ. Mẫu người bạn gái mà muốn có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Tự giống chị Cát Tường càng tốt. Đặc biệt là lúng ra đồng tiền. Thích nhất là điều đó. Dẻo miệng quá ha. Bạn cao mét mấy? Em mét 65 hả chị? Bên đây muốn mét 7. Chết rồi, hết đủ tiêu chí. Mang dài 5 phân. Hết đủ tiêu chí chị ơi. Thôi được mà, có cái điều gì bạn tối kỵ bạn không thích ở người phụ nữ không? Đừng nói nhiều quá, tại em còn hơi nói nhiều. Em cho người ta nói. À, dạ. Có người nói là chạy nghe chữ. Có như là em nói người ta phải nghe. Phải, là hạn chế hai bên tương đẳng nhau là được rồi. Ví dụ người phụ nữ hiện đại nhuộm tóc giống như chị vậy nè, hay là xăm mình rồi thí dụ em chịu không? Em lên chương trình này cha mẹ cũng có nói con cái làm ăn không được thôi mẹ đi xăm đây cho nó khỏe. Thì chị biết gia đình nó đã như vậy rồi. Còn khuyến khích con cái nữa. Thì nên con cái nó cảm giác là mình không có tốt kỹ cái chuyện đó. Vừa nói chung là vừa hiện đại vừa cổ điển.
vừa xưa vậy, truyền thống vậy. Không hiểu. Tức là mình không có quan trọng vấn đề xăm mình. Sao cũng được, miễn là người tốt là được rồi, đúng không? Đúng rồi chị. Rồi, đó là như vậy. Để anh qua coi đàn gái thế nào mà Cát Tường ở đây hỏi đàn trai dữ vậy. Trời ơi, thì xăm có nguyên con đại bàng có nhiều. Dạ em chào anh. Anh bên kia thì không có đủ thước tất mà em thước thước 7. Dạ. Em có hụt hẳn không? Dạ hơi hơi chút xíu. Hơi xíu. Người đây có vẻ cao to. Cao đấy. Ảnh thì nói có hình xăm không sao chứ. Dạ. Em có xăm không? Dạ có anh. Đâu? Dạ đây. À. Chữ mom. Chữ mom là mẹ. Dạ. Rất được, nhưng mà lý do tại sao em không thích ảnh nghe lời mẹ? Dạ không, nghe lời mẹ những điều đúng. Còn những điều ví dụ như là nhiều khi có bất đồng ý kiến hay gì, nếu như mà em đưa ra ý kiến cảm thấy đúng thì ảnh cũng nên nghe. Nhưng mà nghe nhưng mà phụng từ hoàn cảnh. Dạ đúng rồi, tùy hoàn cảnh. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Dạ đúng rồi. Đó cũng là một cái văn hóa truyền thống người Việt rồi. Em không thể nào mà cãi lời cho người lớn đúng được. Rồi. Dạ. Có đôi khi thôi kệ lúc này nhường chút xíu đi. Cái qua thời điểm đó, bắt đầu mình từ từ thuyết phục cho mẹ lắng nghe được á. Cha mẹ là em thương con hết thôi, chỉ muốn con tốt đúng thôi. Đúng rồi. Anh thấy anh được chỉ chững chạc nói năng cũng cũng biết cách, cũng hợp lý ha. Rồi thôi hai người có thể nói chuyện với nhau được rồi. Được đem hỏi cái người thân đã. Được. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với chị ruột. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý khán giả đang xem đài. Chị thấy bạn trai bên này á thì về ngoại hình á thì nhìn cũng được. Được sao chứ được, yếu quá chị. Hơi nhỏ. Những nét trên gương mặt á thì tương đối thôi. Chị thấy là bạn trai bên này cũng nhanh nhẹn. Nhưng mà hồi nãy không biết là bạn trai không có thấy giới thiệu là quê gốc, quê quán ở đâu, rồi nhà cửa như thế nào, ở đâu. Dạ. Em ở Đồng Nai chị. Quê gốc ở đâu ạ? Gốc ở Đồng Nai luôn chị. Ở Đồng Nai luôn. Dạ. Hiện tại em đang làm ở Bình Thạnh chị. Em thuê nhà ở quận Bình Tân với chị, năm 97 ở đến giờ. Vậy là có nhà ở Bình Tân. Thuê nhà chị. Nếu như mà được thì em cứ cho hai người có cơ hội để tìm hiểu. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh đồng nghiệp em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Bạn gái bên này được. Anh thấy cũng hiền, hiền lành, to khỏe. To khỏe. To khỏe hiền lành. Cảm ơn anh. Rồi hai bạn sẽ gặp gỡ nhau nhé. Nào, kéo màn lên. Xem cảm xúc của mình như thế nào nha. Anh xin gửi bó hoa này tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Ôi, ôi. Cảm ơn sự cảm ơn. Thấy anh sao? Người nhỏ dạ, con. Dạ hơi nhỏ con xíu. Ngồi thẳng lưng lên cho nó cao chút. Dạ anh, công việc cụ thể của anh là gì vậy? Công việc của anh là kiểm soát nội bộ, tức là kiểm soát những con số đó em. Thí dụ công ty là hôm nay là công ty có công trình là 10 tỷ. Dạ. Anh phải kiểm tra số liệu 10 tỷ đó nó đi đâu, kiểm tra nó như thế nào. Và trong cái thời gian đó mình cũng kiểm soát con người nữa. Về tác phong nhân viên làm việc. Vậy lương tháng của anh ổn định không anh? Đúng rồi, lương phòng thì ok. Dạ, anh làm công việc này được bao nhiêu năm rồi anh? Anh làm nếu mà giờ cống hiến thì cũng được gần 6 năm rồi. 6 năm, anh nói anh thuê nhà ở Bình Tân. Đúng rồi, thuê nhà đã lâu lắm rồi. Dạ. Mà thiếu có nghĩa là anh làm ở Bình Thạnh là ở đâu rồi? Ngay dưới chân cầu Sài Gòn nè, Ung Văn Khiêm á. Em cũng ở Bình Thạnh. Ở khúc nào? Khúc gần bến xe miền Đông à. Chỗ anh qua chưa được 15 phút à. Bạn trai có hướng lập nghiệp như thế nào không? Em thì nếu mà lấy vợ thì chắc em chuyển qua kinh doanh buôn bán á chị. Ý em nói bạn gái để bạn gái có thể là cảm nhận được cái trong tương lai đó mình vững vàng như thế nào thôi. Bởi vì đến bây giờ mình vẫn còn ở phòng trọ thì cứ lo lắng điều đó, đúng không em gái? Dạ. Em có dự định sắp tới khoảng bao lâu nữa thì em có thể mua được một mảnh đất hay gì đó không? Ở thành phố thì em chưa chắc, các tỉnh lân cận thì Bình Dương thì mua được. Nhà anh có bao nhiêu người vậy? Nhà anh có 6 anh em lận. Anh thứ mấy nè? Anh là người thứ 3. Em thấy người đối diện thế nào, cảm xúc bây giờ em ra sao, em có thích hay không? Xinh, đáng yêu, nói chuyện dễ nghe nữa. Anh có ghét con gái xăm mình không? Ta càng khoái này, nói chung là càng khoái. Người ta nói đủ thời gian có thể làm nhòa đi tất cả, nhưng tình cảm hôm nay anh đến đây thì chắc chắn anh sẽ dành hết cho em. Đúng rồi, hết thời gian. Hiện tại cảm xúc của mình như thế nào và quyết định, suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 hết thời gian.
Một chàng trai cũng rất bản lĩnh trong giao tiếp, cũng nhanh nhạy, cũng có thể làm chỗ dựa cho bà xã tương lai rồi. Nắm tay nhau đi hai em. Xin phép nha chị. Chúc các bạn tìm được hạnh phúc. Đây là những cái vé xem phim để các bạn có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Máy nước nóng với thương hiệu Senton. Máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng. Cảm ơn chị. Rồi, hãy đưa cô ấy xem phim và tìm hiểu nha. Về nhược điểm thì có thể là em nói hơi nhanh ạ. Thì khoảng hơi hậu đậu một xíu. Con gái là quá lè lẹt ạ. Quá ăn diện ạ. Rất là ấn tượng những bạn trai mặc áo trắng, áo sơ mi trắng. Em là fan của câu lạc bộ Real Madrid ạ. Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Hạ Màng. Mời bạn nam. Mời với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta tự giới thiệu về mình cho mọi người cùng nghe. Lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Ninh ạ, chị Cát Tường ạ. Chào tất cả quý vị khán giả cũng như bạn chơi bên ạ. Em tên là Phạm Thanh Túy ạ. Em năm nay 26 tuổi ạ. Quê em thì ở Nam Định ạ. Hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nhân viên công của tổ cắt của công ty Hưng Phú ạ. Tức là em là cắt thôi đúng không? Dạ vâng, cắt áo sơ mi bán sản phẩm ạ. Cắt áo sơ mi. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Xin chào Kỳ Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên là Xuân, em 26 tuổi, em quê của em ở Nam Định. Công việc của em là trình dược viên của công ty dược ở quận 12 ạ. Đầu tiên thì chúc mừng hai bạn đã cùng đồng quê ở cùng quê với nhau. Đó là Nam Định ha. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh thì em ở đâu? Dạ, hiện giờ là em đang ở quận 9 ạ. Quận 9. Bạn trai ở đâu? Dạ, em ở tại Gò Vấp luôn ạ. Gò Vấp cũng gần. Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút xíu ha. Điểm mạnh, điểm yếu, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là dễ gần, cởi mở, biết cũng biết nấu ăn một xíu ạ. Dạ. Thì còn nhược điểm của em là hay quên, hay lúc là thi thoảng hơi hậu đậu một xíu. Trời ơi, được hơi hậu đậu là sao? Dạ, cũng có tùy tùy lúc thôi chị, chứ không phải lúc nào cũng như thế ạ. Dạ. Bạn trai thì sao? Về ưu điểm của em thì em giỏi thể thao ạ. Em nói chung là nếu về chăm sóc bản thân thì rất là tốt. Với nấu ăn thì em cũng có thể tự lo được ạ. Về nhược điểm thì có thể là em nói hơi nhanh ạ. Với lại tính em khá thẳng ạ. Ví dụ đi với bạn gái mà nếu mà em mà không vừa ý cái gì bạn gái là em sẽ nói luôn ạ. Có khi nào không vừa ý là bỏ bạn gái đó đi về không? Không có đâu ạ. Không bao giờ ạ. Em đã có mấy bạn gái rồi? Dạ là hai ạ. Một là thời còn đi học lúc 12 ạ. Rồi em đi bộ đội ạ. Em đi bộ đội thì lúc về thì cô cũng cưới chồng chuẩn bị có con rồi. Còn mối tình về sau này thì em vào thành phố Hồ Chí Minh em làm rồi cũng gặp trong công ty ạ. Yêu nhau được 2 năm rưỡi. Rồi sau này hai đứa cũng nhiều cái vấn đề quá cho nên là hai đứa chia tay ạ. Dạ. Chia tay lâu chưa? Chia tay được hơn 2 năm rồi ạ. Còn bạn gái con đường tình trường thế nào? Dạ em thì cũng có khoảng một có 3 mối tình. Thì mối tình mà lâu nhất thì là mối tình thời học đi học dược ạ. Thì đó là cũng quen một thời gian nhưng mà do cái sau này mỗi người một nơi cũng không đi được tới đâu hết ạ. Nên là dừng tại đó. Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em sẵn sàng đấy ạ. Tại vì hôm nay em cũng 26 tuổi, đối với người Bắc thì cũng hơi là lớn tuổi ạ. Rồi, em dạ. Muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì mẫu người con trai của em là cao 1m70 mà em rất là ấn tượng những bạn trai mặc áo trắng, áo sơ mi trắng. Dạ. Lúc nãy em có nghe bạn bên này nói là bạn rất thích thể thao thì em rất là thích ạ. Em là mê bóng đá, em là fan của câu lạc bộ Real Madrid ạ. Em là fan của câu lạc bộ gì? Em thích Arsenal và Real Madrid. Em sẽ tìm một nữ yêu thương của mình như thế nào? Dạ, em thì em muốn mẫu tìm mẫu con gái thì nếu về chiều cao thì em thích những người nhỏ con hơn. Từ 1m55 đến 1m6 đổ xuống là đẹp ạ. Nhỏ người ạ. Nhỏ người thì lúc đấy đi thì mình có cảm giác là mình che chở hơn nhá. Em thích một người biết chăm lo cho gia đình ạ. Biết cách đối nhân xử thế là được ạ. Vâng. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Em không thích cái gì? Không thích gì ở người bạn gái? Em không thích con gái là quá lè lẹt ạ.
quá ăn diện rồi. Lè loẹt trưng diện hả? Trưng diện dạ. Nhưng mà trưng diện ta đẹp chứ có gì đâu em. Không, nếu mình làm quá lên thì nó sẽ ví dụ trang điểm quá đậm thứ là nó sẽ nhìn nó khác hẳn ạ. Khó quá hả? Bạn gái thì sao? Mình không thích cái gì ở bạn nam? Em thì không thích con trai mà tính gia trưởng quá. Hói đầu á. Dạ. Còn mập mập thì cũng không sao. Che lại mất tiêu sao thấy? Dán lên quay. Còn hói không? Lên quay. Không ạ. Hói hai con bát. Cái đó màu đen cũng được ha. Em có tật xấu gì không em? Trời màu đen quá vậy. À, dạ. Em thì tật xấu của em thì em như vừa nãy em nói thì em nói quá nhanh hay là em quá thẳng tính ạ. Về mấy cái khác thì em cũng khá là hiểu bạn gái, nếu mà hai đứa có tranh luận hay cái gì thì thường thường em sẽ là người nhận sai nó luôn ạ. Mọi chuyện cho nó qua. Dạ. Sau này nếu như mà kết hôn lập gia đình xong thì mình định sẽ là lập nghiệp ở đâu? Dạ chắc là trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Có dự kiến là kế hoạch nhà cửa an cư lạc nghiệp gì không? Bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu? Về vấn đề nhà cửa thì em sẽ làm hết sức mình ạ. Còn nếu mà đã cưới nhau về yêu nhau ạ, sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ nhất ạ. Vậy, dạ. Vậy là được rồi ha. Dạ. Vậy là ủa ba mẹ em ở trong này luôn ha? Anh không ạ, mẹ em thì vẫn ở ngoài Nam Định ạ. Không có làm dâu, mình làm việc trong này đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, okay, dạ, cảm ơn em. Rồi, anh sẽ qua xem. Bạn trai màu đen lắm. Màu đen lắm. Màu đen mà không cho bạn gái màu đen. Nãy giờ những cái điều em yêu cầu hình khán giả như vỗ tay không à. Hình như nó hợp nhau lắm á. Nếu mà nãy giờ em đồng ý á thì khoảng bao lâu có thể cưới nhau được? Dạ nếu mà phù hợp thì có thể cuối năm ngay cũng được ạ. Cuối năm nay cũng được hả? Dạ. Em thích con trai hay con gái? Em thì con nào cũng được ạ, không được, quan hả? Trọng. Dạ. Thích mấy trai mấy gái? Bây giờ thì là hai ạ, có thể kinh tế mạnh hơn thì có thể thêm cũng được. Cũng được ha. Dạ. Thoải mái, không có làm dâu gì hết. Dạ. Là khỏe rồi ha. Dạ. Con trai con gái gì cũng được hết. Mình có đi với người thân không em? Dạ em có đi với bạn thân với mợ của em ạ. Dạ. Bạn với mợ. Nói về cháu thì cháu có cái tính mà biết kính trên nhường dưới, là cái tính là rất tốt. Còn thì nếu bạn trai bên này nhìn thì men. Lại cùng quê mình nữa thì rất rất tốt. Mợ thấy là bạn bên này là được đấy Xuân. Hai cháu cho nhau cơ hội mình tìm hiểu. Thành công là tốt nhất. Cảm ơn mợ. Cảm ơn mợ nhiều. Hai có đi vai không? Dạ em đi với em đồng nghiệp ạ. Anh Túy thì rất là năng động trong công ty, cũng tham gia các hoạt động thể thao rất là nhiều. Còn về chị thì em thấy là rất là xinh, với lại vừa hợp với cái dáng mà anh Túy đưa ra. Nhỏ nhỏ người ha. Cảm ơn em. Thôi giờ mình kéo màn lên cho Túy với Xuân gặp mặt đi ha, để xem mùa xuân có tràn về nơi đây hay không. Kéo màn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ở Nam Định anh ở đâu ạ? Anh quê ở Giao Thủy ạ. Em cũng ở Giao Thủy. Ồ, em ở xã nào ạ? Dạ, em ở Gia Lạc ạ. Gia Lạc ạ? Anh ở thị trấn Ngô Đồng. Dạ, vậy là gần đó ạ. Rất là gần đó. Dạ. Ở trong đây thì có vẻ là cũng gần đúng không? Dạ. Em ở trọ quận 9 à? Dạ đúng rồi ạ. Mình có thể thường xuyên gặp nhau hơn á. Dạ. Vậy anh thì anh buổi tối thì anh cũng đang đi học thì cũng khá là rỗi vào các ngày thứ 3, 5, 7 á. Cho nên là nếu mà có thể thường xuyên thì gặp nhau nhiều hơn. Dạ. Để mình có thể nói chuyện nhiều hơn nữa. Dạ. Quan hệ tình yêu của anh như nào ạ? Nếu mà hai người hợp nhau nói chuyện mà vui vẻ á, tạo cho nhau cái cảm giác tin tưởng thì là tốt nhất. Thì khi đó thì cũng có thể là chắc chắn sẽ không ai hoàn hảo cả, nhưng mà mình biết tha thứ cho nhau đó cũng là điều rất quan trọng. Đó là điều em cần. Dạ. Dạ. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Em thường thích con trai như thế nào á? Em thì thích con trai thẳng tính hơn. Thì mình không thích cái gì thì mình nói. Thì tại vì em cũng không có, lúc mà anh nói thẳng thì em sẽ tiếp nhận, chứ không phải là cái diện mà em không thích thì em sẽ thẳng mặt này em mà là thế này thế kia. Em nói em thích xem bóng đá đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu mà có điều kiện thì cuối tuần mình có thể rủ nhau đi xem bóng đá thì rất là dạ, tuyệt vâng. Đúng không? Em rất là thích luôn ạ. Dạ. Kế hoạch tương lai đi bạn. Chúng ta hẹn hò như thế nào? Nếu mà hẹn hò thì sẽ gặp nhau nhiều hơn á. Còn dạ. Nếu về cưới hỏi thì mình cứ tìm hiểu nhau á. Dạ, để thực sự rồi. Nếu mà hai đứa hợp nhau tiến tới thì chắc chắn mình sẽ làm nhanh nhất. Dạ đúng rồi. Em cũng hơi hẹn như thế nào em?
chắc chắn em sẽ đón cô ấy đi chơi. Dạ. Anh thì anh cũng không biết nhiều chỗ chơi, nhưng mà anh biết ở đâu thì anh sẽ dẫn em đi đó. À, đi dạo. Dạ, dạ em cũng chỉ gần hết ạ. Có dạ. Nếu mà có đống đá thì anh rủ em đi qua đống đá này nhé. Có bạn trai tặng quà gì cho em vậy? Dạ là áo sơ mi chị. Áo do bạn trai cắt đi. Phải không? Dạ dạ. Em không biết người cô ấy như nào cho nên là em xem thì thấy con gái mặc áo form rộng, mặc áo thun form rộng rất là đẹp, cho nên em mặc cắt một cái áo form rộng. Thử đi, em thử coi đã. Thử đi, coi đi. Cắt là may á hả? Vâng, em cắt đấy, còn may thì em chưa biết may. À. Bạn ở khâu cắt thôi. Khâu cắt thôi đúng không? Bạn chỉ cắt thôi, còn ai ráp, ráp không ráp thôi. Thôi rồi lấy ra đi coi, thử coi vừa không bạn. Mặc vô coi cái đẹp. Công tình người ta thức cả đêm người ta cắt đó. Thức 3 đêm đó mới cắt được cái áo đó. Em thử. Áo đi coi đá banh là đẹp luôn á, hợp luôn, không có nắng, ngồi sân vận động đỡ bị nắng. Dạ. Được không mọi người? Em thấy sao được không em? Dạ, nếu mặc vào thì chắc chắn rất là đẹp đấy ạ. Dạ. Em có suy nghĩ sẽ tặng anh ấy một món quà gì ngày đầu tiên gặp mặt không em gái? Dạ, mẹ em có mà em có một cái món đồ thật sự là hoa tự làm ạ. Em muốn tặng anh đó. Anh nhưng mà em đi gặp, em để nhà xong em đi trời mưa em gấp quá mặc áo em đi phóng đi luôn, em để quên đi quà ở nhà luôn ạ. Ồ, vậy là coi như em nợ bạn trai một món quà đúng không? Dạ, đúng rồi. Chúc đi uống cà phê nhớ lấy hoa tặng bạn trai nha. Dạ. Tiến tới hôn nhân thì cái an cư lạc nghiệp mình sao, cái kinh tế mình sao, trong nhà lại ai sẽ quản lý tiền bạc, tài chính? Em nghĩ là chuyện tài chính thì ai cũng giữ cũng được ạ. Chứ không quan trọng là vợ cứ phải là người giữ. Còn chuyện kết hôn thì cứ để khi nào mà cảm thấy phù hợp hay là mình tiến tới. Chắc chắn thì anh sẽ để em giữ, bởi vì là con trai thì chắc chắn là không thể khéo léo như con gái được. Con gái còn lo nhiều việc trong gia đình, nấu nướng hay con cái thì chắc chắn là vợ lên giữ. Dạ. Chồng thì nên cầm vừa đủ được. Con cái thì như thế nào? Con cái thì như em thích con gái thì thực sự em bây giờ em đang có 5 cháu gái cho nên em cũng rất thích kiểu con gái á. Cho nên là không có quan trọng về là con gái trai hay con gái. Em thì có 2 cháu trai nên em cũng rất thích là có con gái. Rồi. Thôi bây giờ tặng quà rồi ha, sở thích quan điểm rồi hết rồi. Mình hãy nói một cái gì đó về cái cảm xúc của mình hiện tại dành cho người đối diện. Anh lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là cởi mở, nói chuyện rất là vui vẻ. Thì nếu được thì cho nhau cơ hội để mình có thể nói chuyện nhiều hơn, đi xa nữa. Bạn gái? Em thì đen đó, rất là dễ nhìn ạ. Đẹp trai đó, có thể nói là đẹp trai. Thì cũng rất là cởi mở, cũng nói chuyện cũng khá là hợp đó. Rồi, hết thời gian. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm các bạn. Có 3 tiếng đếm để quyết định. Cùng quê Nam Định, có thể về quê chung với nhau hay không là do quyền quyết định các bạn. Hãy có trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nha. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Tay nhau đi hai bạn. Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng hai bạn. Có thể đến cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox để xem phim tìm hiểu kỹ hơn các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Quà tặng dành cho hai bạn là máy nước nóng với thương hiệu Senton, máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá là 7 triệu đồng. Chúc hai bạn sớm hiểu nhau và hạnh phúc sẽ đến. Rồi, hai bạn có thể đưa nhau xem phim. Sau khi chia tay thì em đăng ký chương trình này luôn. Tại thật sự là em nghe thì em cũng hơi bị lo vấn đề này. Lo gì em? Nói một lần thì được, đừng có nói nhiều lần quá. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em tên là Phan Thị Thanh Trà, sinh năm 1984 ạ, là nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở đâu em Trà? Dạ, quê em Bình Định anh ơi. Bình Định, rồi mời anh trai.
Dạ, xin chào các vị khán giả. Chào Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào anh. Chào bạn cùng chơi. Em tên là Lê Văn Tuấn, đến từ Quảng Ngãi, sống và làm việc công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm việc gì hả? Mình là kỹ sư của ông Toàn Bảo hộ lao động. Anh bao nhiêu tuổi anh? Dạ, năm nay 38 tuổi ạ. 38 tuổi. Rồi, hôm nay một cặp đôi rất là chín chắn trong tuổi tác ha. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, thì mối tình thì em được 3 mối tình ạ. Và chia tay đây cách đây cũng được 4 năm rồi ạ. Mình có rút ra được kinh nghiệm gì không? Hay mình có khó tính quá không? Dạ không, không hề khó. Cũng dễ lắm chị. Dễ lắm hả? Dạ. Anh trai bên kia thì có bao nhiêu mối tình rồi? Thưa chị, em cũng có một mối tình chính thức. Quen nhau hơn 3 tháng. Trời đất ơi, chính thức mà có 3 tháng vậy, không chính thức là mấy ngày? Dạ không, thì quen nhau hơn 3 tháng thì lúc đó đến hôn nhân thì sau này chia tay. Thì tức là quen nhau rồi. Dạ. 3 tháng sau 3 tháng tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Rồi mấy tháng sau chia tay? Dạ, sau thời gian khoảng 1 năm là chia tay. Thì thời gian đó thì do cũng tính chất công việc, có những cái công việc mình đi làm xa thì sau này bây giờ thì em đã ổn định rồi. Thì cái lỗi đó thì cũng do lỗi của mình. Mình chia tay bao lâu rồi anh? Dạ vâng, chia tay được 2 năm rồi. Sau khi chia tay thì em đăng ký chương trình này luôn. Được 2 năm mới được mời lên. Mình có cháu nào không anh? Dạ, thực tế thì em có một cháu. Nhưng mà cháu đó thì hiện tại sống bên gia đình của người vợ. Sau khi chia tay khoảng 28 ngày là vợ em cưới chồng khác. Cái câu chuyện anh thì nó cũng rất là éo le ha. Anh quen chị ấy mới có mấy tháng thôi, sau đó cưới xong rồi á là chia tay mới 28 ngày chị ấy có chồng. Có lẽ là mình quen nhau nhanh quá, cũng chưa có hiểu rõ nên nhiều điều nó chưa có hoàn thiện lắm đúng không anh? Thực tế thì cũng không hẳn là hoàn toàn như vậy hết, mà nguyên nhân là do là gia đình đó có một người con gái thì muốn em về làm rể. Làm rể luôn? Dạ, làm rể luôn. Tại vì nhà em là nó có cơ ngơi sự nghiệp sẵn rồi, mẹ em cũng không đồng ý điều đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ như cô này nè, gia đình cổ cũng muốn anh ở rể nè, là không được đúng không? Dạ được chị. Được hả? Ủng hộ vậy? Em chưa được bao giờ ở rể. Hồi đó chưa có tạo dựng sự nghiệp, người ta mời về làm rể sướng muốn chết thì không chịu. Bây giờ có sự nghiệp rồi, tại sao người ta kêu đi làm rể thì lại chịu? Tại vì khi mình phải tạo nên một cái gì đó thì mình có một căn bản để mình làm rể nó vẫn tự tin hơn. Đúng rồi. Đi đâu sẽ lo cho gia đình vợ được. Được. Vì đàn ông mà đôi khi cũng có một cái sự sĩ diện. Mình chưa có gì mình về cái nhiều khi người ta nói ăn bám vợ rồi này kia. Rồi mà bám gia đình vợ, còn giờ mình có cơ ngơi rồi, mình không sợ mình được, đâu cũng được bước hết. Vô luôn. Dạ, rồi. Nãy giờ cũng nghe anh tâm sự rất là chân thành rồi ha. Dạ, thật sự là em cũng rất thắc mắc thôi. Bé hiện tại đang ở với mẹ. Bé đang ở với mẹ. Bé được bao nhiêu tuổi vậy bà anh? Bé 2 tuổi. 2 tuổi ở với mẹ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, tại mới chia tay 2 năm mà. Rồi. Thì thật sự là em nghe thì em cũng hơi bị lo vấn đề này. Lo gì em? Anh có thể có vợ thì ok, em không vấn đề gì hết. Nhưng mà đứa con là một vấn đề. Chị nghĩ thời buổi bây giờ cái vấn đề đó cũng không có sao hết em. Thứ nhất là con thì con nít là không có tội. Đúng. Thứ rồi. Hai đúng là sống là không có bây tội. Giờ con cũng đang sống với mình mẹ, mà dù có sống với mình cũng vậy. Con nít nó rất dễ, mình thương nó thiệt lòng thì nó thương mình thật lòng thôi. Vấn đề này chị thấy không quan trọng, quan trọng là tình yêu của hai người. Để chúc hai người gặp nhau đi. Em nghĩ rằng nếu mà có tình yêu thì cái gì nó cũng sẽ qua hết thôi. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một chàng trai thế nào? Dạ thì nói chung tuổi anh Minh nó đã 38 rồi, cũng đủ lớn rồi anh. Nói chung là cũng nghĩ là cơ sở kinh tế đã vững, cũng biết suy nghĩ, cũng biết chia sẻ công việc vợ cho gia đình. Đừng có gia trưởng, đừng có gọi là tính đàn bà một tí đó anh. Nói một lần thì được, đừng có nói nhiều lần quá. Rồi. Nó khó. Anh có yêu cầu một người phụ nữ như thế nào không? Em thì chỉ mong rằng là người bạn của em là biết chăm lo gia đình, biết dung hòa trong cuộc sống, giúp đỡ mọi người xung quanh. Trời, không mong muốn gì nữa không? Dạ không ạ. Xin chào chị ạ. Dạ, chào anh. Nãy giờ anh có hình dung được bạn gái bên này là như thế nào không? Thì em nghĩ là cô gái này là rất là nữ tính. Thứ hai nữa là cũng là một người khá về hiểu biết về cách sống. Nếu bây giờ được thì khi nào anh tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ thì trong năm nay thì sẽ tốt hơn. Tại vì em đã chuẩn bị cái này cách đây đã 2 năm rồi.
Thì hiện tại gia đình của em thì hiện tại là chỉ còn một mình em thôi. Thì em sống này thì có thể lập nghiệp trong này. Dạ, vậy là chị không có phải làm dâu gì hết hả anh? Hiện tại không cần phải làm dâu gì hết. Rồi. Tại vì mẹ em là bên quân đội về hưu. Hiện tại em đã xây nhà cho mẹ em ở hết rồi, đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết rồi ha. Rồi, vậy là mình chỉ tiến tới hôn nhân mình lo cho mình thôi ha. Mình lo cho mình. Coi như cái này chuẩn bị 2 năm trước cho người cũ và người sau vô hốt luôn ha. Rất là trưởng thành, rất là chín chắn. Cặp này lấy nhau là bền vững hạnh phúc. Xin nhắc lại, không phải là chuẩn bị cho người cũ mà sau đó anh mới chuẩn bị để đón người mới nha. Chứ không phải là chuẩn bị cho người cũ đâu. Để mình xem là đàn gái thế nào. Em chào anh. Xin chào em, giọng nói rất dễ thương. Anh thấy anh bên đây đúng là mẫu người của gia đình đấy, từng trải trong tình hôn nhân rồi. Dạ. Thật ra đây cũng là một cái bến đỗ mà anh nghĩ rằng cũng an toàn đấy. Anh ấy cũng rất hiền. Hiền, dạ, nghĩa là được rồi anh. Được ha. Dạ, như anh là được rồi. Như anh được rồi ha. Dạ. Chị cũng thấy được đó. Thôi để hai người gặp đi. Dạ. Mình có đi với người thân không em? Dạ có. Em đi với ai chị sẽ cho em tham khảo ý kiến người thân của em trước nha. Dạ. Chị ruột và anh rể và chị đồng nghiệp ạ. Ồ, chị ruột với anh rể. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Chào chị. Nói chung anh bên này rất là chín chắn và trưởng thành ạ. Nói chung là tùy em, cảm xúc của em có cảm xúc hay không. Nếu mà có cảm xúc thì cả hai cho một cơ hội lẫn nhau ạ. Anh ơi, gì chị anh ơi, anh thấy chị em anh có hình dung ra em không anh? Dạ. Thì chị hai chị em giống nhau y chang vậy đó. Một phần không đó anh ơi. Chị ơi, cho em hỏi cho trước khi anh đi tham gia chương trình này, anh đã trong tâm nguyện anh đã nói rồi, anh đi cưới vợ là để đâu đang nói chuyện chị này, đang nói chuyện với chị dâu chị. Dạ, thì em cũng hứa với chị rằng á, nếu em được ghi tên vào trong gia phả của chị, gia đình của chị,